Dương Quá bá bá, Tâm Đồng cô cô. Nhìn thấy Dương Quá và Lục Tâm Đồng, Lục Kinh Vân lập tức hành lễ, cũng coi như lễ phép, cực kỳ nhu thuận. Tiểu gia hỏa, lớn như vậy rồi, mau nói cho cô biết có nhớ cô không? Lục Tâm Đồng mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía tiểu gia hỏa cũng có chút kinh ngạc. Dĩ nhiên là có rồi, không nhớ cô thì còn nhớ ai được chứ? Lục Kinh Vân giảo hoạt nói, từ nhỏ nó đã biết Tâm Đồng cô có không ít chỗ tốt cho nó. Thật ngoan ngoãn, nhanh đi tắm rửa đi, lát nữa cô đưa cho con vật này. Lục Tâm Đồng cười thỏa mãn. Mẫu thân, con trở về rồi. Trong khi mấy người nói chuyện, Lục Lâm Thiên cũng đi tới. Trở về rồi cũng không biết đường tới chỗ mẫu thân, nhanh đi tắm rửa rồi dùng cơm, nhìn con xem, dường như gầy đi một chút. La Lan Thị nhìn nhi tử, trong mắt hiện lên sự vui vẻ, thỏa mãn. Lục Lâm Thiên mỉm cười, nghe mẫu thân hắn dài dòng với mình cũng chính là một loại hạnh phúc. Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Lục Lâm Thiên đã sớm không cần ăn uống gì. Thế những mỗi một lần bọn họ trở về đều dùng cơm với mẫu thân. Hiện tại bọn họ ăn một bữa cũng càn tốn không ít thời gian mới có thể đem chọc khí trong đồ ăn tinh lọc ra. Thế nhưng vì thỏa mãn ăn uống, cùng với việc ngồi dùng cơm cùng người một nhà cho nên bọn họ vô cùng hạnh phúc và thỏa mãn. Nhìn nhi tử, nhi nữ và tôn tử ăn uống, La Lan Thị không ngừng mỉm cười, cũng không biết ba đứa con nàng hiện tại đã là cường giả phong vân trác tuyệt ra sao trên đại lục. Nàng chỉ biết trước mặt nàng đây là ba đứa con của nàng mà thôi. Sau khi cơm nước xong, Lục Lâm Thiên vội vàng rời đi, hắn còn có chuyện cần xử lý, lại phải tìm đám người thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh và quỷ tiên tử Bạch Oánh. Tiểu tử này, ngay cả trà cũng không kịp uống. La Lan Thị nhìn bóng lưng Lục Lâm Thiên rồi nói. Mẫu thân, ca ca có rất nhiều chuyện, đương nhiên phải bận rộn một chút. Con ở cùng mẫu thân là được rồi. Lục Tâm Đồng tiến lên, thân mật kéo cánh tay mẫu thân. La Lan Thị vỗ cánh tay Lục Tâm Đồng nói. Ta biết nó bận rộn, những năm nay đều phải dựa vào nó mới có Phi Linh Môn hiện tại. Mới có Lục Gia hiện tại, tất cả đều dựa vào nó chèo chống, chi là, ta sợ nó mệt mỏi. Vào đêm, trong màn đêm, vầng trăng treo trên cao, ánh sáng giống như một tấm lụa mỏng phu lên trên quảng trường Phi Linh Môn. Trong đại điện rộng lớn của Phi Linh Môn hiện có đường chủ, phó đường chủ 6 đường ngồi đó. Theo thứ tự là tỉ muội quỷ ảnh La Sát Diệp Phi của ám đường. Kim đường Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ, Hoàng Đan. Vũ đường Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Lý Chỉ Chính, Hình đường Âu Dương Lãnh Tật, Linh đường Khang Tử Vân, Khí Vương Úc Khánh. Yêu đường Thiên Độc Yêu Long, Quỳ Long Như Hoa, Huyết Mị, Hắc Hùng. Mặt khác còn mấy đại cung phụng như Lộc Sơn Lão Nhân, Thanh Hỏa Lão Quỷ, còn có Lưu Tinh Hà, Khoái Kiếm Vương Lưu Kiếm, Thiên La Viêm Võng Tả Thiên Khung, Linh Vũ Song Quái, An Cát Tú Na, Hổ Viêm Thiên Tôn. Mặt khác còn có hai người Trương Minh Đào, Hoàng Bác Nhiên ngồi ở dưới cùng. Mà phía bên phải, lúc này ngồi trên cao theo thứ tự là các trưởng lão tôn cấp cùng tôn sứ hộ giáo như Thiên Thủ Quỷ Tôn, Bàn Hủy, Bàn Vân, Long Linh, Thanh Linh Tôn Giả, Cực Mộc Tôn Giả, Trấn Linh Tôn Giả, Song Tuyệt Tôn Giả, Phích Lịch Tôn Giả, Phong Linh Tôn Giả, Hoa Xí Tôn Giả. Ngồi gần tôn sứ hộ giáo cùng với trưởng lão tôn cấp là Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, còn có Khấu Phi Yến. Mọi người đang ngồi đều nhận được thông báo của Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh cho nên mới chạy tới. Nhìn thấy mọi người ngồi trong đại điện đều là đường chủ 6 đường, cung phụng, đồng thời còn có trưởng lão tôn cấp, trưởng lão vương cấp, và mấy đệ tử cũ của Phi Linh Môn. Cơ hồ thực lực mạnh nhất của Phi Linh Môn hội tụ. Các trưởng lão, hộ pháp khác hôm nay đều không có tư cách ngồi ở chỗ này, đội hình như vậy khiến cho trong lòng mọi người không khỏi suy đoán. Độc Vương, trưởng môn gọi chúng ta đến rốt cuộc là có chuyện gì? Trấn Linh Tôn Giả khi mới đến Phi Linh Môn mới là Linh Tôn nhất trọng, lúc này cũng đạt được chỗ tốt cực lớn, đạt tới Linh Tôn nhị trọng. Ta cũng không biết, trưởng môn chi dặn mời chư vị tới đây, có lẽ trưởng môn cũng sắp tới rồi. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nói, hắn cũng không biết trưởng môn gọi mọi người tới đây là có chuyện gì. Độc Long, chỉ có người ở cùng một chỗ với trưởng môn. Ngươi nhanh nói xem tu vi gần đây của trưởng môn đã tới cấp độ nào rồi. Bàn Huy nhìn Thiên Độc Yêu Long rồi hỏi. Cảm nhận khí tức trên người Thiên Độc Yêu Long, hắn hâm mộ không thôi. Đi theo bên người trưởng môn, chỗ tốt đạt được vẫn là lớn nhất. Nghe Bàn Huy nói, tất cả mọi người đều nhìn về phía Thiên Độc Yêu Long. Đối với tu vi của trưởng môn,
mọi người đang ngồi đều là cường giả, mọi người cũng rõ, tốc độ tăng trưởng tu vi của trưởng môn vô cùng biến thái. Hơn 3 năm trước ở trên Vạn Thú Tông ngay cả Thái Thượng trưởng lão tôn cấp ngũ trọng đỉnh phong của Nguyệt Long các trưởng môn cũng đã không coi ra gì. Bởi vậy, chúng cường giả đang ngồi đối với vị trưởng môn trẻ tuổi vừa kính vừa sợ, tuyệt đối tử trung. Bọn họ coi mình là một phần của phi linh môn. Hắc hắc, bị mọi người nhìn vào, Thiên Độc Yêu Long cười hắc hắc, rất là hưởng thụ, ánh mắt nhìn mọi người nói. Nói cho các người biết cũng không sao, trưởng môn đã là vũ tôn lục trọng. Một năm trước khi trưởng môn còn là vũ tôn tứ trọng, ở trong Thanh Long Hoàng tộc chỉ cần dùng hai chiêu đã đánh bại đại hộ pháp Long Trường của Thanh Long Hoàng tộc. Tu vi của Long Trường chính là bát giai hậu kỳ trung giai, đủ để đối kháng với tôn cấp bát trọng đỉnh trong nhân loại. Đó là trưởng môn đã nể tình rồi, nếu không nể tình có lẽ chỉ cần một chiêu đã bại rồi. Cái gì? Mọi người nghe vậy tức thì rung động, hít vào một ngụm khí lạnh. Đại hộ pháp Thanh Long Hoàng tộc. Trong vòng hai chiêu đã bị trưởng môn đánh bại, đó còn là nể tình, điều này quả thực quá mức rung động a. Đám người Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Lục Tiểu Bạch, Hoàng Đan nhìn nhau, trong mắt tràn ngập khiếp sợ. Độc Long, ngươi nói thực sao? Song Tuyệt Tôn giả trợn mắt, còn cho rằng Thiên Độc Yêu Long nói đùa. Ngươi không tin sao, tự đi tìm trưởng môn thử xem đi, hiện tại ta cũng là hộ pháp ngoại môn của Thanh Long Hoàng tộc. Chẳng lẽ lại làm mất mặt mũi của tộc sao? Thiên Độc Yêu Long nói, hắn cũng không có nói sai. Hít! Mọi người nhìn nhau, Thiên Độc Yêu Long đương nhiên không nói điêu. Trưởng môn luôn luôn là người cực kỳ biến thái. Chỉ là vũ tôn tứ trọng mà chỉ cần một chiêu là có thể đánh bại đại hộ pháp Thanh Long Hoàng tộc. Hiện tại đã là vũ tôn lục trọng, vậy thì thực lực sẽ khủng bố bực nào a? Độc Long, nhanh nói cho chúng ta nghe một chút. Mấy năm nay người đi theo bên người trưởng môn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc trưởng môn tu luyện thế nào mà mạnh vậy? Mọi người nhao nhao nhìn Thiên. Độc Yêu Long rồi nói. Cũng không có gì, mấy năm nay chúng ta đi theo trưởng môn xông vào tổ yêu lâm, đại náo cửu vĩ yêu hồ nhất tộc, còn xông vào huyền vũ hoàng tộc, lần đó thiếu chút nữa mất cái mạng nhỏ này. Thế nhưng về sau lại lật tung huyền vũ hoàng tộc, kế tiếp còn chạy tới Thanh Long hoàng tộc. Mọi chuyện chỉ có như vậy. Nước miếng của Thiên Độc Yêu Long văng tung tóe, kể ra sự tích anh dũng. Xông vào cửu vĩ yêu hồ nhất tộc, huyền vũ hoàng tộc, Thanh Long hoàng tộc. Mọi người im lặng, rung động. Ba tộc này tùy tiện mỗi một tộc đều không dễ trêu vào. Đặc biệt là huyền vũ hoàng tộc và Thanh Long hoàng tộc, cũng chỉ có người biến thái như trưởng môn mới dám xông vào. Ai, lúc trước ta nên đi cùng trưởng môn, ngay cả chuyện này cũng bỏ qua cho được. Long Linh nói, lúc đó ta cũng nên khẩn cầu trưởng môn mang theo a. Không được, lần sau trưởng môn đi ra ngoài ta nhất định phải đi cùng. Mọi người lập tức nghị luận, chuyện đặc sắc như vậy không ngờ bọn họ lại bỏ qua. Huống chi nhìn thực lực của Thiên Độc Yêu Long đã biết rõ, đi theo bên người trưởng môn, chỗ tốt nhận được cũng là lớn nhất. Chư vị đều tới rồi sao? Trong lúc mọi người nghị luận vô cùng náo nhiệt. Thân ảnh Lục Lâm Thiên vô thanh vô tức xuất hiện trong đại điện. Nhìn thấy thân ảnh Lục Lâm Thiên vô thanh vô tức xuất hiện, không ngờ không có ai trong đại điện phát giác ra khí tức của trưởng môn. Mọi người thoáng kinh hãi, tu vi của trưởng môn bọn họ không ngờ đã mạnh tới tình trạng này. Tăng thêm vừa rồi Thiên Độc Yêu Long đã kể qua cho nên trong mắt mọi người đều hiện lên sự sùng bái. Từng đạo thân ảnh đứng dậy hành lễ nói. Bái kiến trưởng môn. Bái kiến công tử. Bái kiến chủ nhân. Tất cả đứng lên đi, không cần đa lễ. Lục Lâm Thiên nói xong, lập tức đi vào trong đại điện, đi tới chủ vị, sau đó xoay người lại. Ánh mắt nhìn mọi người, trường bào tung bay, một cỗ khí tức thượng vị giả vô hình tràn ra. Khí tức bá đạo mà sắc bén khiến cho linh hồn mọi người run lên, trong lòng xuất hiện cảm giác kính sợ. Mọi người đứng dậy, những cường giả đi theo bên người Lục Lâm Thiên đã lâu nhìn lên trên chủ vị, trong lòng thầm than, giờ phút này trưởng môn đã trưởng thành. Lục Tiểu Bạch, gần đây kim đường thế nào rồi? Lục Lâm Thiên ngồi ngay ngắn, nghiêm túc hỏi Lục Tiểu Bạch. Bẩm công tử, kim đường đã ổn định, tất cả đại thành hiện tại đều có chi nhánh của phi linh thương hội. Trong phạm vi phi linh môn, tất cả đều trong phạm vi khống chế của chúng ta. Lục Tiểu Bạch đứng dậy trả lời. Hoàng phủ đường chủ, vũ đường của ngươi thì sao? Lục Lâm Thiên nhìn Hoàng phủ kỳ tùng rồi hỏi. Bẩm trưởng môn.
đệ tử tinh anh trong vũ đường hiện tại có 100 vạn, đã sẵn sàng ra trận. Hoàng Phủ Kỳ Tùng khom người nói. Hoa đường chủ, ngoại đường thế nào? Lục Lâm Thiên nhìn hai huynh muội Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc. Đệ tử ngoại đường đạt 300 vạn, phân tán ở các nơi. Phụ trách trấn thủ các đại thành, trong phi linh môn hiện tại chỉ có 3 vạn. Hoa Mãn Ngọc đứng dậy trả lời. Lục Lâm Thiên nhíu mày, mấy năm này số người trong phi linh môn tăng trưởng gấp mấy lần. Vốn phi linh môn cộng lại cũng chỉ có 20-30 vạn người mà thôi. Hiện tại đã là mấy trăm vạn, đội hình như vậy rốt cuộc cũng chính thức được coi là thế lực nhất lưu. Trong đại điện, Lục Lâm Thiên cũng biết được chuyện trong vòng mấy năm nay. Chung quy, những năm nay cũng không xảy ra đại sự gì. Mấy năm nay chỉ có Đế Đạo Minh và Thiên Địa Minh đối lập, mặt khác cũng không có chuyện lớn gì. Dường như Thiên Địa Minh gần đây có chút hành động mờ ám nho nhỏ, Đế Đạo Minh cũng không để ý tới. Lục Lâm Thiên biết được chuyện này, hai hàng lông mày nhíu lại, cũng không nói câu gì. Từ trong miệng đám người Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Khấu Phi Yến, Lục Lâm Thiên biết được tình huống của thế hệ trẻ tuổi trong phi linh môn hiện tại. Hiện tại tình hình bên trong phi linh môn không tệ, tuy rằng không có căn cơ như mấy sơn môn nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang, tam tông tứ môn. Thế nhưng mấy năm nay so với đám người đồng lứa thì cũng không kém một chút nào. Đặc biệt là lần thi đấu giữa Đế Đạo Minh vừa rồi, phi linh môn nắm top 3, hiện tại vẫn còn được người ta ca tụng. Về phần trong đám người trẻ tuổi, mạnh nhất chính là Đoan Mộc Hồng Chí, Niếp Phong, Hoàng Tĩnh Ngọc, Trịnh Thánh Kiệt, Dương Linh Hạo. Lúc này mấy người này đều đang tôi luyện bên ngoài. Tất cả không có đại sự gì, Lục Lâm Thiên nhìn mọi người rồi nói. Hiện tại chư vị đều là cường giả hạch tâm của phi linh môn. Nói cho cùng phi linh môn cũng là dựa vào chư vị. Lúc này ta thay mặt cả phi linh môn đa tạ chư vị. Lục Lâm Thiên ôm quyền thi lễ, nhìn mọi người rồi nói. Trưởng môn quá lời rồi. Nếu như không có trưởng môn thì phi linh môn làm sao có được như ngày hôm nay. Lục Lâm Thiên thi lễ, mọi người vừa mừng vừa sợ, tất cả đứng lên, như được sủng ái mà lo sợ. Tất cả mọi người đã đứng lên thì cũng chọn một kiện bảo vật đi. Nhìn xem có cái gì không có hay không, tự mình cầm lấy đi. Lục Lâm Thiên mỉm cười, mở mấy chiếc nhẫn chữ vật ra. Vô số bảo vật chồng chất như núi trong bảo khố của Thanh Long Hoàng tộc trút xuống đại sảnh. Bảo vật chồng chất như núi xuất hiện khiến cho mọi người lùi lại. Từng cỗ khí tức cường hãn lan tràn, từng khối ngọc giản vũ kỹ, linh kỹ, từng kiện linh khí xuất hiện rõ ràng trước mắt mọi người, khiến cho mọi người trực tiếp rung động. Đây là vũ kỹ địa cấp cao giai. Toàn bộ đều là vũ kỹ, linh kỹ địa cấp. Toàn bộ đều là linh khí A, hồn linh khí địa cấp, vũ linh khí địa cấp A. Oanh! Đại điện như sôi trào, từng cỗ khí tức chấn động. Mọi người nhìn thấy bảo vật chồng chất như núi, ánh mắt trở nên nóng bỏng. Cảnh này khiến cho mọi người tuyệt đối bị ký. Trời ạ, phát tài! Đại phát rồi! Đám người Lộc Sơn Lão Nhân, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Thiên Thủ Quỷ Tôn, Lưu Tinh Hà rung động. Một đám lão nhân phi linh môn nhào tới, không có chút khách khí nào. Ba người Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Khấu Phi Yến nhìn nhau. Đống vũ kỹ, linh kỹ chồng chất như núi trước mặt bọn họ đều là địa cấp A. Còn có mấy trăm kiện linh khí cũng là tài liệu luyện khí tốt nhất. Mấy trăm kiện A, đây là loại khái niệm gì? Mọi người xôi trào. Hưng phấn kêu to, mà ngay cả đám người Hỏa Sĩ Tôn Giả, Phong Linh Tôn Giả cũng không nhịn được mà chạy tới. Chỉ có Bàn Hủy và Bàn Vân đứng đó. Cảm thấy thiếu thứ gì thì chọn đi. Lục Lâm Thiên nói, đây hiện tại đều là cường giả mạnh nhất trong phi linh môn. Thực lực những người này mạnh lên, cũng là phi linh môn mạnh lên. Mọi người lựa chọn một phen, kỳ thật trong mọi người có mặt ở đây cũng có không ít người có linh khí địa cấp, thứ này cũng không thiếu. Bất quá. Nhìn thấy có nhiều bảo vật như vậy mọi người không khỏi sợ hãi, than thở, cuối cùng chỉ lựa chọn vũ khí địa cấp mà thôi. Ngược lại mấy người Hỏa Sĩ Tôn Giả lại lựa chọn linh khí địa cấp, cả đám hưng phấn, kinh hy không thôi. Trước kia bọn họ là tán tu, cầm một kiện vũ linh khí huyền cấp cũng là không tệ rồi. Vũ linh khí địa cấp, đây là thứ tuyệt đối khó có thể đạt được. Coi như là thái thượng trưởng lão trong các sơn môn lớn như tam tông tứ môn cũng không có mấy người có vũ linh khí địa cấp. Mọi người đều có thu hoạch, Lục Lâm Thiên mới thu bảo vật lại vào trong nhẫn chữ vật. Đồng thời tạo một bảo khố trong phi linh môn, chuyên môn để các loại vũ khí,
linh kỹ cùng tài liệu tu luyện. Mà việc này cũng chỉ có những người đang ngồi ở đây mới biết được. Sau khi trì hoãn một phen đã tới đêm khuya, nhớ tới Mạc Lang không có cách nào đột phá bát giai, Lục Lâm Thiên lấy một khỏa diễn linh thánh quả từ chỗ quỷ thiên tử Bạch Oánh, có lẽ cũng có không ít trợ giúp với Mạc Lang. Từ đình viện của hai người thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh, quỷ thiên tử Bạch Oánh trở về, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống. Trong đầu suy nghĩ về độc cô Cảnh Văn, vừa rồi hắn đã hỏi qua Lục Tiểu Bạch một chút, Cảnh Văn để cho độc cô Băng Lan tới đây đưa thiếp mời, xem ra so với suy đoán của Nam Thúc không sai một chút nào. Hắn phải mau chóng đi tới độc cô ra mới được, có Nam Thúc cùng đi tới đó đương nhiên sẽ giảm bớt đi nhiền phiền toái nhỏ. Lục đại nhân hoàng tộc tiến về phía độc cô ra, trong lòng Lục Lâm Thiên nhớ tới khi trước dường như vô song cũng có một hoàng khí thiên cấp, tuy rằng không ổn định, thế nhưng cũng là thiên cấp. Nghĩ vậy ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, có lẽ vô song sẽ đi tới độc cô ra. Nam Thúc có nói, thần tử, thần nữ của Lục đại nhân hoàng tộc đều đi tới. Vô song, Cảnh Văn, không bao lâu nữa ta có thể gặp lại hai nàng rồi. Khóe miệng Lục Lâm Thiên nhếch lên nở nụ cười vui vẻ, trong mắt có chút chờ mong. Tiếp đó hắn lập tức kết thu ấn tu luyện, chuyến đi tới độc cô gia này nhất định sẽ có phiền toái. Cho nên hắn phải cố gắng đề cao tu vi, có phiền toái cũng không sao cả. Bây giờ hắn cũng không phải là quả hồng mềm mà ai muốn bóp thì bóp. Một lát sau quanh thân Lục Lâm Thiên được bao phủ bởi một vòng quang mang màu vàng, thời gian một đêm cũng nhanh chóng trôi qua. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Lục Lâm Thiên ở cùng mẫu thân, chỉ đạo Lục Kinh Vân tu luyện. Đến bây giờ hắn cũng chưa từng dạy dỗ Lục Kinh Vân tu luyện âm dương linh vũ quyết. Có công hiệu của âm dương linh vũ quyết, tốc độ tu luyện của Lục Kinh Vân căn bản không thành vấn đề. Chỉ là bây giờ còn chưa phải lúc. Trong hậu sơn phi linh môn, hai người Hoa Mãn Ngọc, Hoa Mãn Lâu đang kiến tạo bảo khố, sợ rằng cũng cần không ít thời gian. Lâm Thiên, nếu như gần đây có thời gian thì đi tới Trấn Thanh Vân một chuyến đi. Đi tới xem Lục gia một chút, còn thăm phụ thân con nữa. Đoạn thời gian trước cha con có nói hiện tại Lục gia đã đi vào quỹ đạo. Người của Lục gia đều đã trở về. Trong đình viện, La Lan Thị nói với Lục Lâm Thiên. Thật sao? Lục Lâm Thiên nhìn mẫu thân, sợ rằng mẫu thân hắn muốn trở về thăm một chút. Vài năm không gặp phụ thân, trong lòng nhất định có nhớ nhung, lại muốn nhìn thấy Lục gia sau khi trùng kiến. Dù sao dùng tốc độ của Thiên Sĩ Tuyết Sư hiện tại, chỉ cần một ngày cũng có thể tới Trấn Thanh Vân. Đi độc cô ra hiện tại vẫn còn sớm, Nam Thúc cũng đã từng nói không cần phải quá sốt ruột. Nhìn mẫu thân, Lục Lâm Thiên nói. Vậy thì ngày mai chúng ta sẽ đi tới Trấn Thanh Vân, con cũng muốn gặp phụ thân một chút. Ngày mai sẽ đi sao? La Lan Thị nhìn Lục Lâm Thiên, dường như còn chưa thể nào tin được, miệng mỉm cười nói. Vậy thì ta đi chuẩn bị một chút, lâu như vậy không trở về, không biết các tộc nhân thế nào rồi. Nhìn mẫu thân. Lục Lâm Thiên mỉm cười, lập tức rời khỏi đình viện của mẫu thân. Sau đó đi thông báo với đám người Hoa Mãn Lâu, Trương Minh Đào ngày mai hắn sẽ tới Trấn Thanh Vân. Lục Tiểu Bạch nghe nói công tử và phu nhân về Trấn Thanh Vân cho nên muốn đi theo, Lục Lâm Thiên cũng không phản đối. Ngày hôm sau mọi người bắt đầu từ hậu sơn phi linh môn cưỡi lên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư đi về phía Trấn Thanh Vân. Lúc này người đi gồm có Lục Lâm Thiên, La Lan Thị, Dương Quá, Kim Huyền, Lục Tâm Đồng. Đương nhiên không thể thiếu tiểu gia hỏa Lục Kinh Vân và bố nhi nhao nhao đòi đi. Mặt khác cũng có những người khác như Lục Tiểu Bạch, Đại Tiểu Thư Lưu Gia, còn có Bạch Toa Toa, Nhan Kỳ, Tân Hiểu Kỳ cũng muốn đi chơi. Mặt khác còn có tỷ muội Diệp Mỹ buổi tối ngày hôm qua cố ý tìm Lục Lâm Thiên, nghe nói trưởng môn đi tới Trấn Thanh Vân cho nên ấp a, ấp úng muốn đi cùng. Gần đây ám đường cũng không có chuyện gì lớn cho nên Lục Lâm Thiên cũng không phản đối. Chỉ là Diệp Phi không đi được, cuối cùng còn có Huyết Mị và Hắc Hùng, thêm Thiên Độc Yêu Long cùng Quỳ Long Như Hoa. Số lượng người vô cùng lớn. Về phần Mạc Lang đã sớm tiến vào trong thiên trụ giới phục dụng diễn linh thánh quả bắt đầu bế quan. Những người khác cũng muốn đi, thế nhưng hiện tại lại có công việc cuốn thân cho nên không đi theo được. Mà đám người này nhìn qua cực kỳ thích mắt, chỉ có Lục Lâm Thiên, Hắc Hùng, Dương Quá, Thiên Độc Yêu Long, Lục Tiểu Bạch là nam nhân, còn đâu đều là nữ tử. Tất cả đều là nữ tử xinh đẹp, vô cùng nổi bật. Tu vi hiện tại của Thiên Sĩ Tuyết Sư đã là bát giai sơ kỳ đỉnh phong, tốc độ hoàn toàn chính là phá không mà đi. Sáng sớm xuất phát, đến khi hoàng hôn thì Trấn Thanh Vân đã xuất hiện trước mắt mọi người.
rốt cuộc cũng tới. Lục Tiểu Bạch nhìn phía trước, nhìn thấy một đám kiến trúc to lớn. Địa phương quen thuộc này khiến cho hắn xúc động, nhớ năm đó hắn còn là một nô bộc của Lục gia, một năm nhận nửa khối kim tệ tiền lương. Thế nhưng ngày hôm nay đã là đường chủ Kim Đường, không nói tới danh chấn đại lục, thế nhưng tiếng nói cũng bao quát cổ vực, lại có tu vi vương cấp, còn có thê tử như hoa, tất cả chuyện này cho dù ngày trước hắn có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Đây là trấn Thanh Vân sao? Hóa ra khi ca ca còn bé lớn lên ở chỗ này à? Lục Tâm Đồng có chút hứng thú nhìn chung quanh. Ca ca con à, khi còn bé rất gầy, thường xuyên bị người khác bắt nạt, khi đó mẫu thân cũng vô dụng, có đôi khi ca ca con còn không được ăn đủ no. Nhớ tới chuyện cũ, trong lòng La Lan Thị không nhịn được có chút chua xót. Được rồi mẫu thân, chuyện trước kia đừng nói nữa. Lục Lâm Thiên nói, mắt nhìn xuống phía dưới. Vị trí vốn là đình viện Lục gia khi trước lúc này có một mảng lớn kiến trúc to lớn đột ngột xuất hiện. Có lẽ chính là chỗ này à? Lục Lâm Thiên phân phó Thiên Si Tuyết Sư đáp xuống. Thiên Si Tuyết Sư xoay quanh trên tầng trời thấp, hai cánh chấn động tạo ra cuồng phong. Mọi người từ trên lưng Thiên Si Tuyết Sư nhảy xuống. Nhìn kiến trúc to lớn trước mắt, đình viện liên miên, so với Lục gia khi trước còn lớn hơn nhiều. Bên ngoài có treo hai chữ Lục gia bằng khải tự vô cùng to. Ngoài cửa lớn còn có mấy đệ tử Lục gia đang canh gác. Nhìn thấy một đầu yêu thú khổng lồ đột nhiên xuất hiện cùng với không ít người từ trên nhảy xuống, cả đám trực tiếp ngây dại. Lâm Thiên Đại ca trở về rồi, là Lâm Thiên Đại ca cùng phu nhân, nhanh đi thông báo cho Tam Thúc và tộc trưởng, trưởng lão trong tộc là Lâm Thiên Đại ca cùng với phu nhân trở về. Một thân ảnh nói xong lập tức bước lên phía trước, người mặc bộ trường bào, bộ dáng chừng 28, 29 tuổi. Lục Lâm Thiên nheo mắt nhìn, hắn không khó nhận ra đây chính là nhi tử của Tứ Thúc, tên là Lục Thiếu Hùng. Tam Thẩm, Lâm Thiên Đại ca. Lục Thiếu Hùng kích động đi tới trước mặt Lục Lâm Thiên và La Lan Thị, thế nhưng sắc mặt lại biến đổi. Những năm nay ở nơi nào hắn cũng nghe nói tới sự tích và truyền thuyết của vị đường ca này. Linh Vũ Chiến Tôn, trưởng môn Phi Linh Môn, minh chủ đế đạo minh, đồng thời đã sớm ngang bằng với các sơn môn như Tam Tông Tứ Môn. Lục gia cũng vì có vị đường ca này mới có thể trùng kiến. Mà khi trước, hắn cùng với Lục Thiếu Hổ, Chu Hải Minh cùng nhau bắt nạt vị đường ca này. Thiếu Hùng, lớn như vậy rồi sao? La Lan Thị nhiệt tình tiến lên, vỗ vai Lục Thiếu Hùng. Lâm Thiên Ca, trước kia là đệ không tốt, là đệ đáng chết, mong Lâm Thiên Ca tha thứ. Mặc kệ La Lan Thị đang cười với mình, Lục Thiếu Hùng đột nhiên quỳ gối trước mặt Lục Lâm Thiên. Ngươi làm gì vậy? Mau đứng lên đi. Lục Lâm Thiên nâng Lục Thiếu Hùng dậy. Suy nghĩ trong lòng Lục Thiếu Hùng lúc này làm sao Lục Lâm Thiên có thể không rõ. Chuyện trước kia hắn đã quên. Lục Thiếu Hùng quỳ như vậy cũng khiến cho Lục Lâm Thiên thoải mái không ít. Huống chi Lục Thiếu Hùng lại là nhi tử của Tứ Thúc. Hắn cũng nên nể mặt Tứ Thúc. Khi còn bé Tứ Thúc đối với hắn cũng không tệ. Lâm Thiên ca, huynh tha thứ cho đệ thật sao? Lục Thiếu Hùng nhìn Lục Lâm Thiên. Dưới cỗ khí tức vô hình kia khiến cho trong lòng hắn run lên, không dám nhìn thẳng. Chúng ta đều là đệ tử Lục gia, chuyện trước kia cho qua đi. Về sau Lục gia còn phải nhờ vào ngươi. Lục Lâm Thiên nói. Lâm Thiên, ngươi trở về rồi sao? La Lan. Trong khi hai người nói chuyện, bên ngoài đại môn đã có không ít người Lục gia vọt tới. Trong Lục gia cũng có bóng người xuất hiện, nhao nhao chạy ra. Lục Đông cùng với phụ nhân chạy ra đầu tiên. Sau đó Lục Trung, Lục Bắc cùng với không ít người vốn là trưởng lão, đệ tử trong tộc khi trước theo sau. Đại bá, đại thẩm, tứ thúc. Lục Lâm Thiên chào hỏi từng người, đối với đám trưởng lão Lục gia thì chỉ gật đầu một cái mà thôi. Phụ thân. Nhìn thấy Lục Trung, hai người Dương Quá, Lục Tâm Đồng đồng thời tiến lên thi lễ khiến cho không ít người kinh ngạc. Mọi người trong Lục gia hiện tại cũng biết rõ La Lan đã thu một nghĩa tử và một nghĩa nữ. Một là cường gia thứ ba trong thập đại cường giả trẻ tuổi độc linh ma nữ Lục Tâm Đồng. Một là cường giả xếp thứ tư trọng kiếm vô song Dương Quá. Hai người đều là cường giả trẻ tuổi đỉnh cấp trong đại lục. Đại gia, tam gia, tứ gia, chư vị trưởng lão. Ta đã trở về. Lục Tiểu Bạch tiến lên, khẽ mỉm cười nói. Lục Tiểu Bạch, Lục Đông, Lục Tây cùng với chúng trưởng lão Lục gia hiện tại cũng không dám tùy tiện nhận lễ của Lục Tiểu Bạch. Ai cũng biết địa vị của Lục Tiểu Bạch hiện tại, đường chủ Kim Đường của Phi Linh Môn, phụ tá đắc lực của Lục Lâm Thiên,
mấy trưởng lão Lục gia nho nhỏ như bọn họ làm sao có thể so sánh. Tất cả trở về là tốt rồi, nhanh đi vào bên trong rồi nói. Lục Trung mỉm cười, người một nhà rốt cuộc cũng tụ họp đông đủ. Lục Lâm Thiên gật đầu, theo mọi người tiến vào Lục gia. Trải qua một lần sửa chữa, Lục gia trở nên xa hoa hơn không ít. Thế nhưng dùng tầm mắt hiện tại của Lục Lâm Thiên, cũng không có gì để hắn quá để ý. Còn đám người Lục Tâm Đồng, Lục Kinh Vân, Bạch Toa Toa, Nhan Kỳ, đại tiểu thư Lưu Uyển của Lưu gia cùng với những người khác thì đi dạo khắp nơi trong Lục gia. Mà Lục Lâm Thiên thì bị phụ thân kéo vào đại điện to lớn của Lục gia. Bên trong có Lục Đông, Lục Tây, còn có trưởng lão Lục gia. Mọi người nói tới tình huống của Lục gia hiện tại, đệ tử trong tộc đều quay về, một ít lão bộc sau khi nghe tin tức đều đã trở về không ít. Có một ít người lớn tuổi Lục gia cũng cố gắng nhận lấy, sắp xếp cho bọn họ làm chuyện nhẹ nhàng, coi như là dưỡng lão. Hiện tại cả trấn Thanh Vân đều là của Lục gia. Vân Dương Tông đã mở miệng, sinh ý trên trấn Thanh Vân này Lục gia cũng lần nữa nhúng tay vào, đương nhiên không thể chờ miệng ăn núi lở. Trên đại điện, một loạt trưởng lão Lục gia đứng trước mặt Lục Lâm Thiên, trong mắt có chút rung động, thế nhưng lại cố gắng áp chế. Từ trong miệng mọi người Lục Lâm Thiên cũng biết được Lục gia đã đi vào quỹ đạo, mấy năm nay cũng vất vả cho phụ thân Lục Trung của hắn. Chuyện Lục gia Lục Lâm Thiên đương nhiên không muốn quản quá nhiều, cho nên hắn cũng không nói gì. Ngược lại đại bá Lục Đông hỏi chuyện của Vô Song, Lục Lâm Thiên nói qua một lần khiến cho Lục Đông kinh ngạc không thôi. Hắn cũng không biết Vô Song lại có lai lịch lớn như vậy. Những thứ cần thiết cho Lục gia phát triển lúc trước Bắc Cung gia đã cho không ít, tăng thêm Lục gia khi trước cũng có một ít nội tình cho nên tạm thời cũng không thiếu cái gì. Rời khỏi đại điện Lục gia, Lục Lâm Thiên cùng mọi người đi khắp nơi một chút, nhớ lại một ít dấu vết năm đó, coi như là hoài niệm lúc này. Mà cả Lục gia sau khi Lục Lâm Thiên cùng với La Lan thị quay về triệt để xôi trào. Cũng không bao lâu các đại gia tộc trên trấn Thanh Vân cũng biết được chuyện này. Tần gia, Vương gia, La gia, gia chủ ba gia tộc này đều tới đây. Gia chủ ba tộc cũng không nói muốn tới gặp Lục Lâm Thiên, chỉ là đưa tới một ít lễ vật liền đi. Hiện tại Lục Lâm Thiên có thân phận gì, bọn họ cũng tự mình hiểu lấy cho nên không gặp mắt. Tự mình tới đây chỉ là tỏ lòng mà thôi. Tần gia có Tần Thiên Hạo ở trong Vân Dương Tông, địa vị cũng không thấp. Tần gia đã sớm di chuyển sinh ý ra khỏi trấn Thanh Vân, thế nhưng căn cơ vẫn còn ở trong trấn. Trấn Thanh Vân hiện tại là của Lục gia, đương nhiên phải kính Lục gia ba phần. Huống chi chỉ sợ Tần gia cũng hiểu rõ, Tần Thiên Hạo ở trong Vân Dương Tông cũng không có cách nào so sánh với Lục Lâm Thiên của Lục gia, quả thực không thể so sánh. Ngược lại Lục Trung cũng tự mình đón tiếp ba người, hàn huyên một phen, coi như cho mấy đại gia tộc này mặt mũi. Sáng sớm hôm sau, ngoài cửa Lục gia xuất hiện hai nữ nhân. Một người có thân thể mềm mại, mắt to động. Lòng người, lại có má lúm đồng tiền, làn da trắng nõn như ngọc, mái tóc dài màu đen giống như thác nước xõa trên vai. Dáng vẻ thanh thuần lại có vài phần yêu mị, người này chính là Dương Diệu của Dương gia. Người hộ tống Dương Diệu tới đây còn có một nữ nhân đó là đại tỷ của Dương Diệu Dương Mạn. Dương Mạn này càng ngày càng khiến cho người ta xôi trào, làn da trắng nõn, dung nhan cũng coi như mỹ mạo. Y phục bao quanh thân thê mềm mại, kiều diễm mà thành thục, cực kỳ mê người. Đặc biệt là đôi chân dài kia, mặc dù không được nói là thon dài, thế nhưng thoạt nhìn lại giống như một con rắn, mềm mại, trắng nõn. Bờ mông cao V Upsilon T, nhũ phong đầy đặn, tạo thành hấp dẫn chí mạng. Nữ tư này tuy rằng không phải hạng người tuyệt mỹ, thế nhưng tuyệt đối cũng là nữ nhân cấp bậc vưu vật, quả thực khiến cho nam nhân không mơ tưởng không được. Tuy rằng lúc này tuổi đã hơn 30, thế nhưng cũng khiến cho mấy đệ tử Lục gia bên ngoài đều vụng trộm nhìn vào bờ mông cao V Upsilon T, cái eo nhỏ nhắn, không nỡ rời mắt. Nhị nữ này tới đây chỉ đích danh muốn gặp Lục Lâm Thiên. Hiện tại Dương Diệu cũng là hộ pháp của Vân Dương Tông, Lục gia đương nhiên không dám lãnh đạ, nhanh chóng báo cho Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên đang chơi đùa với Lục Kinh Vân trong đình viện của hắn khi trước thì nghe tin Dương Diệu tới. Lục Lâm Thiên có chút ngoài ý muốn, sau khi thu thập một phen lập tức đi ra ngoài. Hai vị không ở trong Vân Dương Tông, như thế nào lại tới trấn Thanh Vân? Lục Lâm Thiên bước vào đại sảnh, khóe miệng có chút vui vẻ. Bái kiến Lục trưởng môn. Nhị nữ đứng đậy hành lễ. Trong mắt Dương Diệu hiện lên sự kinh ngạc. Đối phương vô thanh vô tức tới bên người nàng đã chứng minh cho thực lực của đối phương. Thực lực của nàng hiện tại kém hắn rất xa.
hai vị khách khí rồi. Lục Lâm Thiên nhìn nhị nữ ngày càng thành thục, vũ mị, sợ rằng nam tử bình thường khó có thể giữ được mình. Nghe nói trưởng môn trở lại Trấn Thanh Vân, vừa vặn ta cũng ở trên trấn cho nên mới tới gặp một chút. Không quấy rầy lục trưởng môn đó chứ. Dương Diệu nhìn Lục Lâm Thiên, trong đôi mắt xinh đẹp có chút cảm tình đặc biệt, trong khi nói chuyện miệng nở nụ cười yếu ớt, cực kỳ ngọt ngào. Đương nhiên là không, có thể gặp hai vị đó là chuyện may mắn của ta. Lục Lâm Thiên cười nói, nhớ ngày đó hắn cùng với Dương Diệu đồng thời vào Vân Dương Tông, kết quả hắn lại rơi vào vách núi, về sau lại xảy ra vô số chuyện sau này, cái đó gọi là thế sự vô thường. Ba người ngồi xuống, hạ nhân Lục gia dâng điểm tâm, trà lên. Trong lúc nói chuyện phiếm Lục Lâm Thiên cùng với Dương Diệu nói không ít chuyện trên Vân Dương Tông khi trước. Dương Mạn thì luôn nhìn về phía Lục Lâm Thiên, khiến cho Lục Lâm Thiên có chút không thoải mái. Lục Lâm Thiên cũng hỏi không ít chuyện trên Vân Dương Tông hiện tại, biết được sư phụ còn khỏe, đám người Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam hiện tại cũng không tệ. Vân Hồng Lăng vẫn còn đang bế quan, chuyện hai tháng gần đây hai người Dương Diệu cũng không biết được. Hai người cũng định trong mấy ngày gần đây sẽ khởi hành về Vân Dương Tông. Lục Lâm Thiên cũng nhờ Dương Diệu gửi lời vấn an sư phụ Vũ Ngọc Tiền, thuận tiện nói cùng với đám người Lăng Phong, Khuất Đao Tuyệt, Long Tam một tiếng, có thời gian thì tới Phi Linh Môn gặp mặt. Nhị nữ rời khỏi, Lục Lâm Thiên tiến tới cửa lớn, nhìn bóng lưng nhị nữ đi xa thì hắn mới quay lưng rời đi. Chuyện này khiến cho không ít đệ tử Lục gia cực kỳ hâm mộ. Bên người đại thiếu gia đều là nữ tử tuyệt mỹ. Không ngờ ngay cả tỷ muội Dương gia cũng tìm tới đại thiếu gia. Trong lúc bất chi bất giác Lục Lâm Thiên đã ở trong Lục gia 7 ngày. Cũng không phải Lục Lâm Thiên muốn ở lại Lục gia mà là hắn biết mẫu thân muốn ở trong Lục gia cho nên hắn mới ở lại. Trong thời gian mấy ngày này Lục Lâm Thiên ban ngày tu luyện cùng Lục Kinh Vân. Buổi tối tiến vào thiên trụ giới tiếp tục lĩnh ngộ thuộc tính kim. Tuy rằng hắn đã lĩnh ngộ ra thuộc tính kim, thế nhưng tôi luyện cùng với dung hợp cũng cần không ít thời gian. Mà bây giờ hắn cũng chỉ mới lĩnh ngộ chút ra lông mà thôi. Muốn lĩnh ngộ tới đại thành sợ rằng còn mất không ít thời gian. Mấy ngày này chúng nữ bạch toa toa, Lục Tâm Đồng vô cùng hưng phấn, đi dạo trên toàn bộ trấn Thanh Vân. Hơn phân nửa thời gian Lục Kinh Vân cũng sẽ đi theo. Trong vài ngày này mấy chấp sự của Vân Dương Tông gần đó cũng tới Lục gia gặp Lục Lâm Thiên, cả đám vô cùng cung kính. Ngày thứ 9. Tính toán thời gian hắn cũng không có cách nào ở lại Lục gia nữa. Phi Linh Môn còn có chuyện phải giải quyết, cũng nên chuẩn bị tới Độc Cô gia. Vốn Lục Lâm Thiên muốn để cho mẫu thân ở lại Lục gia, trong lòng hắn cũng biết kỳ thực mẫu thân không bỏ Lục gia được, cũng muốn ở cùng một chỗ với phụ thân Lục Trung. Thế nhưng thật không ngờ mẫu thân lại càng không bỏ được Lục Kinh Vân, muốn về chiếu cố tiểu gia hỏa này. Sáng sớm, một cơn gió mang theo hương vị mùa xuân thổi qua. Không ít cây cối trong trấn Thanh Vân như thức tỉnh khiến cho cả trấn Thanh Vân tràn ngập sinh cơ nồng đậm. Đám người Lục Lâm Thiên cưỡi Thiên Sĩ Tuyết Sư rời đi, mọi người trong Lục gia đưa tiễn. Mãi đến khi thân ảnh Thiên Sĩ Tuyết Sư biến mất, đệ tử Lục gia còn chưa phục hồi lại tinh thần. Trong lòng bọn họ hiểu rõ, chỉ cần Lục Lâm Thiên còn sống một ngày thì Lục gia nhất định sẽ quật khởi trên đại lục Linh Vũ. Hoàng hôn, Lục Lâm Thiên trở lại Phi Linh Môn. Phía hậu sơn đã được kiến tạo một tòa cung điện khổng lồ, đều do đá tảng tạo nên. Cung điện này nhìn qua vô cùng cổ xưa, dựa theo Lục Lâm Thiên phân phó, tổng cộng cung điện có 9 tầng. Mỗi một tầng trong cung điện đều cần phải có tu vi nhất định thì mới có thể tiến vào. Tương ứng với vũ đồ cho tới vũ tôn. Lục Lâm Thiên cực kỳ thỏa mãn, liền chạy tới chỗ Nam Thúc, sau khi hành lễ với mọi người rồi nói. Nam Thúc, tiểu tử có một chuyện cần làm phiền tới Nam Thúc. Ngươi không bố trí cấm chế sao? Dường như Nam Thúc chỉ cần liếc mắt cũng hiểu rõ ý đồ của Lục Lâm Thiên. Nhìn cung điện tu luyện to lớn kia hắn cũng hiểu được dụng ý của Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên khẽ cười nói. Nam Thúc, còn bố trí cấm chế dù sao cũng không bằng được người a. Lục Lâm Thiên cũng biết tầm quan trọng của bảo khố đối với Phi Linh Môn. Hắn bố trí cũng không quá an toàn, nếu như Nam Thúc bố trí cấm chế thì khác. Tiểu tử ngươi đừng có sai lão già ta. Nam Thúc trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, lập tức nói. Nói xem, ngươi muốn bố trí cấm chế thế nào? Đa tạ Nam Thúc. Lục Lâm Thiên đem yêu cầu đại khái nói với Nam Thúc qua một lần. Bên ngoài bảo khố chính là một đạo cấm chế lớn, mà trong 9 tầng bảo khố cũng cần 9 tầng cấm chế.
mỗi một tầng so với trước đó còn mạnh hơn, cũng chỉ có thực lực nhất định mới có thể đi vào bên trong. Nghe xong Lục Lâm Thiên nói, Nam Thúc trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên nói. Tiểu tử nhà ngươi, làm vậy khác. Gì cha tấn ta a? Lườm Lục Lâm Thiên, Nam Thúc lần nữa lên tiếng. Cấm chế lớn như vậy, bảo khố cũng không phải là chuyện đùa. Chỉ bằng những cấm chế mà ngươi nói tuy rằng khá mạnh rồi. Bất quá ta cũng phải nghĩ một ít biện pháp để cho kiên cố thêm một chút. Lại luyện chế một ít trận pháp phòng ngự, dùng để bảo vệ bảo khố này. Cho dù là gặp nguy hiểm cũng có thể tự bảo trận pháp phòng ngự, để cho người khác không chiếm được chỗ tốt gì. Vậy thì vất vả cho Nam Thúc rồi. Lục Lâm Thiên cảm kích nói, nhưng trong lòng thầm nghĩ, Nam Thúc cũng đủ độc ác. Bố trí trận pháp phòng ngự cũng có ý định vạn bất đắc dĩ thì ngọc đá cùng tan. Thế nhưng đây cũng là ý định của hắn. Tuy rằng nói hiện tại Phi Linh Môn không có mấy ai dám tới trêu chọc, nhưng ít nhiều cũng nên đề phòng một chút. Ta cần thời gian 3 ngày bố trí cấm chế cùng với luyện chế trận pháp phòng ngự. 3 ngày sau chúng ta sẽ xuất phát đi Độc Cô Gia. Nam Thúc nói. 3 ngày sau. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Nam Thúc, cường giả lục đại nhân hoàng tộc hội tụ. Lần này con cũng muốn để cho đại ca Dương Quá và Tâm Đồng đi theo mở rộng tầm mắt, không biết có tiện hay không. Nam Thúc do dự một chút rồi nói. Vậy thì cùng đi. Âm thanh vừa dứt, Nam Thúc đứng lên, thân ảnh đột nhiên biến mất trong phòng nhỏ, chỉ lưu lại một tiếng nói. Ta đi mật thất luyện chế trận pháp phòng ngự, người đi chuẩn bị một chút đi. Độc Cô Gia cũng không dễ động vào đâu. Mắt thấy thân ảnh Nam Thúc biến mất, Thánh Thủ Linh Tôn nhìn Lục Lâm Thiên nói. Lâm Thiên, con tìm cơ hội nhận hắn làm sư phụ đi. Hiện tại con cũng đã có tư cách nhận hắn làm sư phụ. Lục Lâm Thiên gật đầu, trong lòng hắn Nam Thúc cũng đã là sư phụ từ rất lâu rồi. Kế tiếp hắn cùng với sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn trò chuyện một hồi, cũng nói tới chuyện về nghịch mệnh hồn quả. Ở trong Thanh Long Hoàng tộc Lục Lâm Thiên cố ý tìm hiểu tin tức về nghịch mệnh hồn quả trong truyền thuyết. Thế nhưng trong Thanh Long Hoàng tộc cũng không có loại bảo vật như nghịch mệnh hồn quả. Không tìm được nghịch mệnh hồn quả, Thánh Thủ Linh Tôn cũng bảo Lục Lâm Thiên đừng quá sốt ruột. Tuy rằng hiện tại có cơ hội và điều kiện, nhưng có một ít chuyện chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Mọi chuyện cứ từ từ rồi sẽ nước chảy thành sông. Trong thiên trụ giới đột nhiên truyền ra chấn động. Lúc này Lục Lâm Thiên đang ở trong phòng lĩnh ngộ, cảm nhận chấn động này hắn lập tức dừng lĩnh ngộ, rót tâm thần vào bên trong. Sau khi Mạc Lang dùng diễn linh thánh quả lúc này khí tức trên người hắn đột nhiên kéo lên, đang bắt đầu đột phá. Thân ảnh Lục Lâm Thiên lóe lên, cũng tiến vào trong thiên trụ giới. Thân ảnh thoáng hiện ở phía xa, Mạc Lang đã hóa thành bản thể Mạc Lân Yêu Lang xoay quanh trên không trung. Giống. Mạc Lang rít gào một tiếng, không gian quanh thân hắn đột nhiên gió nổi mây phun. Một cỗ lực lượng bàng bạc ngập trời lập tức hội tụ trên không trung. Năng lượng bàng bạc tới tận cùng không ngừng tràn vào trong cơ thể Mạc Lang, khí tức mạnh mẽ tới kinh người. Siêu! Thân thể khổng lồ của Mạc Lang lúc này giống như một vòng xoáy khổng lồ, tứ chi đứng trên không gian, hấp thu năng lượng bàng bạc này. Đồng thời thân thể hắn đã biến to ra không ít, một cỗ khí tức khiến cho lòng người rung động từ trong cơ thể hắn tràn ra. Trên phương diện tu vi Mạc Lang đã dừng lại ở thất giai hậu kỳ đã lâu. Chỉ là vì huyết mạch và thiếu một cơ hội cho nên không có cách nào đột phá. Sau khi phục dụng diễn linh thánh quả, chuyện đột phá đã là nước chảy thành sông. Khí tức bàng bạc hội tụ không được bao lâu thì bắt đầu tiêu tán, khi năng lượng bàng bạc ngập trời biến mất. Lúc này khí tức của Mạc Lang cũng đột phá bình chướng, đạt tới bát giai sơ kỳ. Một lát sau khí tức mới hơi ổn định lại, Mạc Lang mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên sự kinh hỉ, lập tức hóa thành hình người. Thân ảnh lóe lên sau đó quỳ một gối trước mặt Lục Lâm Thiên nói. Đa tạ chủ nhân. Trong lòng Mạc Lang biết rõ, mình có thể đột phá là vì chủ nhân ban cho. Nếu như không có chủ nhân, sợ rằng cả đời này hắn sẽ dừng lại ở thất giai hậu kỳ mà không có cách nào đột phá. Đứng lên đi, vừa mới đột phá nên ổn định tu vi một chút. Lục Lâm Thiên mỉm cười. Mạc Lang đột phá bát giai, thực lực tăng trưởng, Phi Linh Môn lại có thêm cường giả tôn cấp. Ban đêm ngày thứ ba, ánh trăng chiếu rọi xuống hậu sơn Phi Linh Môn. Lúc này có mấy đạo thân ảnh xuất hiện giữa không trung, đúng là Lục Lâm Thiên, Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Tôn, Hắc Phủ, Thiên Địa Nhị Lão, Sát Phá Quân, Hỏa Xí Tôn giả cùng với mấy người thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Khấu Phi Yến. Trong đại điện khổng lồ,
Nam Thúc đánh ra thủ ấn, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, từng đạo cấm chế được bố trí trong đại điện. Mỗi một tầng đại điện đều có cấm chế ngăn cản. Sau khi bố trí xong tất cả, giữa không trung, trường bào trên người Nam Thúc tung bay, tay kết thủ ấn, mấy đạo lưu quang lập tức từ trong tay bắn ra. Lưu quang giống như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm rồi rơi vào sơn mạch bốn phía đại điện. Ầm ầm, đột nhiên trong không gian vang lên tiếng nổ cực lớn. Tiếng nổ vang vọng khiến cả phi linh môn như lay động, đại điện to lớn này càng giống như lung lay sắp đổ. Trong sát na, chung quanh đại điện này lập tức xuất hiện từng vòng quang mang bằng năng lượng. Quang mang ngày càng chói mắt, cả không gian chung quanh lập tức xuất hiện một tầng sương mù dày đặc. Nam Thúc vẫn còn kết thủ ấn, mỗi một đạo thủ ấn được kết đều dẫn dắt theo năng lượng trong thiên địa. Mà sau khi mỗi một đạo thủ ấn được kết thì đều có một đạo lưu quang trong tay bắn ra. Sắc mặt Nam Thúc cũng có chút biến hóa. Cả không gian chung quanh đại điện run lên, lung lay giống như sắp sụp đổ. Lúc này có một cỗ năng lượng vô hình đang lan tràn ra. Trong không gian tràn ngập sương mù dày đặc, sương mù bắt đầu lan tràn ra bốn phía. Diện tích càng lúc càng lớn, bên trong xen lẫn một cỗ năng lượng thiên địa nặng nề, lập tức giống như cương cháo bao phủ chung quanh. Siêu! Khi một đạo thủ ấn cuối cùng trong tay Nam Thúc đánh tới, quang mang phóng lên trời, dẫn theo năng lượng thiên địa. Cả không gian chung quanh lập tức có một cỗ sương mù dày đặc lan tràn ra. Sương mù dày đặc quanh quẩn, bao phủ bốn phía sơn mạch, lộ ra đỉnh núi xanh ngát, ngay cả ánh trăng cũng không có cách nào chiếu vào. Mà đại điện kia đã bị sương mù dày đặc che lấp hoàn toàn. Ngẫu nhiên có thể thấy thấp thoáng hình dáng của đại điện khiến cho hậu sơn lúc này giống như tiên cảnh. Chúng cường giả trên không trung lúc này cũng không khó cảm nhận ra, bên trong sương mù dày đặc này còn có một cỗ khí tức sắc bén. Cương Vụ Mê Tuyệt Trận. Nhìn thấy đại trận này, mấy người là người trong nghề như Thánh Thủ Linh Tôn không khỏi khiếp sợ. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh đối với phương diện trận pháp cũng có không ít nghiên cứu thì nghẹn. Hỏng, cứng lưỡi, trận pháp này không phải là thứ mà hiện tại nàng có thể bố trí ra. Ánh mắt Đoan Mộc huynh rất tốt. Nam Thúc thu thủ ấn lại, sắc mặt hơi tái nhợt, mỉm cười nói với Thánh Thủ Linh Tôn, rồi nói với Lục Lâm Thiên. Những ngọc giản này có thể phân biệt mở ra Cương Vụ Mê Tuyệt Trận cùng với 9 tầng cấm chế bên trong đại điện. Dứt lời, Nam Thúc đem một đám ngọc giản giao cho Lục Lâm Thiên, nói. Cương Vụ Mê Tuyệt Trận này nếu không có ngọc giản mà tiến vào thì sẽ lạc ở bên trong. Còn nếu như cưỡng ép xông trận thì sẽ bị cương phong đánh chết ở bên trong. Trận pháp do ta bố trí, có lẽ đế giả bình thường mà không thông thuộc trận pháp thì tuyệt đối khó có thể phá vỡ. Đa tạ Nam Thúc. Trong lòng Lục Lâm Thiên vui vẻ, đế giả cũng khó có thể phá vỡ được trận này, sự an toàn không hề nhỏ. Thời gian cũng không còn sớm, chuẩn bị ngày mai đi Độc Cô Gia thôi. Nam Thúc nói, ánh mắt nhìn lên không trung có chút biến đổi. Sáng sớm hôm sau, không khí buổi sáng mát mẻ và tươi mới, trong sơn mạch tràn ngập sương mù nhàn nhạt, ngẫu nhiên còn có vài tiếng chim hót thanh thúy từ trong sơn mạch truyền ra. Sương mù lan tràn ở trong tầng trời thấp. Đột nhiên có mấy đạo thân ảnh từ trong phi linh môn lóe lên rồi lập tức biến mất trên không trung. 6 người Nam Thúc, Kim Huyền, Lục Lâm Thiên, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Thiên Sĩ Tuyết Sư lặng lẽ khởi hành. Trừ số ít người như Thánh Thủ Linh Tôn, Hỏa Sĩ Tôn Giả, Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh ra thì Lục Lâm Thiên rời khỏi phi linh môn cũng không kinh động tới bất kỳ ai. Độc Cô Gia này người bình thường cũng không có ai biết tới sự tồn tại của bọn họ. Coi như là nghe thấy cũng cảm thấy bình thường, chỉ đơn giản là một gia tộc mà thôi. Thế nhưng bốn chữ Độc Cô Gia tộc rơi vào trong tai người có kiến thức mà nói thì lại không giống vậy. Một gia tộc trong lục đại nhân hoàng tộc, thực lực khủng bố không cần phải chứng minh cái gì. Chỉ cần có chiêu bài lục đại nhân hoàng tộc đã đủ chứng minh tất cả. Coi như là người biết rõ lục đại nhân hoàng tộc thì tuyệt đại bộ phận cũng chỉ nghe nói qua mà thôi. Lục đại nhân hoàng tộc đối với tuyệt đại bộ phận người đều vô cùng lạ lẫm. Thứ duy nhất bọn họ biết rõ chính là lục đại nhân hoàng tộc có thực lực khủng bố, đồn rằng người bình thường sẽ bị lục đại nhân hoàng tộc ngày áp chế. Mà thậm chí còn có một ít sơn môn dùng trăm phương ngàn kế muốn lôi kéo một chút quan hệ với lục đại nhân hoàng tộc này. Chỉ cần có một chút quan hệ với lục đại nhân hoàng tộc thì trên đại lục này bọn họ sẽ có chỗ dựa tuyệt đối. Đây chính là một cái bùa hộ mạng. Giống như là Bắc Cung gia cho Lục gia một lời hứa hẹn, sau khi tin tức này truyền ra khiến cho không ít thế lực rung động. Độc Cô gia, người biết rõ một chút thì cũng biết,
đây chính là một gia tộc có chút khác biệt với năm đại hoàng tộc còn lại. Năm đại hoàng tộc khác chỉ tạo thành uy áp tuyệt đối với vũ giả thuộc tính của mình, còn đối với tất cả thuộc tính khác thì uy áp yếu hơn một chút. Mà thần hoàng khí của độc cô gia đối với linh giả có uy áp mạnh mẽ, đối với linh hồn của vũ giả cũng vậy. Mà công kích linh hồn cùng với sự áp chế từ linh hồn của gia tộc này khiến cho năm đại nhân hoàng tộc khác cũng phải cố kỵ. Người ngoài chỉ biết độc cô gia này thần bí và cường đại, dường như là truyền thừa từ thời viễn cổ cho tới nay. Tộc nhân trong tộc đều có thiên phú mà thường nhân khó có thể đuổi kịp, từ nhỏ đã có thần hoàng khí. Còn có đồn đãi rằng linh giả bình thường cực kỳ gian khổ đột phá thì tộc nhân độc gia lại vô cùng dễ dàng đột phá, thậm chí trong đám người trẻ tuổi trong tộc tùy tiện ném một người ra bên ngoài thì cũng là cường giả tuyệt đối. Thậm chí trên đại lục còn lưu truyền một câu, người bên ngoài cho dù có cố gắng tu luyện thế nào, thiên phú nghịch thiên ra sao thì trong mắt lục đại nhân hoàng tộc cũng chỉ là rác rưởi và phế vật, so sánh với lục đại nhân hoàng tộc chỉ là cỏ rác mà thôi. Mà sự thật cũng là như vậy. Ít nhất từ cổ chí kim ra không nghe nói có một người bên ngoài nào có thể mạnh hơn người của lục đại nhân hoàng tộc. Tuy rằng có rất nhiều người không phục, thế nhưng đây là một sự thật không thể chối cãi nổi. Người của lục đại nhân hoàng tộc cũng cho rằng như vậy. Trong đám người cùng thế hệ người bên ngoài căn bản không thể so sánh với bọn họ. Bọn họ tuyệt đối không coi đám người bên ngoài vào trong mắt, bởi vì bọn họ là hoàng tộc, chủng tộc mạnh nhất nhân loại. Cũng có thể nói lục đại nhân hoàng tộc này có quang mang chiếu sáng chung quanh. Bọn họ là chủng tộc mạnh nhất trong nhân loại trên đại lục này, thế nhưng lại rời rạc, không gắn kết với thế giới này. Bọn họ có thực lực cường hãn vô cùng, thế nhưng chỉ cần không chọc vào bọn họ, thì bọn họ sẽ không nhúng tay vào chuyện trên đại lục. Siêu! Trên phía chân trời yên tĩnh có một bóng trắng nhanh như thiểm điện lướt qua phía chân trời, giống như một đạo lưu quang. Gợn sóng trong không gian trực tiếp bị xé rách. Tầng tầng lớp 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 gợn sóng khuếch tán ra chung quanh. Trên lưng thiên sĩ tuyết sư, mọi người khoanh chân ngồi im. Hai người Nam Thúc và Kim Huyền lúc này mới chính thức gặp mặt. Hai người đều ôm quyền hành lễ với đối phương, không có chút tự cao nào. Hai người đều có thể cảm nhận được khí tức của đối phương. Nam Thúc, độc cô gia ở nơi nào? Lục Lâm Thiên hỏi Nam Thúc, tuy rằng hắn thu được thiếp mời của độc cô Cảnh Văn. Thế nhưng hiện tại Lục Lâm Thiên cũng không biết nơi hạ lạc của độc cô gia, cũng may là có Nam Thúc biết rõ. Nam Thúc nói, độc cô gia nằm sát biên giới cổ vực, chỉ cần đi qua Bình Nguyên Man Hoang phía trước là được. Bình Nguyên Man Hoang. Lục Lâm Thiên có chút ngạc nhiên, Bình Nguyên Man Hoang này Lục Lâm Thiên cũng biết một chút. Đó chính là một bình nguyên bao la tới khủng bố, xem như là một tồn tại đặc thù trên đại lục này. Tuy rằng nơi này có diện tích cực kỳ lớn. Thế nhưng lại ở nơi xa xôi, cực kỳ cằn cỗi, thậm chí đại bộ phận không có lấy một cành cây ngọn cỏ nào. Cho nên không có bất kỳ một thế lực nào có hứng thú nhúng tay vào nơi này. Tăng thêm nơi này có rất nhiều yêu thú và dã thú cho nên được người ta gọi là Bình Nguyên Man Hoang. Dùng tốc độ hiện tại của thiên sĩ tuyết sư, xuyên qua Bình Nguyên Man Hoang này tới độc cô gia cũng mất khoảng 10 ngày, cũng không dài. Nam Thúc nói, 10 ngày sao? Thực sự cũng không lâu. Lục Lâm Thiên cũng không định tiến vào trong thiên trụ giới. Đối với người có tu vi như Nam Thúc và Kim Huyền mà nói, thời gian cũng không quá quan trọng. Mà hai người Dương Quá và Lục Tâm Đồng thì tạm thời không cần chú ý tới thời gian. Đặc biệt là Lục Tâm Đồng, chuyến đi tới Tổ Yêu Lâm và Linh Hoàng Nhai, nàng đã ở trong thiên trụ giới những 50 năm. Tiểu tử, sau khi chúng ta đi ra khỏi Bình Nguyên Man Hoang sẽ đi tới Thần Hoàng Thành. Sau đó mới có thể đi tới độc cô gia. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thân ảnh Nam Thúc vững như bàn thạch ngồi trên lưng thiên sĩ tuyết sư, mắt nhìn về phía trước, trong đôi mắt mờ mịt kia ngẫu nhiên có tinh quang hiện lên. Nam Thúc, thần hoàng thành là địa phương như thế nào? Lục Lâm Thiên hỏi. Nơi này ta biết rõ một chút, đây chính là ngoại vi của độc cô gia. Đều là hậu nhân của độc cô gia. Cấm người ngoài bước vào. Thế nhưng ở thần hoàng thành này nghe nói cũng chỉ là những hậu nhân của độc cô gia có thần hoàng khí không cao. Những hậu nhân này đều không có tư cách tiến vào trong độc cô gia. Kim Huyền nói. Nam Thúc nói tiếp. Đúng vậy, thần hoàng thành chính là nơi ở của chi thứ độc cô gia, không cho phép người ngoài tiến vào cũng không được phép đi ra ngoài. Người trái lệnh giết không tha, cho nên người bên ngoài thậm chí còn không biết tới sự tồn tại của thần hoàng thành. Nhân số trong thần hoàng thành cũng không ít,
đại bộ phận mọi người đều có họ Độc Cô, thế nhưng nhiều năm trôi qua như vậy cũng không phải là họ hàng gần. Không ngờ lại còn có một thần hoàng thành. Lục Lâm Thiên hỏi. Nam Thúc, vậy thì trong thần hoàng thành có nhiều cường giả hay không? Đương nhiên sẽ có một chút, nhưng mà cường giả mạnh nhất tự nhiên sẽ đi tới Độc Cô gia. Dù sao cũng không có bất kỳ thế lực nào dám trêu vào thần hoàng thành. Nam Thúc nói. Ngẫm lại cũng đúng, ai dám trêu vào thần hoàng thành chứ? Cho nên thần hoàng thành này cũng không cần cường giả quá mạnh mẽ trấn thủ. Tiểu tử, thiếp mời của ngươi chỉ là của nha đầu Độc Cô gia phát ra cho ngươi mà thôi. Ngươi có thể đi vào hay không sợ rằng cũng là một việc khó. Nếu ta suy đoán không sai, nhà đầu kia sai người phát thiệp mời cho ngươi, người của Độc Cô gia chắn chắn biết việc này nhưng lại không phản đối, có lẽ bọn họ sợ làm ảnh hưởng tới nhà đầu kia. Thần hoàng khí thiên cấp đối với Độc Cô gia cực kỳ quan trọng, cho nên địa vị của nhà đầu này hiện tại không giống như khi trước. Nam Thúc quay người nhìn Lục Lâm Thiên, tiếp tục nói. Thế nhưng chuyện âm thầm sắp xếp sợ rằng Độc Cô gia đã sớm làm. Ngươi không đi thì tốt, nếu như đi sợ rằng nhẹ thì không có cách nào đi vào. Nặng thì không còn đường về. Thật sao? Trong mắt Lục Lâm Thiên bắn ra hàn ý, lạnh nhạt nói. Vậy thì phải xem bọn họ có bản lĩnh đó hay không. Thực lực của ngươi tuy rằng không tệ, thế nhưng ngươi cho rằng Độc Cô gia thực sự không đối phó với ngươi được hay sao? Độc Cô gia có rất nhiều người có thể đối phó được với ngươi. Nam Thúc nhìn Lục Lâm Thiên nói. Thật không? Lục Lâm Thiên nắm hai tay, Nam Thúc tuyệt đối không nói ngoa, thực lực của hắn vẫn còn chưa đủ. Nam Thúc, thế hệ trẻ tuổi của Độc Cô gia thế nào? Có mạnh hay không? Lục Tâm Đồng khẽ hỏi Nam Thúc, nghe hai người nói chuyện dường như Nam Thúc hiểu biết vô cùng sâu đối với Độc Cô gia. Nam Thúc nhìn Lục Tâm Đồng, trong mắt hiện lên chút tinh quang, nói. Tuổi trẻ cũng có mạnh có yếu, trong một đám người đương nhiên sẽ có một ít nhân tài kiệt xuất, thực lực cường hãn. Cụ thể cũng không đoán trước được, sau khi các ngươi tới sẽ biết. Rất mạnh sao, con cũng muốn biết một chút. Trong hai mắt Dương Quá bắn ra chiến ý, nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất trong lục đại nhân hoàng tộc đã ký chiến ý của Dương Quá. Một lát sau, mọi người khoanh chân ngồi điều tức, Thiên Sĩ Tuyết Sư toàn lực bay đi. Lục Lâm Thiên nhìn phía trước, lẩm bẩm nói. Cảnh Văn, ta đến đây, ta nói rồi, ta nhất định sẽ đi tới Độc Cô gia. Một lát sau, quanh thân Lục Lâm Thiên được bao phủ bởi một vòng quang mang màu vàng, đắm chìm trong tu luyện. Bắt đầu lĩnh ngộ thuộc tính kim, mắt thấy quang mang màu vàng quanh thân Lục Lâm Thiên, Nam Thúc cùng với Kim Huyền đều cảm thấy kinh ngạc. Trong một không gian khác, tại một đình viện tinh xảo có một thân ảnh xinh đẹp đang đứng đó. Hai mắt như sao, trong mắt có chút lạnh lùng và uy nghiêm khiến cho tim người khác đập thình thịch, không dám tới gần. Dung nhan xinh đẹp, đẹp tới mức dường như có thể khiến cho thiên địa động dung. Giống như nữ tử này tới từ 9 tầng trời, khiến cho vạn vật trong thiên địa đều phải ảm đạm thất sắc. Tiểu thư, vừa có tin tức trở về. Hồng Lăng đã tới thần hoàng thành. Ngoài đình viện, một âm thanh vang lên. Băng Lan, Lâm Thiên có tới không? Nữ tử tuyệt mỹ lập tức quanh người, nữ tử này ngoại trừ Độc Cô Cảnh Văn ra thì chỉ sợ cũng không còn có thể là ai khác được nữa. Không có, ta cũng không biết Lâm Thiên có nhận được tin tức hay không. Lúc ta đi hắn không ở trong Phi Linh Môn, cũng không biết hiện tại đang ở nơi nào. Trong khi nói chuyện, Độc Cô Băng Lan từ ngoài đình viện đi tới. Mặc dù cũng là nữ tử cực kỳ xinh đẹp, so với nữ tử bình thường không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Nhưng mà ở trước mặt Độc Cô Cảnh Văn lúc này không khỏi ảm đạm thất sắc. Ai? Độc Cô Cảnh Văn than nhẹ, thân ảnh xinh đẹp bước về phía trước, trong mắt có chút ảm đạm. Tiểu thư, là ta không tốt. Không tìm được Lâm Thiên. Độc Cô Băng Lan nói. Chuyện này không liên quan tới ngươi, người Phi Linh Môn cũng không tìm thấy chàng, ngươi sao có thể tìm được. Độc Cô Cảnh Văn ảm đạm nói. Tiểu thư, nói không chừng Lâm Thiên đang trên đường tới. Con người đó luôn thích xuất hiện bất ngờ. Độc Cô Băng Lan an ủi Độc Cô Cảnh Văn, thế nhưng trong lòng nàng cũng không tin Lục Lâm Thiên đang chạy tới Độc Cô ra. Sợ rằng không có khả năng. Nếu như chàng nhận được tin lập tức sẽ tới. Chỉ tiếc chàng không ở trong Phi Linh Môn. Độc Cô Cảnh Văn nhẹ nhàng nói. Bất kể như thế nào trong hai ngày này ngươi cũng phải nhìn chằm chằm vào thần hoàng thành. Tiểu thư, có phải người sợ? Độc Cô Băng Lan nhìn Độc Cô Cảnh Văn rồi nói. Độc Cô Băng Lan khẽ cắn môi, nói nhỏ.
Vạn nhất Lâm Thiên tới, ta sợ người trong tộc sẽ gây bất lợi cho chàng. Tiểu thư, kỳ thực Lâm Thiên tới đây cũng có chút phiền phức. Ta đã nghe một ít tiếng gió, có không ít người muốn gây bất lợi cho hắn. Nếu như thực sự hắn tới, sợ rằng không xong. Độc Cô Băng Lan do dự một chút rồi nói. Trong tộc nàng có thể nghe được không ít tiếng gió. Đâu chỉ là trưởng lão trong tộc muốn gây bất lợi cho Lục Lâm Thiên, coi như là trong đám người trẻ tuổi cũng có không ít người đã sớm nhớ thương Lục Lâm Thiên rồi. Những người đó dám, nếu như bọn họ dám lộn xộn, tuyệt đối ta sẽ khiến cho bọn họ đẹp mắt. Ánh mắt Độc Cô Cảnh Văn trầm xuống, giọng nói có chút lạnh lẽo, nói. Chuyện ta đã quyết định tuyệt đối sẽ không thay đổi. Tiểu thư, đám người Độc Cô Pháp vô cùng khó đối phó. Thiên phú của tiểu thư tốt hơn so với bọn họ, thế nhưng thực lực tạm thời không mạnh bằng bọn họ. Mấy người bọn họ cũng không phải là người mạnh nhất trong đám người trẻ tuổi. Tăng thêm trong tộc cũng có người muốn gây bất lợi. Sợ rằng một khi Lâm Thiên tiến vào trong Thần Hoàng Thành sẽ bị bọn họ nhìn chằm chằm vào. Độc Cô Băng Lan nói. Ta tin rằng Lâm Thiên cũng không phải quả hồng mềm để cho người khác tùy ý nắn. Độc Cô Cảnh Văn nhíu mày, thực lực của Lâm Thiên nàng biết rõ. Nhưng nếu thực sự giao thủ với đám người Độc Cô chính, Độc Cô Pháp thì nàng cũng có chút lo lắng. Độc Cô Băng Lan nghe vậy, khẽ thở dài nói. Lần trước sau khi trở về từ Thiên Đảo, cửu trưởng lão bị Lâm Thiên đánh trọng thương, cho nên càng khiến cho không ít lão nhân trong tộc bất mãn. Hơn nữa lại thêm quy củ trong tộc, tiểu thư hẳn cũng biết rõ chuyện này. Sợ rằng đến lúc đó sẽ rất phiền toái. Bọn họ ngoài miệng nói một đằng, lại âm thầm làm một nẻo. Bọn họ cho rằng ta không biết sao. Sợ rằng lần này bọn họ phải thất vọng rồi. Ánh mắt Độc Cô Cảnh Văn nhảy lên, trong mắt hiện lên sự kiên nghị. Tiểu thư, nếu vạn nhất Lâm Thiên không đến thì làm sao bây giờ? Độc Cô Băng Lan nhẹ giọng hỏi. Vô luận thế nào ta cũng không chịu sự sắp xếp của bọn họ. Độc Cô Cảnh Văn khẽ nói, ngữ khí lạnh nhạt, trong lạnh nhạt hiện lên sự kiên định. Trong một đình viện phong cách cổ xưa có mấy đạo thân ảnh đang đứng. Người dẫn đầu hai mắt sáng ngời, mang theo sự thâm thúy, ngũ quan giống như dao khắc, góc cạnh phân minh. Trên người mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, có mái tóc màu đen, nhìn qua có chút cuồng dã không câu nệ, trong tà mị lại mang theo một tia bá khí, chính là Vân Khiếu Thiên một đường từ Vân Dương Tông chạy tới Thần Hoàng Thành. Phụ thân, đây là Độc Cô ra sao? Vân Hồng Lăng mặc y phục màu xanh lá, trên ống tay thêu đồ án màu lam, bộ y phục bao phủ thân thể mềm mại, đường cong linh lung. Đây là Thần Hoàng Thành, chính là ngoại vi Độc Cô ra. Cảnh Văn được phong làm thần nữ, dựa theo quy củ của Độc Cô ra. Người có huyết mạch Độc Cô gia bên ngoài đều phải quay về. Mẫu thân con trước là tam tiểu thư của Độc Cô gia, tính ra trên người con cũng có nửa huyết mạch của Độc Cô gia đương nhiên phải tới. Con có thể thúc giục hồn linh khí cũng là vì trên người có huyết mạch của mẫu thân con. Vũ giả bình thường sao có thể có được năng lực thúc giục hồn linh khí? Vân Khiếu Thiên nói, nhìn qua nữ nhi, trong đầu hắn lại nhớ tới một thân ảnh xinh đẹp. Trong mắt không khỏi hiện lên sự cô đơn. Phụ thân! Độc Cô gia không phải không đồng ý thông hôn cùng ngoại tộc sao? Sao người có thể ở cùng mẫu thân vậy? Vân Hồng Lăng do dự một chút rồi quyết định hỏi. Từ nhỏ tới giờ phụ thân nàng rất ít nhắc tới chuyện về mẫu thân. Độc Cô gia đương nhiên là không đồng ý. Lúc trước tạo thành động tĩnh cũng khá lớn, còn kinh động tiền bối của Vân Dương Tông và Độc Cô gia, khi đó chuyện mới trở lại bình thường. Nhưng mà người ngoài không biết được chuyện này mà thôi. Vân Khiếu Thiên nói. Trong không gian cổ xưa, sơn mạch cao ngất có mấy đạo thân ảnh đứng đó, cả đám đều là người bất phàm. Người đứng đầu nhìn qua vô cùng nổi bật, người này ước chừng 28-29 tuổi, tuấn mỹ, nho nhãn, ngũ quan góc cạnh giống như điêu khắc. Bề ngoài thoạt nhìn như phóng khoáng không câu nệ, thế nhưng trong mắt ngẫu nhiên lại có tinh quang bắn ra khiến cho người khác không thể xem thường. Thanh niên này mày kiếm mắt sáng, dường như khiến cho nữ tử khác nhìn vào mắt sẽ rơi vào trong tay hắn. Sống mũi cao thẳng, cặp môi đỏ hồng giống như đang tươi cười với người khác. Cả khuôn mặt giống như một khối ngọc được điêu khắc. Có tin tức gì của Lục Lâm Thiên kia hay không? Nam tử như ngọc nhìn về phía trước, trong ánh mắt mê người giống như vĩnh viễn đều mang theo sự vui vẻ. Thế nhưng trong sự vui vẻ này lại toát ra khí thế ngạo nghễ, bất phàm. Một người thanh niên dường như bằng tuổi sau lưng hắn tiến lên, nói. Gần đây không có một chút tin tức gì về Lục Lâm Thiên kia.
đồn rằng sau khi làm minh chủ đế đạo minh kia hắn không lộ diện lần nào. Minh chủ đế đạo minh là cái gì, chỉ là một đứa nhà quê, sao có thể xứng đôi với Vô Song? Một thanh niên áo xanh khinh thường nói. Lần này chúng ta đi Độc Cô Gia, cơ hội như vậy không thể bỏ lỡ. Nam tử như ngọc kia lên tiếng nói, hai tay chắp sau lưng, trong mắt hiện lên sự vui vẻ như cũ. Đi Độc Cô Gia sao lại là một cơ hội, Lục Lâm Thiên này chẳng lẽ có tư cách đi Độc Cô Gia sao? Một thanh niên cao ngất có chút nghi hoặc, khó hiểu hỏi. Đương nhiên là cơ hội, lần này tộc trưởng không đi, chỉ có đại trưởng lão cùng đại hộ pháp đi theo. Khi đó chúng ta muốn đi ra ngoài một chút cũng không phải là không được. Thanh niên áo xanh quét mắt qua nhìn mọi người, nói. Đến lúc đó ta cũng muốn biết một chút Linh Vũ Song tu như thế nào. Để cho hắn biết khó mà lui, tự mình cút đi. Lục gia dù sao cũng nuôi dưỡng Vô Song, cũng không nên quá phận. Thanh niên như ngọc kia nói, quay đầu lại nhìn mọi người, cười cười nói tiếp. Thời gian không còn sớm nữa rồi, có lẽ chúng ta nên tới Độc Cô Gia thôi, để xem cường giả những hoàng tộc khác. Lục Lâm Thiên này chỉ là tôm tép mà thôi, cũng không cần quá để ý tới hắn. Người có thể so sánh với Bắc Cung gia tộc chúng ta cũng chỉ có 5 đại nhân hoàng tộc còn lại mà thôi. Thiên Sĩ Tuyết Sư vỗ cánh bay qua bình nguyên man hoang. Thời gian 10 ngày trong lúc mọi người tu luyện và điều tức rốt cuộc cũng trôi qua. Được rồi, chúng ta đã tới. Buổi chiều ngày thứ 10, Nam Thúc đang nhắm chặt mắt chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước, trong đôi mắt mờ mịt có tinh quang hiện lên. Giữa không trung xa xa, ở cuối bình nguyên man hoang giờ phút này có một mảnh không gian bao la hiện lên. Trong tầm mắt mọi người chính là từng dãy núi phía xa xanh ngắt một màu, vô cùng hùng vĩ. Từng ngọn núi trùng điệp, uốn lượn. Cây cối trong sơn mạch xanh ngát, dương mắt nhìn qua từng ngọn núi cao ngất. Mà trong cảnh sắc tú lệ này có không ít kiến trúc chẳng chịt hiện lên. Rốt cuộc cũng tới rồi sao? Nhìn ở cuối bình nguyên ma hoang là một sơn mạch nồng đậm sinh cơ, Lục Lâm Thiên khẽ thở dài một hơi. Trong lòng không khỏi chờ mong, một thân ảnh xinh đẹp lặng lẽ hiện lên trong đầu hắn. Cảnh Văn, ta tới rồi. Lục Lâm Thiên thì thào nói, cho tới hôm nay rốt cuộc hắn cũng phải chính thức đối mặt với Độc Cô Gia. Một đầu quái vật trong lục đại nhân hoàng tộc. Chúng ta tới rồi sao? Thủ ấn trong tay Lục Tâm Đồng được thu lại, khói độc nhàn nhạt quanh thân được thu lại, đôi mắt dễ thương nhìn về phía sơn mạch. Thiên Sĩ Tuyết Sư nhanh chóng lao về phía sơn mạch giống như lưu quang. Chỉ trong chớp mắt, Thiên Sĩ Tuyết Sư xẹt qua đoạn cuối cùng của bình nguyên man hoang. Một mảnh sơn mạch to lớn hiện lên trước mặt mọi người. Chúng ta tới rồi, xuống đây đi, yêu thú phi hành không có cách nào đi vào thần hoàng thành. Nam Thúc nói. Thân ảnh lóe lên rồi lăng không đứng trên không, từ từ rơi xuống đất. Mọi người nhảy xuống khỏi lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, sau đó Thiên Sĩ Tuyết Sư thu hồi bản thể, hóa thành hình người. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn chăm chú vào sơn mạch phía trước. Trên sơn mạch liên miên có không ít kiến trúc cổ xưa. Ánh mắt nhìn về phía kiến trúc trên sơn mạch, Lục Lâm Thiên cùng Dương Quá, Lục Tâm Đồng đều có chút kinh ngạc. Những kiến trúc này cực kỳ hùng vĩ. Đều do đá to tạo thành, hoặc có lẽ bởi vì thời gian cho nên những kiến trúc liên miên này đều có rêu xanh bao phủ, một cỗ khí tức vô cùng cổ xưa từ trong kiến trúc lan tràn ra. Sợ rằng những khối kiến trúc này đã tồn tại vô số năm. Lặng lặng đứng đó, đám người Lục Lâm Thiên, Dương Quá, Lục Tâm Đồng cũng không khó phát hiện ra, trong kiến trúc cổ xưa này dường như còn có một cỗ uy áp cực lớn tồn tại. Nam Thúc, chúng ta vào thôi. Lục Lâm Thiên nói. Đến thần hoàng thành là có thể đi vào Độc Cô Gia, hắn cũng có thể gặp được Cảnh Văn. Chung quanh thần hoàng thành đều bị tiền bối của Độc Cô Gia bố trí cấm chế. Ngươi cho rằng muốn đi vào là có thể đi vào được sao? Nếu như ngươi tự tiện xông vào chỉ sợ đến chết như thế nào cũng không biết. Nam Thúc dứt lời trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, một đạo thủ ấn lặng lẽ được ngưng tụ, chảo ấn lập tức đánh về không gian phía trước. Siêu! Không gian phía trước đột nhiên chấn động. Một cái khe hở vô hình xuất hiện. Ngay lúc đó ở bên trong khe hở có một cỗ uy áp từ lâu trong linh hồn lan tràn ra. Cỗ uy áp này khiến cho sắc mặt Thiên Sĩ Tuyết Sư biến đổi. Sắc mặt đám người Lục Lâm Thiên, Lục Tâm Đồng, Dương Quá cũng có chút biến hóa. Cùng lúc, kim đao màu vàng rung lên, bắn ra một đoàn quang mang. Cỗ uy áp đến từ linh hồn này lập tức biến mất không thấy gì nữa.
không có cách nào tạo thành áp chế đối với Lục Lâm Thiên. Thế nhưng chỉ là một đạo cấm chế mà có uy áp như vậy cũng khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên không khỏi cố kỵ vài phần với Độc Cô Gia. Đúng là có cấm chế. Lục Lâm Thiên sợ hãi than nói. May mà hắn không có tùy tiện đi vào. Có cấm chế này, người ngoài quả thực không có cách nào đặt chân vào Thần Hoàng Thành này nửa bước. Ai dám làm càn trong Thần Hoàng Thành ta? Lúc này gợn sóng trong cấm chế xuất hiện, có trên trăm đạo thân ảnh từ trong cấm chế đi ra. Siêu siêu. Âm thanh vừa dứt, tiếng xé gió vang vọng, ánh mắt Lục Lâm Thiên lập tức nhìn về phía phát ra tiếng xé gió. Chỉ thấy lúc này có trên trăm người đang từ trong cấm chế đi ra. Khi nhìn về phía phát ra âm thanh, sắc mặt Lục Lâm Thiên lập tức biến hóa không ít. Hai người dẫn đầu có một người tuổi chừng lục tuần, trên người mặc một bộ áo đen. Đối với người này Lục Lâm Thiên cũng không xa lạ gì, thậm chí là còn khắc sâu hình ảnh vào trong đầu. Người này không phải là ai khác mà chính là cửu trưởng lão của Độc Cô Gia. Nhìn qua cửu trưởng lão, Lục Lâm Thiên lập tức nheo mắt, thật không ngờ ở bên ngoài Thần Hoàng Thành này hắn lại có thể gặp được cửu trưởng lão. Khóe miệng hắn nhếch lên, nở nụ cười lạnh lẽo rồi thì thào nói. Thật sự là oan gia ngõ hẹp. Lúc này bên người cửu trưởng lão kia còn có một lão giả đi theo. Người này cũng chừng lục tuần, khí tức quanh thân Lục Lâm Thiên không khó nhận ra người này đã đạt tới linh tôn tứ trọng. Ánh mắt Lục Lâm Thiên quét qua toàn bộ đám người. Sau lưng cửu trưởng lão này có hơn trăm người, cả đám đều là cường giả, mặc áo giáp, còn là hồn linh khải giáp hoàng cấp. Thủ bút như vậy tuyệt đối không tầm thường. Từng đạo thân ảnh cao ngất đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo mà thâm thúy. Đều là cường giả linh đạo, ánh mắt cả đám đảo qua trên người Lục Lâm Thiên. Một cỗ khí tức thần hoàng khí từ trong cơ thể những người này tràn ra. Thanh thế to lớn như vậy. Người bình thường gặp phải đội hình như vậy sợ rằng đã sớm mềm nhũn chân. Đương nhiên đám người Lục Lâm Thiên tuyệt đối không phải là người thường, cho nên cũng không mềm nhũn chân. Mà ngay cả Thiên Sĩ Tuyết Sư cũng có thể bình yên vô sự đứng đó. Tu vi bát giai sơ kỳ đỉnh phong, Thiên Sĩ Tuyết Sư cũng tuyệt đối là cường giả. Lúc này cả đám người kia đều nhìn vào đám người Lục Lâm Thiên. Ánh mắt cửu trưởng lão quét qua mọi người rồi lập tức nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Không khỏi giật mình, sắc mặt đại biến. Đối với Lục Lâm Thiên, cửu trưởng lão vô cùng kiêng kỵ. Giáo huấn ở thiên đảo dưới Đông Hải khiến cho hiện tại khi nhớ lại trong lòng hắn còn cảm thấy sợ hãi và kiêng kỵ. Nhớ tới lúc trước bị trà đạp, khuôn mặt lập tức lạnh lẽo, khóe miệng nở nụ cười lạnh, âm trầm quát lên. Lục Lâm Thiên, không nghĩ tới là ngươi, không ngờ ngươi lại dám xông vào Độc Cô Gia. Cửu trưởng lão vừa dứt lời, vô số ánh mắt biến hóa. Không ít người trong Độc Cô Gia đều nghe tới ba chữ Lục Lâm Thiên này. Độc Cô Gia tuy rằng không có xuất thế, thế nhưng tin tức ở trên đại lục đều nằm trong sự giám sát của bọn họ. Tăng thêm không ít người nghe qua tin đồn giữa Lục Lâm Thiên và Đại Tiểu Thư, còn có chuyện Lục Lâm Thiên trà đạp cửu trưởng lão ở dưới thiên đảo cho nên ánh mắt của đám người này nhìn Lục Lâm Thiên không có một chút ý tốt nào. Lão giả bên người cửu trưởng lão cũng lặng lẽ nhìn về phía Lục Lâm Thiên, chậm rãi đánh giá hắn. Đối với tiếng quát của cửu trưởng lão Lục Lâm Thiên không biến sắc, khóe miệng mang theo hàn ý nhàn nhạt, nói. Sao nào, còn nhận ra ta nữa sao? Còn muốn chiến một trận với ta nữa hay không? Sau lần ở dưới thiên đảo kia ngươi bị đánh tới nghiện rồi hả? Ngươi, hỗn trướng! Cửu trưởng lão biến sắc, đây chính là vết nhơ trong đời hắn, không ngờ Lục Lâm Thiên tới Độc Cô Gia của hắn lại còn có thể hung hăng càn quấy như vậy. Cửu trưởng lão quát lớn. Xông vào Độc Cô Gia ta thì nên chuẩn bị chịu chết đi. Người đâu, giết tên hỗn trướng này cho ta. Siêu siêu. Nghe vậy hơn trăm người kia lập tức đạp không bắn ra. Khí tức sắc bén tràn ngập. Bọn họ cũng biết ân oán giữa Lục Lâm Thiên và cửu trưởng lão này, đương nhiên là muốn xả giận thay cửu trưởng lão. Sau này bọn họ cũng sống dễ chịu hơn một chút. Ai dám? Lục Lâm Thiên lạnh nhạt quát, nói. Ta có thiếp mời của Độc Cô Gia các người. Dứt lời, trong tay Lục Lâm Thiên lập tức xuất hiện một khối ngọc giản, chính là ngọc giản thiếp mời mà Độc Cô Băng Lan đưa tới Phi Linh Môn. Thân ảnh hơn trăm người đang bắn về phía đám người Lục Lâm Thiên ngừng lại, Lục Lâm Thiên này có thiếp mời của Độc Cô ra, bọn họ không thể động vào. Thiếp mời sao, đưa ta nhìn xem. Sắc mặt cửu trưởng lão âm trầm biến đổi, nhìn ngọc giản trong tay Lục Lâm Thiên, chỉ cần liếc hắn cũng biết đây là thật. Muốn nhìn sao? Khóe miệng Lục Lâm Thiên nở nụ cười lạnh nhạt, cong ngón tay búng ra.
Ngọc giản thiếp mời trong tay mang theo một cỗ quang mang nhanh như thiểm điện lập tức phá không bắn mạnh về phía cửu trưởng lão. Hừ, cửu trưởng lão lạnh nhạt nói một tiếng, ánh mắt tràn ngập hàn ý, lập tức đem ngọc giản này bắt lấy. Khục khục, chỉ là bàn tay cửu trưởng lão vừa mới nắm lấy ngọc giản thì lập tức có một cỗ lực lượng khủng bố từ trên thiếp mời chút xuống. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này cửu trưởng lão lảo đảo lui về phía sau ba bước mới có thể đứng vững, sắc mặt lập tức tái nhợt. Chỉ hời hợt ném ra ngọc giản mà khiến cho cửu trưởng lão chịu thiệt như vậy khiến cho vô số ánh mắt mang theo sự kinh ngạc nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên này chỉ hời hợt là có thể khiến cho cửu trưởng lão chật vật như vậy. Mấy trăm người mặc hồn linh khải giáp kia không khỏi kinh ngạc. Linh tôn tứ trọng bên người cửu trưởng lão kia bắt đầu trở nên âm trầm. Đáng hận. Sắc mặt cửu trưởng lão triệt để âm trầm, trước mặt bao nhiêu người trong tộc mà hắn lại lần nữa chịu nhục. Cặp mắt âm trầm mang theo sự oán độc nhìn về phía Lục Lâm Thiên, thế nhưng cũng không dám làm gì với Lục Lâm Thiên. Thực lực của Lục Lâm Thiên thế nào mấy năm trước hắn đã biết. Lần trà đạp khi trước đã đủ để khiến cho hắn khắc cốt ghi tâm. Cửu trưởng lão, ngay cả thiếp mời cũng không tiếp được. Ngươi đã già rồi. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói xong sắc mặt lập tức trầm xuống nói. Năm đó ta cũng đã nói với ngươi, ngươi không nên càn quấy trước mặt ta như vậy. Chẳng lẽ ngươi đã quên rồi sao? Nếu như ngươi quên ta không ngại trà đạp lão cẩu ngươi một lần nữa. Thiếp mời ngươi đã nhìn thấy, cho nên tốt nhất ngươi đừng làm khó dễ ta. Bằng không ta nhất định sẽ khiến cho ngươi đẹp mặt. Âm thanh âm trầm của Lục Lâm Thiên quanh quẩn trên không trung. Trực tiếp mắng to cửu trưởng lão là lão cẩu khiến cho mọi người biến sắc. Lục Lâm Thiên này quả thực vô cùng hung hăng càn quấy. Hay cho một tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Ánh mắt lão giả bên cạnh cửu trưởng lão lúc này cũng trở nên âm trầm, phất tay lên rồi tiếp nhận thiếp mời trong tay cửu trưởng lão, nhíu mày nói. Chính là thiếp mời này sao? Thiếp mời là thật, là vật của Độc Cô gia chúng ta. Nếu như là thực thì có thể cho chúng ta vào được chứ? Lục Lâm Thiên đứng chắp tay, lạnh nhạt nói. Hừ, thiếp mời này là vật của Độc Cô gia ta. Chỉ là Độc Cô gia ta chưa từng phát thiếp mời này cho ngươi. Ngươi có tư cách gì thu được thiếp mời của Độc Cô gia chúng ta? Nhất định là ngươi đã trộm nó. Lão giả này hừ lạnh một tiếng, trực tiếp thu thiếp mời vào trong ống tay áo. Ánh mắt trầm xuống, trong mắt hiện lên sát ý, lạnh nhạt nói. Tiểu tử, dám trộm thiếp mời của Độc Cô gia ta. Tự tiện xông vào bổn tộc, hôm nay nhất định ngươi sẽ chết. Nghe vậy trong lòng Lục Lâm Thiên lập tức trầm xuống. Quả thực giống như suy đoán của Nam Thúc, Độc Cô gia này quả nhiên đã âm thầm sắp xếp, hắn có thể đi vào được Độc Cô gia hay không cũng khó nói. Này, lão già ngươi bị làm sao vậy? Rõ ràng đây chính là thiếp mời của đại tiểu thư các ngươi gửi cho ca ca ta. Các ngươi chỉ cần hỏi là biết rõ. Lục Tâm Đồng trầm giọng, quát lớn. Làm càn, đại tiểu thư của Độc Cô gia ta có thân phận ra sao, há có thể biết đám con sâu cái kiến như các ngươi. Các ngươi lại dám xông vào Độc Cô gia ta, ngày hôm nay đừng có ai mong rời khỏi đây. Ánh mắt lão giả phát lạnh, Lục Tâm Đồng một câu lão giả, hai câu lão giả khiến cho sát ý trong mắt hắn lần nữa nồng nặc, khí tức tràn ra. Hai người Nam Thúc và Kim Huyền lúc này đều đứng chắp tay, sắc mặt không có biến hóa quá nhiều. Thậm chí Nam Thúc còn nhắm hai mắt lại giống như nhắm mắt dưỡng thần. Lão! Lục Tâm Đồng quát, âm thanh còn chưa dứt. Lục Lâm Thiên phất tay ý bảo Lục Tâm Đồng không cần phải nói thêm gì nữa. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi tiến lên hai bước, mắt nhìn lão giả trên không trung trước mắt nói. Một câu Độc Cô gia, hai câu Độc Cô gia, chỉ tiếc ở trước mặt ta ngươi không là cái gì cả. Chúng ta là con sâu cái kiến, thế nhưng thật không biết ngươi ở trước mặt ta ngay cả con sâu cái kiến cũng không bằng. Bằng vào các ngươi còn chưa có tư cách nói câu này. Hôm nay Độc Cô gia để cho ta tiến vào thì còn tốt, nếu không cho ta tiến vào thì ta cũng vào. Âm thanh vừa dứt, trong khoảnh khắc sát ý vô hình trong người Lục Lâm Thiên tràn ra. Không gian lập tức giống như rơi vào trong hầm băng, sát khí lạnh lẽo này khiến cho sức mặt hơn trăm người của Độc Cô gia không khỏi biến hóa. Nam Thúc không nói gì, cho nên lúc này Lục Lâm Thiên cũng không sợ. Vô luận như thế nào ngày hôm nay hắn cũng phải đi vào Độc Cô gia. Mắt nhìn Lục Lâm Thiên, khuôn mặt lão giả kia thoáng run rẩy, có chút giận dữ, lạnh nhạt nói. Tiểu tử, quả thực đủ hung hăng càn quấy. Tuy rằng có chút bổn sự, thế nhưng đây là Độc Cô gia.
Độc Cô Gia tuyệt đối không phải là thứ mà bằng vào con sâu cái kiến như ngươi có thể dung chuyển. Âm thanh vừa dứt, hàn ý trong mắt lão giả này tràn ra. Thân thể trực tiếp phá không bắn về phía trước, một đạo âm thanh lạnh lẽo lần nữa vang lên. Ở trước mặt ta ngươi không nên quá kiêu ngạo, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi. Lão giả này vừa dứt lời, thân ảnh đã xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên. Trong mắt xuất hiện sát ý, một đạo trưởng ấn trong tay mang theo kình phong sắc bén đánh vỡ không gian mang theo thần hoàng khí nồng đậm cùng với công kích linh hồn đánh xuống. Trưởng ấn trực tiếp đánh về đỉnh đầu Lục Lâm Thiên. Sát ý trong mắt lão giả này không tránh khỏi sự quan sát của Lục Lâm Thiên. Hàn ý trong mắt hắn tràn ra, mắt nhìn đạo trưởng ấn đang đánh xuống, thân thể hoàn toàn không có ý định tránh đi. Chỉ là linh tôn tứ trọng mà thôi, chỗ khủng bố của Độc Cô Gia dựa vào là thần hoàng khí cùng với công kích linh hồn, thế nhưng chỉ bằng hai thứ này vừa vặn chính là thứ mà Lục Lâm Thiên không cần kiêng kỵ. Mà đổi lại, lão giả này chỉ là linh tôn tứ trọng mà thôi, trên phương diện tu vi, Lục Lâm Thiên đã là vũ tôn lục trọng, tăng thêm đan điền khổng lồ của bản thân, công kích có thể chống lại vũ tôn bát trọng hậu kỳ đỉnh đỉnh phong. Cho nên lão giả linh tôn tứ trọng này ra tay dương quá cùng với hai người Lục Tâm Đồng, Thiên Sĩ Tuyết Sư đều khẽ mỉm cười, Nam Thúc càng không thèm mở mắt lấy một chút nào. Lục Lâm Thiên này điên rồi sao? Trong sát na, trong ánh mắt của tất cả mọi người, dưới đạo trưởng ấn của bát trưởng lão kia, Lục Lâm Thiên này không ngờ lại giống như ngây ngốc, khiến cho mọi người nghi hoặc, sợ rằng công kích linh hồn cùng với thần hoàng khí của bát trưởng lão đã khiến cho linh hồn của Lục Lâm Thiên này đình trệ, chỉ có thể chờ chết. Lục Lâm Thiên này cho dù mạnh mẽ tới đâu cũng không phải là đối thủ của bát trưởng lão. Phanh! Thế nhưng vào lúc này dưới ánh mắt của tất cả mọi người, trưởng ấn của bát trưởng lão sắp đánh vào đỉnh đầu Lục Lâm Thiên thì đột nhiên nhoáng lên một cái giống như hoa mắt. Tất cả mọi người đều mơ hồ nhìn thấy thân ảnh Lục Lâm Thiên bị một trưởng của bát trưởng lão đánh nát. Tàn ảnh! Ánh mắt bát trưởng lão khẽ đổi, sắc mặt đại biến. Một giây sau, Lục Lâm Thiên kia lập tức xuất hiện sau lưng bát trưởng lão. Tay phải nhanh chóng đánh ra, quang mang quanh quẩn, trực tiếp đánh ra một quyền về lưng bát trưởng lão. Phanh! Trong không trung vang lên một tiếng trầm thấp, một vết nứt đen kịt hiện lên trong không gian. Phốc phốc! Không có chút đình trệ nào, bát trưởng lão lập tức phun ra máu tươi. Dưới cỗ kình khí khủng bố kia, thân thể hắn từ trên không trung rơi xuống mặt đất, nặng nề đập vào mặt đất. Tạo thành một cái hố sâu, từng khe nứt giống như mạng nhện lan tràn ra bốn phía. Hít! Cơ hồ trong khoảnh khắc này tất cả mọi người đều kinh hãi, không thể tin được. Đây chính là bát trưởng lão của bổn tộc A, cường giả tôn cấp tứ trọng, thế nhưng trong sát na đã trực tiếp bị đánh từ trên không trung rơi xuống mặt đất. Không có một chút lực kháng cự nào, sao không thể khiến cho tất cả mọi người sợ hãi cơ chứ? Cửu trưởng lão ở bên cạnh cũng tuyệt đối khiếp sợ. Trong một chiêu bát trưởng lão đã bị trọng thương, năm đó hắn còn là linh tôn nhị trọng còn có thể chống lại Lục Lâm Thiên một chút. Thế nhưng vừa rồi ngay cả Lục Lâm Thiên ra tay với bát trưởng lão như thế nào hắn cũng không thể nhìn thấy rõ ràng. Mà bát trưởng lão còn là linh tôn tứ trọng, một chiêu ngay cả chéo áo của đối phương cũng không đụng được tới mà bị trọng thương. Thực lực của Lục Lâm Thiên này không ngờ trong mấy năm đã đạt tới tình trạng khủng bố như vậy. Cửu trưởng lão triệt để rung động. Độc Cô gia tộc, một trong lục đại nhân hoàng tộc sao? Xem như đã biết. Lục Lâm Thiên lăng không đứng thẳng, lạnh lùng cười. Loại linh tôn tứ trọng như vậy hắn không cần phải cố kỵ. Hắn không còn là một quả hồng mềm mà người khác muốn nắn bóp thế nào cũng được. Tông chủ, tiểu thư, không tốt. Trong một đình viện phong cách cổ xưa, đại hộ pháp vội vàng chạy tới. Đại hộ pháp, có chuyện gì mà khiến ngươi vội vàng như vậy? Trong đình viện phong cách cổ xưa, Vân Khiếu Thiên bước ra, bên người là Vân Hồng Lăng. Đại hộ pháp biến sắc nói. Ta vừa mới đi dạo bên ngoài, thế nhưng lại nhìn thấy bát trưởng lão, cửu trưởng lão của Độc Cô gia đang động thủ với Lục Lâm Thiên, dường như muốn ngăn cản Lục Lâm Thiên vào thành. Lâm Thiên cũng tới. Vân Hồng Lăng biến sắc. Không tốt, sợ rằng Độc Cô gia sẽ không bỏ qua tiểu tử này. Vân Khiếu Thiên cũng biến sắc. Phốc phốc. Trên mặt đất, lão giả kia leo lên, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Y phục trước ngực bị nhuộm đỏ, toàn thân vô cùng chật vật, vừa rồi khuôn mặt hắn trực tiếp đập xuống mặt đất. Lão giả ngẩng đầu mắt nhìn Lục Lâm Thiên, dưới một chiêu này Lục Lâm Thiên đã hoàn toàn đánh nát cao ngạo của hắn, một thành viên trong Độc Cô gia có thần hoàng khí.
Vốn hắn còn định dùng một chiêu đánh chết Lục Lâm Thiên. Thế nhưng không ngờ dưới một chiêu bản thân hắn đã chật vật như vậy. Chỉ có bản thân hắn biết, vừa rồi dưới một quyền kia của Lục Lâm Thiên, kém một chút đã có thể đánh nát lục phủ ngũ tạng của hắn. Chỉ là lúc này hắn đang cưỡng ép đứng lên mà thôi. Thương thế nhưng vậy sợ rằng không có 10 năm đừng mong khôi phục. Cho nên vừa rồi tuy rằng Lục Lâm Thiên này lưu tình, thế nhưng tuyệt đối cũng không nương tay. Điều mà khiến cho hắn vô cùng kinh hãi chính là thực lực của Lục Lâm Thiên khiến cho hắn không có cách nào phản kháng. Đến bây giờ thậm chí ngay cả tu vi của Lục Lâm Thiên hắn cũng không có cách nào dò xét ra. Không chịu nổi một kích, đây là độc cô ra sao? Lục Lâm Thiên lăng không đứng thẳng, nhìn lão giả trên mặt đất, trong mắt tràn ngập hàn ý. Hỗn trướng, bày trận, giết tiểu tử này cho ta. Bày trận. Nghe thấy bát trưởng lão nói vậy, cửu trưởng lão lập tức hét lớn. Từng âm thanh xé gió vang lên, hơn trăm đạo thân ảnh bắn về phía trước. Trong lúc mơ hồ có chút huyền ảo. Siêu siêu. Cùng một lúc, hồn linh khải giáp trên người 100 người này bắn ra quang mang. Thần hoàng chi khí lan tràn, từng đạo quang trụ bằng linh lực từ trong cơ thể bọn họ bắn ra. Uy áp bàng bạc khiến cho trong không gian xuất hiện vết nứt đen kịt. Cả không gian ầm ầm run rẩy, quang mang năng lượng khiến cho không gian vặn vẹo. Hừ, trận pháp chó má. Mắt nhìn thấy đám người độc cô ra muốn kết trận đối phó với ca ca. Lục Tâm Đồng rốt cuộc không nhịn được nữa. Hơn trăm đạo thân ảnh vừa mới có động tác, Lục Tâm Đồng lập tức quát lên một tiếng, thân ảnh cũng như thiểm điện bắn ra. Từng đạo linh lực thất luyện bắn về phía trước. Định nhiều người bắt nạt ít người sao? Cùng một lúc, Dương Quá phẫn nộ quát một tiếng. Trường bào màu xám trên người tung bay, thân thể nhảy lên. Từng đạo quyền ấn trong tay mang theo từng đạo tàn ảnh xẹt qua không gian. Từng đạo tàn ảnh đều đánh ra một vết nứt trong không gian. Giống. Thiên Sĩ Tuyết Sư rít lên một tiếng, thân thể giống như thiểm điện đánh ra. Quyền ấn đánh về phía trước, khí thế cũng cực kỳ cường hãn. Muốn giết ta, bằng vào các ngươi còn chưa đủ. Nhìn hơn trăm người đang súng lại, hàn ý trong mắt Lục Lâm Thiên bắn ra. Thủ ấn lặng lẽ được kết, bàn chân đạp mạnh mặt đất. Từng vết nứt trong không gian xuất hiện, một cỗ chân khí cuồng bạo từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Trong không trung lập tức có năng lượng thuộc tính thổ kéo tới. Đại địa vô ảnh cước. Lục Lâm Thiên vừa mới dứt lời, cả không trung run lên. Bên trong gợn sóng trong nháy mắt có vô số tàn ảnh cước ấn bắn ra. Trong nháy mắt ngắn ngủi, cước ấn ngập trời tựa như một đóa hoa nở rộ mang theo vô số đạo tàn ảnh trực tiếp phóng lên trời. Từng đạo cước ấn lan tràn sang bốn phía. Tốc độ quá nhanh, vô số đạo cước ấn phá vỡ gợn sóng trong không gian rồi dùng xu thế như sấm sét hội tụ thành một cơn lốc. Kình phong đáng sợ từ bên trong cơn lốc khuếch tán ra. Gợn sóng trong không gian bạo liệt, cả không gian lắc lư, chấn động. Phanh phanh phanh. Từng đạo cước ấn trực tiếp đánh vào trên từng đạo thân thể của tộc nhân độc cô gia tộc. Âm thanh trầm thấp, bạo liệt giống như tiếng pháo vang lên. Sau đó từng đạo thân hình rơi xuống đất, giống như chim gãy cáy. Phốc phốc, từng đạo thân ảnh này còn chưa kết thành trận pháp đã trực tiếp phun ra máu tươi, rơi xuống đất. Mặt đất rung chuyển, rạn nứt, vô cùng thê thảm. Phanh phanh, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, dưới tay của ba huynh muội Lục Lâm Thiên, Dương Quá, Lục Tâm Đồng cùng với Thiên Sĩ Tuyết Sư, trên trăm đạo thân ảnh trên không trung trực tiếp rơi xuống đất, thân thể nện vào mặt đất, vô cùng thê thảm. Lão cẩu, hiện tại tới phiên ngươi. Âm thanh vừa dứt, thân ảnh Lục Lâm Thiên lập tức xuất hiện trước mặt bát trưởng lão đang kinh hãi. Không tốt. Bát trưởng lão biến sắc, thân hình nhanh chóng lùi lại, đâu còn dám chống lại Lục Lâm Thiên. Hắn cũng không dám tự cao vì mình là trưởng lão của độc cô gia trước mặt Lục Lâm Thiên. Bởi vì một trưởng của Lục Lâm Thiên khi trước đã chứng minh tất cả. Muốn chạy trốn sao, hóa ra người của độc cô gia cũng biết trốn. Lục Lâm Thiên lạnh lùng quát một tiếng, thân ảnh lóe lên, lập tức giống như quỷ mị xuất hiện trước mặt cửu trưởng lão. Dưới lực lượng không gian, cửu trưởng lão không có cách nào nhúc nhích, đã bị trói buộc. Bàn tay Lục Lâm Thiên ngay sau đó đã đặt lên trên vai cửu trưởng lão. Hỗn trướng, buông tay cho ta. Cùng một lúc một tiếng quát lớn từ sau lưng Lục Lâm Thiên vang lên. Khi âm thanh vừa dứt, một đạo trưởng ấn trong giây lát xuất hiện sau lưng Lục Lâm Thiên. Dưới trưởng ấn, không gian nứt vỡ từng khúc, trong chốc lát kình phong cũng kéo tới sau lưng Lục Lâm Thiên. Linh tôn ngũ trọng mà thôi, cút cho ta.
Lục Tâm Đồng khẽ kêu một tiếng, khi âm thanh vừa dứt, thân ảnh xinh đẹp lóe lên, một đạo quyền ấn phá không xuất hiện sau lưng Lục Lâm Thiên. Quyền ấn phá vỡ không gian mang theo khói động ngập trời. Cả phiến không gian lúc này như triệt để cứng lại. Một cỗ khói đen mang theo kịch độc từ bên trong quyền ấn quét qua mang theo công kích linh hồn bàng bạc. Lực lượng ngập trời phía trên hung hăng chút xuống trường ấn. Phanh phanh. Không gian run lên, tựa như sụp đổ. Tiếp đó một cỗ lực lượng đáng sợ chút xuống. Một đạo thân ảnh trực tiếp lui lại trên không trung, bước chân lảo đảo lui lại. Mỗi khi lui một bước mặt đất bị rạn nứt, từng vết nứt giống như mạng nhện mang theo hố sâu lan tràn ra bốn phía. Siêu siêu. Cùng một lúc trong cấm chế ở thần hoàng thành vang lên từng tiếng xé gió. Từng cỗ khí tức cường hãn lan tràn ra. Lần nữa có hơn trăm đạo thân ảnh xuất hiện giữa không trung. Hơn trăm người này nhìn hơn trăm tộc nhân thê thảm đang nằm dưới mặt đất, khuôn mặt biến sắc, kinh ngạc, hoảng sợ. Khục khục. Mặt đất lắc lư, thân ảnh bị Lục Tâm Đồng đẩy lui lại rốt cuộc cũng ổn định lại được thân hình. Đây là một lão giả mập mạp chừng 50 tuổi. Lúc này ánh mắt lão giả 50 tuổi này nhìn về phía Lục Tâm Đồng tràn ngập sự kinh hãi. Người vừa đẩy lui hắn lại là một thiếu nữ thoạt nhìn còn trẻ tuổi. Rõ ràng là linh giả, không ngờ lại giống như không e ngại thần hoàng khí của hắn. Không chỉ thế, trong công kích của nàng còn mang theo kịch độc. Còn có một cỗ độc tố với linh hồn khiến cho hắn cực kỳ kiêng kỵ. Lâm Thiên. Một tiếng kêu vang lên, trong hơn trăm người chạy tới có một đạo thân ảnh xinh đẹp vội vàng nhảy xuống. Thân ảnh xinh đẹp mà uyển chuyển, mang theo đường cong linh lung, chỉ lóe lên một cái lập tức xuất hiện bên cạnh Lục Lâm Thiên. Hồng Lăng. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, không ngờ Vân Hồng Lăng lại xuất hiện ở chỗ này, khiến cho Lục Lâm Thiên tuyệt đối kinh ngạc. Lâm Thiên, sao chàng tới đây? Vân Hồng Lăng đảo qua không trung, ánh mắt đại biến. Vân Hồng Lăng ở đây, Lục Lâm Thiên quét qua mọi người, quả nhiên nhìn thấy nhạc phụ Vân Khiếu Thiên. Mà lúc này trên không trung có không ít cường giả, hắn quay đầu lại nói. Nói thì rất dài, một lát nữa rồi nói sau. Tông chủ, làm thế nào bây giờ? Giữa không trung, đại hộ pháp bên người Vân Khiếu Thiên nói. Xem trước một chút rồi nói. Vân Khiếu Thiên quét qua không trung, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Thứ hắn lo lắng cũng không phải là trước mắt, lúc này là cả Độc Cô Gia. Lục Lâm Thiên đến sẽ tạo thành cái gì? Trong lòng hắn hiểu rõ. Hỗn trướng, dám động vào người của Độc Cô Gia ta. Giết những người này cho ta. Một tiếng hét lớn vang lên, một lão giả áo lam xuất hiện, bộ dáng người này chừng lục tuần. Nhìn thấy tộc nhân đang phun ra máu tươi dưới mặt đất, hai mắt lập tức đỏ rực. Còn chưa có ai dám hung hăng càn quấy bên ngoài Độc Cô Gia hắn như vậy. Vâng, đại hộ pháp. Nghe vậy 8-9-10 người trên không trung vừa mới tới không chút do dự. Khí tức tràn ra, từng cỗ khí tức lập tức tập trung vào trên đám người Lục Lâm Thiên, Lục Tâm Đồng, Dương Quá. Lục trưởng lão, thất trưởng lão, Lục Lâm Thiên này tự tiện xông vào Độc Cô Gia ta, đả thương chúng đệ tử Độc Cô Gia ta, nhanh giết kẻ này. Cửu trưởng lão bị Lục Lâm Thiên bắt vào trong tay nhìn thấy có người tới lập tức quát to. Lục Lâm Thiên, nghe thấy ba chữ này vô số ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Trên không trung lúc này có hơn 10 đạo thân ảnh đang lăng không đứng thẳng, đều là người từ trong thần hoàng thành bước ra khỏi cấm chế. Khí tức trên người mười mấy đạo thân ảnh được thu liếm, có mấy lão giả, lão phụ nhân. Còn có năm nam nữ thanh niên, không khó nhìn ra đều là người có tu vi cường hãn. Bên trong mười mấy đạo thân ảnh này có nữ tử dẫn đầu, đôi mắt như nước, mang theo vẻ lạnh nhạt như băng. Ánh mắt dường như có thể nhìn thấu tất cả, tuổi chừng 16. Mười ngón tay thon dài, làn da trắng nõn, hồng hào, dường như có thể khiến cho nước chảy. Mái tóc tung bay theo gió, tỏa hương thơm ngát. Trên người mặc một bộ váy dài màu lam nhạt, bên trên thêu một con hồ điệp, khuôn mặt không trang điểm thế nhưng vẫn không thể che giấu được dung nhan tuyệt sắc của nàng. Lúc này nữ tử mặc váy dài màu lam nhìn qua không trung, nghe thấy ba chữ Lục Lâm Thiên này lập tức nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Mấy thanh niên nam nữ bên người nàng cũng nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Hừ, ta muốn nhìn xem Độc Cô Gia mạnh bao nhiêu. Dường như cũng chỉ có vậy. Nhìn thấy vô số khí tức của cường giả Độc Cô tập trung vào mình, Lục Tâm Đồng khẽ quát một tiếng. Hai người Thiên Sĩ Tuyết Sư, Dương Quá biến sắc, thân thể khẽ động, lập tức xuất hiện bên cạnh Lục Lâm Thiên. Chân khí, khói độc, yêu nguyên bắt đầu lặng lẽ tràn ra. Siêu,
song phương trong giây lát lâm vào trạng thái gương cung bạt kiếm. Đám người do nữ tử mặc váy dài màu lam nhạt kia có chút hứng thú đánh giá đám người Lục Lâm Thiên, hiển nhiên đối với việc đám người Lục Lâm Thiên ở ngay địa bàn của Độc Cô Gia lại dám ra tay với đám người Độc Cô Gia có chút hứng thú, cả đám không tránh khỏi kinh ngạc và tò mò. Dừng tay, hiểu lầm rồi. Vân Hồng Lăng nhìn vô số cường giả Độc Cô Gia trên không trung đang vây công Lục Lâm Thiên, khuôn mặt biến sắc. Hồng Lăng tiểu thư, ngươi lui ra đi. Trên không trung, Lục trưởng lão dậm chân nhảy ra, ánh mắt nhìn vào trên người Lục Lâm Thiên. Hồng Lăng, nàng cứ lui xuống trước đi. Lục Lâm Thiên cầm theo cửu trưởng lão trong tay, phất tay bảo Hồng Lăng. Nhìn cảnh trưởng mắt, khuôn mặt hắn chậm rãi trở nên âm trầm. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, người kia dường như là Lục trưởng lão, khóe miệng hắn nhếch lên, lạnh lùng nói. Thân là trưởng lão Độc Cô Gia, ta thấy mặt mũi của Độc Cô Gia đều bị các ngươi làm mất hết. Rõ ràng ta cầm thiếp mời của Độc Cô Gia thế nhưng lại không cho ta vào, thiếp mời này là do đại tiểu thư Độc Cô Cảnh Văn phát ra, ta chỉ là khách nhân được mời tới. Các ngươi không cho ta đi vào là không nể mặt đại tiểu thư các ngươi hay là không nể mặt ta? Sắc mặt Lục trưởng lão thoáng run rẩy, trong lúc nhất thời không nói lên được lời nào. Loại nguyên nhân này hắn không biết, tuy rằng chưa gặp qua Lục Lâm Thiên này, thế. Nhưng trong tộc đối với Lục Lâm Thiên này cũng không xa lạ gì. Hừ, không để cho ngươi mặt mũi thì làm sao? Ngươi cảm thấy chỉ bằng vào ngươi Độc Cô Gia chúng ta phải nể mặt sao? Trong mắt Thất trưởng lão vừa mới bị Lục Tâm Đồng đẩy lui tràn ngập hàn ý. Thân thể hơi mập mạp xuất hiện bên cạnh Lục trưởng lão kia. Không ngờ Độc Cô Gia lại không để cho ta mặt mũi, vậy thì ta cũng không cần phải cho các ngươi mặt mũi. Khóe mắt Lục Lâm Thiên bắn ra hàn ý nhàn nhạt, trong ánh mắt của tất cả mọi người, hắn nắm lấy cửu trưởng lão trong tay, đột nhiên hung hăng quật xuống mặt đất. Phanh! Mặt đất thoáng run rẩy một cái, khe nứt lan tràn, đá vụn bắn tứ tung. Phốc phốc! Cửu trưởng lão lập tức phun ra một ngụm máu, căn bản không có cách nào nhúc nhích, chờ bị trà đạp, máu tươi phun xuống mặt đất, miệng không nói lên được lời nào. Đây là kết cục không cho ta mặt mũi. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt kinh hãi của vô số người, Lục Lâm Thiên trực tiếp giẫm nát LNG ngực cửu trưởng lão, hung hăng đạp xuống. Phốc phốc, trong miệng cửu trưởng lão lần nữa phun ra máu tươi, mặt đất chung quanh thân thể bị rạn nứt, thân thể trực tiếp lún xuống cái khe, bộ dáng vô cùng thê thảm. Trên không trung, đám người Vân Khiếu Thiên nghẹn họng nhìn chân chối. Mà ngay cả đám người do thiếu nữ mặc váy dài màu lam nhạt cũng kinh ngạc. Ngay cả Kim Huyền cũng phải nhíu mày. Đây chính là cửa Độc Cô Gia a. Lục Lâm Thiên không ngờ lại dám trà đạp trưởng lão Độc Cô Gia như vậy, đây chính là tát một cái vào mặt Độc Cô Gia, lá gan như vậy không phải là thứ mà người bình thường có thể có được. Chỉ có Nam Thúc là vẫn nhắm mắt, không hề mở mắt ra một chút nào. Cảnh này khiến cho tất cả người của Độc Cô Gia khiếp sợ. Ai cũng thật không ngờ Lục Lâm Thiên này lại dám làm nhục Độc Cô Gia như vậy. Hôm nay nếu như không giết người này, sợ rằng sau này Độc Cô Gia không phải là một trong lục đại nhân hoàng tộc mà là trò cười của tất cả mọi người mà thôi. Hỗn trướng, hôm nay nếu như ngươi không chết thì Độc Cô Gia chúng ta sẽ không bỏ qua. Tiếng nói lạnh lẽo từ trong kẽ răng Lục trưởng lão truyền ra. Âm thanh vang vọng trong không trung. Nếu như ngay cả chuyện này cũng nhìn xuống thì sau này Độc Cô Gia tộc làm sao có thể gặp gỡ người khác. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn chứng kiến một người dám vô lễ và làm nhục Độc Cô Gia như vậy. Siêu siêu. Mấy cường giả tôn cấp bên người Lục trưởng lão theo Thất trưởng lão, Lục trưởng lão nhảy ra. Tăng thêm hơn chục đạo thân ảnh kia, khí tức mang theo sát ý lạnh lẽo bao phủ người Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Lục Lâm Thiên quét qua, trong mắt tràn ngập hàn ý. Nam Thúc cũng không có ý tứ ngăn hắn, vậy thì hắn không cần phải sợ, cũng không cần quá để đám người này vào trong mắt. Từng ánh mắt mang theo sát ý tập trung vào trên người Lục Lâm Thiên. Linh hồn lực phô thiên cái địa cùng với thần hoàng khí lan tràn ra, thế nhưng không có cách nào làm ảnh hưởng tới Lục Lâm Thiên, Dương Quá, Lục Tâm Đồng lúc này. Chỉ có một mình Thiên Sĩ Tuyết Sư bị áp chế. Giết cho ta. Lục trưởng lão lạnh lùng quát một tiếng, thân thể bước ra, tức giận ngập trời, ánh mắt mang theo sát ý, dường như muốn động thủ. Hay cho Độc Cô Gia, ai dám động vào hắn thử xem. Ai dám độc tới hắn thì cho dù là Độc Cô Gia thì cũng đừng trách ta không khách khí. Lúc này một tiếng kêu vang vọng trên không trung. Khi âm thanh vừa dứt,
Trên không trung xa xa có hơn 20 đạo thân ảnh giống như lưu quang bắn tới. Siêu siêu. Tiếng xé gió vang lên, mọi người lập tức nhìn về phía trước. Trong giây lát có vô số thân ảnh phá không xuất hiện. Từng cỗ khí tức cường hãn khuếch tán, từng đạo uy áp tràn ra khiến cho không gian như cứng lại. Trong không gian, khí tức cường hãn khiến cho không gian chấn động bao phủ trên không gian khiến cho mọi người trong lúc vô hình khó có thể tiến lên một bước. Nghe thấy đạo âm thanh này, Lục Lâm Thiên đột nhiên quay người lại. Âm thanh này sao lại quen thuộc như vậy, âm thanh này sao Lục Lâm Thiên có thể không biết cơ chứ? Ánh mắt Lục Lâm Thiên chăm chú nhìn lên không trung, một đạo thân ảnh bay bổng, lung linh đang chậm rãi rơi xuống. Bộ váy nhẹ nhàng phiêu động, toàn thân tỏa ra khí chất cao quý, thanh nhã trời sinh. Dung nhan tuyệt mỹ, tựa như trích tiên, thân ảnh xinh đẹp này không phải là Lục Vô Song thì còn có thể là ai khác. Cơ hồ tất cả ánh mắt lúc này cũng chăm chú nhìn lên không trung. Mắt thấy đám người đến, sắc mặt tộc nhân Độc Cô Gia cùng với đám người nữ tử mặc váy dài màu lam nhạt không khỏi biến đổi. Vô Song tỷ, Vân Hồng Lăng yêu kiều nói một tiếng, thân thể mềm mại lập tức nhảy lên. Hồng Lăng, Bắc Cung Vô Song đã sớm đảo qua chung quanh, nhìn thấy Vân Hồng Lăng lập tức mỉm cười. Nụ cười khuynh thành khiến cho mấy thanh niên bất phàm bên người nữ tử mặc váy dài màu lam run lên. Nữ tử này thật đẹp, đẹp tới mức khiến cho cơ hồ tất cả nữ tử đều ảm đạm thất sắc. Ánh mắt nữ tử mặc váy dài màu lam nhạt kia cũng nhảy lên. Nữ tử trước mặt nàng quá đẹp, khiến cho nàng tự cảm thấy không bằng. Thân ảnh Vân Hồng Lăng đi tới bên người Bắc Cung Vô Song, cũng biết thân phận của Vô Song lúc này cho nên nàng nói. Vô Song tỷ, tỷ tới vừa vặn, những người kia muốn đối phó với Lâm Thiên. Được rồi. Bắc Cung Vô Song nói với Vân Hồng Lăng. Thân ảnh xinh đẹp lóe lên, váy dài phiêu động. Thân ảnh mềm mại, xinh đẹp mà uyển chuyển lập tức xuất hiện bên người Lục Lâm Thiên. Đôi mắt xinh đẹp nhìn vào nam tử áo xanh bên cạnh, không để ý tới bất luận kẻ nào mà tiếp tục tiến lên. Ống tay áo nhấc lên, bàn tay trắng như ngọc nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt quen thuộc này, thấp giọng nói. Ta rất nhớ chàng. Âm thanh vừa dứt, thân ảnh xinh đẹp khiến cho cả thiên địa phải động dung này trước mắt bao nhiêu người nhào vào trong ngực nam tử áo xanh. Từng ánh mắt ghen ghét, oán hận lập tức nhìn vào người nam tử áo xanh kia. Ta cũng nhớ nàng. Lục Lâm Thiên mỉm cười, chăm chú ôm nữ tử này vào trong ngực. Hai tay siết vòng eo nhỏ nhắn, đầu vùi vào trong mái tóc đen nhánh tỏa hương thơm ngát. Hít mùi hương quen thuộc này, hắn nói. Những năm này nàng có khỏe không? Mọi chuyện đối với thiếp đều tốt, chỉ là có chút nhớ chàng, nhớ mẫu thân, còn có phụ mẫu thiếp. Bắc Cung Vô Song nói. Tham lam rúc vào trong LNG ngực quen thuộc. Lúc này vô số ánh mắt nhìn thấy Lục Lâm Thiên kéo Bắc Cung Vô Song vào trong ngực, sắc mặt biến hóa bất định. Mà sắc mặt mấy lão giả Bắc Cung gia cũng biến hóa, thế nhưng không nói gì. Ánh mắt tiếp đó nhìn vào cửu trưởng lão Độc Cô gia đang bị Lục Lâm Thiên dẫm nát dưới chân. Trong mấy lão giả này còn có đại hộ pháp Bắc Cung nhất, mặt khác còn có hai hộ pháp khác lúc trước cũng từng đi tới Vân Dương Tông cho nên cũng nhận ra được Lục Lâm Thiên. Còn mấy thanh niên của Bắc Cung gia tộc này giận dữ, ở giữa là một nam tử tuấn mỹ như ngọc, sắc mặt người này biến hóa bất định. Bên cạnh hắn là một thanh niên áo xanh cùng với một thanh niên khác đang muốn xông lên trước nhưng lại bị nam tử tuấn mỹ như ngọc này nắm tay, ánh mắt ý bảo không nên lộn xộn. Lâm Thiên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bắc Cung Vô Song ngẩng đầu, ánh mắt lần nữa liếc nhìn chung quanh rồi nhìn Lục Lâm Thiên nói. Cũng không có chuyện gì lớn, Cảnh Văn gọi ta tới. Những người này chỉ đang tìm phiền toái mà thôi. Lục Lâm Thiên nói. Có muốn thiếp hỗ trợ không? Bắc Cung Vô Song quét qua chung quanh, cơ nơ thân có một cỗ khí tức như ẩn như hiện, trong lúc vô hình khiến cho lòng người run lên. Lục Lâm Thiên nhìn Vô Song, trong lúc dò xét khí tức của nàng, khí tức kia mạnh mẽ khiến cho thuộc tính mộc trong cơ thể hắn cũng chấn động theo, thế nhưng lại không có cách nào nhìn ra tu vi của Vô Song. Không thể nghi ngờ Vô Song đã đặt chân vào hàng ngũ cường giả đỉnh tiêm. Trên phương diện tu vi, Bắc Cung Vô Song hiện tại không còn là Lục Vô Song của ngày xưa nữa. Nén sự rung động trong lòng, Lục Lâm Thiên nói. Tạm thời còn chưa cần nàng hỗ trợ, chỉ bằng mấy người này ta còn có thể giải quyết được. Thì ra là bằng hữu Bắc Cung ra tới. Nhìn mấy người tới, sắc mặt Lục trưởng lão cùng với mấy trưởng lão trong Độc Cô gia biến hóa. Đặc biệt là nhìn thấy quan hệ của Bắc Cung Vô Song với Lục Lâm Thiên như vậy càng khiến cho sắc mặt của đám người này có chút khó coi.
không ngờ Độc Cô Gia này lại náo nhiệt như vậy. Trong Bắc Cung Gia, một đạo thân ảnh già nua đi ra, trên người mặc trường bào màu xanh nhạt. Hai hàng tóc mai trắng xóa, trên khuôn mặt già nua tràn ngập nếp nhăn, ánh mắt cực kỳ sáng sủa. Lão giả này nhảy ra, ánh mắt nhìn hai người không mấy chú ý là Nam Thúc và Kim Huyền, sau đó lại nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt có chút nghi hoặc. Đương nhiên, lúc này cũng còn có một bà lão bên cạnh thiếu nữ mặc váy dài màu lam kia cũng đã sớm chú ý tới Nam Thúc và Kim Huyền. Vị này nhất định là đại trưởng lão Bắc Cung gia tộc sao? Nhìn thấy lão giả này, Lục trưởng lão của Độc Cô gia ôm quyền hành lễ, nhìn Bắc Cung Vô Song và Lục Lâm Thiên nói. Không biết Bắc Cung gia tộc có quan hệ như thế nào với Lục Lâm Thiên? Lục Lâm Thiên này cũng không có quá nhiều quan hệ với Bắc Cung gia chúng ta. Đại trưởng lão Bắc Cung gia lạnh nhạt nói, ánh mắt khẽ đảo qua trên người Lục Lâm Thiên. Vậy thì mời chư vị Bắc Cung gia đi tới Thần Hoàng Thành nghỉ ngơi một hồi. Độc Cô gia chúng ta còn có một ít chuyện cần giải quyết, cho nên có chỗ nào chậm trễ mong chư vị thông cảm. Lục trưởng lão nói, Bắc Cung Chí, không ngờ ngươi cũng tới, hay là xem náo nhiệt một chút. Lão bà bên người thiếu nữ mặc váy dài màu lam nói. Thái Công Tố, không phải ngươi cũng tới rồi đó sao? Ánh mắt lão giả kia nhảy lên, quét qua đám người bên cạnh lão bà, cuối cùng dừng lại trên người thiếu nữ mặc váy dài màu lam nhạt. Thái Công! Lục Lâm Thiên nghe vậy lập tức nhìn chăm chú vào đám người, ngay từ đầu hắn cũng phát giác ra những người này bất phàm, vô cùng cường hãn. Sợ rằng những người này là tới từ Thái Công gia tộc có thủy hoàng chi khí, khó trách thuộc tính thủy trong người hắn trong lúc vô hình có chút run rẩy. Bắc Cung gia không ngờ lại không có quan hệ gì với Lục Lâm Thiên, rất tốt, mời tiểu thư tránh ra. Lục trưởng lão nhìn Bắc Cung Vô Song, ánh mắt lóe lên bất định. Muốn cho ta tránh ra sao? Chỉ bằng linh tôn lục trọng như ngươi sợ rằng còn chưa đủ tư cách. Bắc Cung Vô Song lạnh nhạt nhìn Lục trưởng lão rồi nói. Giờ phút này cỗ khí chất cao quý trên người khiến cho Lục trưởng lão kia không dám nhìn thẳng. Bắc Cung Vô Song cũng không để ý tới Lục trưởng lão, mà nhìn về phía Bắc Cung Chí, trong mắt hiện lên vẻ kiên định, nói. Đại trưởng lão, Lâm Thiên cùng với Bắc Cung gia không có quan hệ gì. Vậy thì có phải ta và Bắc Cung gia cũng không có quan hệ gì đúng không? Thần nữ, không phải ta có ý này. Chuyện này cũng không thích hợp thảo luận ở nơi này. Khuôn mặt già nua của Bắc Cung Chí run rẩy, trước mặt Bắc Cung Vô Song hắn cũng không dám vô lễ. Đại trưởng lão, ngươi nghe rõ cho ta. Ta đã sớm là hôn thê của Lâm Thiên, tuy rằng chưa từng xuất môn, thế nhưng đã sớm được phụ mẫu đồng ý. Ai cũng không thể thay đổi chuyện này. Nếu như có kẻ nào đó có ý không tốt, vậy đừng trách ta trở mặt. Vị thần nữ của Bắc Cung gia này ta không có hứng thú. Âm thanh lạnh nhạt từ trong miệng Bắc Cung Vô Song truyền ra, trong mắt tràn ngập hàn ý nhìn thẳng về phía Bắc Cung Chí, giống như có một cỗ áp lực đè nặng lên người Bắc Cung Chí khiến cho ánh mắt hắn biến ảo bất định. Nghe lời nói của Bắc Cung Vô Song, sắc mặt Độc Cô gia cùng với Thái Công gia lập tức biến đổi. Mấy thanh niên tài tuấn trong đội hình của Bắc Cung gia tộc lúc này biến sắc, từng đạo ánh mắt không có ý tốt nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Lại là phiền toái sao? Mấy ánh mắt mang theo hàn ý bắn tới đương nhiên không thoát khỏi cảm giác của Lục Lâm Thiên. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mấy thanh niên tài tuấn của Bắc Cung gia đang dùng ánh mắt không mấy thiện ý nhìn hắn. Trong từng ánh mắt kia rõ ràng có chút đố kỵ, Lục Lâm Thiên nhìn Vô Song, ít nhiều cũng đã biết được nguyên nhân. Đặc biệt là nam tử tuấn Mỹ mặc trưởng bào màu xanh nhạt đứng giữa kia khiến cho Lục Lâm Thiên không khỏi liếc mắt thêm một lần. Khí tức của thanh niên này cũng không tồi. Trong mắt Lục Lâm Thiên xuất hiện hàn ý nhàn nhạt, mấy người này tốt nhất nên dừng ở đây, nếu dám có ý định với nữ nhân của hắn thì đừng có trách hắn không khách khí. Thì ra là thần nữ của Bắc Cung gia, Lục Lâm Thiên này vũ nhục trưởng lão của Độc Cô gia ta, đả thương đệ tử Độc Cô gia. Cho dù ngươi là thần nữ của Bắc Cung gia hôm nay tuyệt đối khó mà bảo vệ được kẻ này. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên có Bắc Cung Vô Song bảo vệ, ánh mắt Lục trưởng lão trầm xuống. Bắc Cung gia cường hãn, Độc Cô gia đương nhiên cũng không sợ. Lục Lâm Thiên làm nhục Độc Cô gia như vậy, hôm nay còn có Thái Công gia nhìn vào, há có thể bỏ qua chuyện này như vậy. Hừ, Bắc Cung Vô Song hừ lạnh một tiếng, còn chưa nói ra thì đã bị Lục Lâm Thiên ngắt lời, hắn nói. Vô Song, để cho ta tới đi. Âm thanh vừa dứt, khóe miệng Lục Lâm Thiên nhếch lên. Một cước hung hắc đá cửu trưởng lão từ trong lòng đất ra. Phanh,
Cửu trưởng lão cứ như vậy để cho người ta đá lên cao mấy chục thước, lần nữa nện xuống mặt đất. Còn có ai muốn đối phó với ta thì lên đây đi. Lục Lâm Thiên tiến lên, thân thể đạp lên không trung, tiến lên. Còn có ta nữa. Lục Tâm Đồng quát lên một tiếng, thân ảnh xinh đẹp phá không lao tới. Đôi mắt xinh đẹp tràn ngập hàn ý nhìn không trung, hàn ý ngập trời lan tràn, sợi tóc bay múa, khói độc lan tràn, khí thức lạnh lẽo như băng khuếch tán, tựa như ác ma vậy. Ba huynh muội ta ở đây, cứ phóng ngựa tới, xem các ngươi có thể làm gì được ba huynh muội chúng ta. Trường bào màu xám trên người Dương Quá run lên, chân khẽ dậm, chân khí thuộc tính thổ tràn ra, gợn sóng trong không gian chấn động không ngớt. Ha ha! Lục Lâm Thiên nhìn qua đại ca Dương Quá và tam muội Lục Tâm Đồng ở bên cạnh, tiếng cười to từ trong miệng hắn vang lên. Trong tiếng cười tràn ngập hàn ý vô cùng, một cỗ sát ý vô hình khuếch tán. Dưới cỗ sát khí này, không trung hoàn toàn yên tĩnh, mà ngay cả không khí cũng giống như cứng lại. Ba huynh muội Lục gia chúng ta ở đây, ai dám đi lên chịu chết. Tiếng cười lan tràn giống như tiếng sấm vang vọng trong không gian. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đột nhiên trầm xuống. Hàn ý ngập trời trong mắt bắn ra, hàn ý lạnh lẽo thấu xương. Sát khí vô hình không thể nhìn thấy từ thân thể lan tràn ra chắc quanh. Ba huynh muội này không đơn giản a. Trong Thái Công gia, Bắc Cung gia, mọi người nhìn thấy ba huynh muội Lục Lâm Thiên, ánh mắt chúng cường giả không khỏi biến hóa. Sắc mặt Lục trưởng lão, Thất trưởng lão, Bát trưởng lão cùng với mấy người có tu vi tôn cấp bên cạnh không khỏi ngưng trọng. Thực lực của Lục Lâm Thiên và Lục Tâm Đồng bọn họ cũng đã nhìn thấy từ trước. Hừ, có chút thực lực thế nhưng còn chưa đủ tư cách hung hăng càn quấy trong Độc Cô gia chúng ta. Biết rõ ba huynh muội này khó dây vào, thế nhưng có cả Độc Cô gia sau lưng, mấy trưởng lão Độc Cô gia này cũng không e ngại, ánh mắt ngày càng âm hàn. Hôm nay kẻ nào dám cản ta, ta giết kẻ ấy. Độc Cô gia cũng không phải là ngoại lệ, ta muốn nhìn xem trong Độc Cô gia có ai không sợ chết hay không. Âm thanh của Lục Lâm Thiên quanh quẩn trên không trung, xen lẫn sát ý. Lục Lâm Thiên giận, Độc Cô gia này quả nhiên dùng trăm phương ngàn kế ngăn cản hắn đi vào, vậy thì cũng đừng trách hắn vô tình. Âm thanh rơi vào trong tai mỗi người giống như một cơn gió trong không gian. Người có thực lực thấp lúc này cảm thấy trong lòng đột nhiên lạnh lẽo, máu tươi như đông cứng lại. Bờ môi run run, tất cả mọi người đều bị cỗ sát khí kinh thiên động địa kia chấn nhiếp. Đây là Lục Lâm Thiên kia sao? Ánh mắt thiếu nữ mặc váy dài màu lam cùng với nam tử tuấn Mỹ run run. Sát khí thật khủng khiếp. Sắc mặt đám người Độc Cô gia không khỏi run rẩy. Dưới sát ý ngập trời lạnh thấu xương này khiến cho đám người Lục trưởng lão cũng bị chấn nhiếp. Còn có ta. Thân ảnh xinh đẹp của Bắc Cung Vô Song lóe lên, lăng không đáp xuống bên cạnh Lục Lâm Thiên. Đương nhiên không thể thiếu ta. Vân Hồng Lăng kêu lên một tiếng. Thân thể khiến cho người ta sôi máu cũng lập tức đi tới bên cạnh Lục Lâm Thiên. Thất trưởng lão, thông chi cường giả trong tộc tới đây. Trong mắt Lục trưởng lão tràn ngập hàn ý, thực lực của đám người Lục Lâm Thiên này cường hãn, rõ ràng chỉ bằng vào mấy người bọn họ khó có thể chống lại. Vâng. Sắc mặt thất trưởng lão biến hóa, thân ảnh lóe lên, lập tức định rời khỏi. Mặt mũi Độc Cô gia đều bị đám hỗn chứng các ngươi làm mất hết. Chẳng lẽ Độc Cô gia ngày nay đã lâm vào tình cảnh như vậy sao? Lúc này, hai con mắt đóng chặt của Nam Thúc mở ra. Dậm chân một cái, thân thể vô thanh vô tức xẹt qua không gian, khi vừa mới dứt lời thì thân hình đã xuất hiện trước mặt thất trưởng lão kia. Ồ! Cùng một lúc, Bắc Cung Chí, Thái Công Tố cùng với không ít cường giả của hai tộc nhìn Nam Thúc, sắc mặt đều có biến hóa. Phanh! Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, chỉ thấy Nam Thúc vung tay lên. Một bàn tay vỗ vào trên mặt thất trưởng lão kia, âm thanh thanh thúy lập tức vang vọng. Phốc phốc, trong miệng thất trưởng lão lập tức phun ra máu tươi cùng với mấy cái răng. Thân hình nặng nề từ trên không trung rơi xuống mặt đất. Đập vào mặt đất, sau đó nhanh chóng đứng lên. Trên mặt xuất hiện dấu vết một bàn tay đỏ rực, khóe miệng tràn ngập máu tươi. Mà lúc này thất trưởng lão đang dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Nam Thúc. Chỉ có hắn mới biết rõ. Vừa rồi linh lực trong cơ thể hắn hoàn toàn đình trệ, không có lực hoàn thủ. Một tát này cũng chỉ làm cho hắn bị thương ngoài da, cũng không có bất kỳ nội thương nào. Hít! Cảnh này khiến cho tất cả mọi người nghẹn họng, kinh hãi. Mà ngay cả Bắc Cung Vô Song cũng kinh ngạc nhìn Nam Thúc. Nàng cũng không biết thực lực của Nam Thúc lại mạnh như vậy.
Thiên Linh Đan Tôn, Linh Vũ Đại Đế. Trong đám người đứng xem, Vân Khiếu Thiên thì thào nói. Ánh mắt run rẩy, không ngờ cường giả bực này lại ra tay, vừa rồi thấy cường giả bực này cho nên hắn mới không quá sốt ruột. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, khóe miệng nở nụ cười, không ngờ Nam Thúc cũng không khách khí như vậy. Các hạ là người phương nào, nên biết người của Độc Cô gia chúng ta không phải là ai cũng có thể trêu chọc. Lục trưởng lão, Bát trưởng lão biến sắc, thực lực của mấy người này thực sự quá cường hãn. Ta trêu vào thì sao? Nam Thúc Lăng không đứng thẳng, bàn tay khẽ vung lên. Gợn sóng trong không gian lóe lên, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đột nhiên có hai đạo âm thanh thanh thúy vang vọng. Phanh phanh! Lục trưởng lão, Bát trưởng lão muốn chạy trốn, thế nhưng trong nháy mắt giống như bị cắt chân, căn bản không có cách nào chạy thoát. Trên mặt nhanh chóng xuất hiện một bàn tay đỏ rực. Phốc phốc! Dưới một cái tát này, hai người Lục trưởng lão, Bát trưởng lão lập tức phun ra máu tươi mang theo mấy cái răng. Thân hình giống như gặp trọng kích, dưới vô số ánh mắt sợ hãi của tộc nhân Độc Cô gia bay ngược về phía sau. Phanh phanh! Hai người nện thẳng xuống mặt đất, không có chút sức chống cự nào. Hít! Nhìn Lục trưởng lão, Bát trưởng lão bị đánh bay xuống mặt đất, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Người của Độc Cô gia thì đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt tràn ngập sự kinh hãi. Thực lực của ba người là tôn cấp ngũ trọng, tôn cấp ngũ trọng, tôn cấp lục trọng, là trưởng lão trong tộc. Thế nhưng không ngờ ngay cả một cái tát của lão giả này cũng không thể chống lại được. Ba người trực tiếp không có lực chống lại. Giữa không trung, một ít cường giả trong Thái Công gia, Bắc Cung gia đều nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng chấn động. Lão giả này rốt cuộc là người phương nào, không ngờ thực lực lại tới mức đáng sợ như vậy. Chỉ trong nháy mắt cả không trung hoàn toàn yên tĩnh, người Độc Cô gia cũng không dám lên tiếng. Tuyệt đối không phải là tôn cấp. Sắc mặt Bắc Cung Chí, Thái Công Tố khẽ biến đổi. Nam Thúc chính là Nam Thúc A, đây mới là cường giả. Trong lòng Lục Lâm Thiên lúc này cũng run lên, ba cái tát của Nam Thúc quả thực quá thoải mái, ba trưởng lão của Độc Cô gia giống như trẻ con trước mặt Nam Thúc. Dưới không trung, cùng với cửu trưởng lão toàn thân tràn ngập máu tươi, bốn trưởng lão của Độc Cô gia ngẩng đầu nhìn Nam Thúc, trong lòng rung động không nói nên lời. Bọn họ không ngờ bên người Lục Lâm Thiên lại có cường giả như vậy. Còn có ai dám lên không? Để xem ta có. Dám tát chết các ngươi hay không? Thân thể nhìn qua già nua của Nam Thúc Lăng không đứng trên không trung. Trong âm thanh tràn ngập khí thế báo đạo tuyệt luân. Các hạ thật lớn mật, Độc Cô gia chúng ta nhất định sẽ không chết không thôi với ngươi. Sau khi kinh hãi, đám người Lục trưởng lão lập tức giận dữ ngập trời, bọn họ chưa từng phải chịu nhục nhã như ngày hôm nay. Không chết không ngớt, chỉ bằng vào các ngươi mà đủ sao? Bốn người các ngươi cùng lên đi. Nam Thúc nhìn bốn người, trong mắt tràn ngập hàn ý, hoàn toàn không có đặt bốn người này vào trong mắt. Nghe thấy Nam Thúc nói vậy, bốn người này bình thường đều là người tâm khí cao ngạo không ai bì nổi, thế nhưng trước mặt thực lực tuyệt đối lại nhìn nhau, không có một ai dám tiếp tục mở miệng nói chuyện. Thế nào, các ngươi không dám sao? Vậy thì về sau bớt hung hăng càn quấy một chút đi. Đừng tưởng rằng Độc Cô gia là nhất, về sau kẹp cái đuôi lại. Làm người đi. Nam Thúc lạnh nhạt nói, ánh mắt quét qua bốn phía khiến cho 70-80 người Độc Cô gia không tự chủ được mà nhao nhao lui về phía sau. Trong lúc vô hình bị khí thế của Nam Thúc trấn nhiếp. Các hạ chắc hẳn cũng là tiền bối thành danh, ra tay với mấy tộc nhân thực lực không đủ của Độc Cô gia ta thì tính là bổn sự gì. Giữa không trung đột nhiên vang lên một âm thanh giận dữ, trầm thấp. Âm thanh vừa dứt, một lão giả mặc trường bào phá không nhảy ra. Toàn thân khí thế sắc bén, một cỗ thần hoàng khí lan tràn ra ngoài khiến cho linh hồn của tất cả mọi người trong không trung bị ảnh hưởng. Người này tuổi chừng hơn lục tuần, không tới thất tuần, mái tóc dài trắng xóa, ánh mắt như sao. Ánh mắt lúc này mang theo một cỗ hàn ý nhàn nhạt, thân ảnh xuất hiện lập tức nhìn về phía Nam Thúc. Mới chỉ là linh tôn thất trọng mà thôi. Lục Lâm Thiên nhếch miệng mang theo nụ cười lạnh lẽo. Người đến chỉ là một linh tôn thất trọng, không chịu nổi một tát của Nam Thúc. Các hạ là người phương nào, có dám báo danh hay không? Lão giả này nhìn Nam Thúc, khóe miệng tràn ngập hàn ý lạnh lẽo. Ánh mắt Nam Thúc khẽ đổi, nhìn vào lão giả này, đôi mắt mở đục lập lòe, nói. Nếu ta nhớ không sai có lẽ các hạ gọi là Độc Cô Trường Lộ A. Đúng vậy, rốt cuộc các hạ là người phương nào?
cho dù là cường giả thành danh mà diễu võ Dương Oai ở Độc Cô gia thì ta cũng sẽ cho ngươi phải hối hận. Lão giả này có chút kinh ngạc bởi vì Nam Thúc có thể biết rõ thân phận của hắn. Ánh mắt nhìn về phía Nam Thúc vô cùng nghi hoặc. Nam Thúc không trả lời Độc Cô Trường Lộ này, khóe miệng nhếch lên, nói. Độc Cô Trường Lộ, bây giờ ngươi đảm nhiệm chức vụ gì ở trong Độc Cô gia? Tại hạ bất tài, thân là ngũ trưởng lão của Độc Cô gia. Thân là trưởng lão của Độc Cô gia, Lục Lâm Thiên có được thiếp mời của Độc Cô gia thế nhưng lại không cho nó tiến vào. Trước mặt Bắc Cung gia tộc cùng với Thái Công gia tộc lại làm khó dễ vãn bối, dùng già lấn trẻ, lấy nhiều bắt nạt ít. Ngươi nói xem mặt mũi Độc Cô gia có phải đã bị các ngươi làm mất hết rồi hay không? Nam Thúc nhìn thẳng vào Độc Cô Trường Lộ rồi nói. Nghe vậy khuôn mặt Độc Cô Trường Lộ run lên, nhìn đám người bát trưởng lão, thất trưởng lão rồi hỏi. Có phải có chuyện như vậy hay không? Vương trưởng lão, thiếp mời Lục Lâm Thiên này chúng ta chưa từng phát ra, cho nên thiếp mời này chỉ là thứ Lục Lâm Thiên trộm được mà thôi. Thất trưởng lão ôm má, ngẩng đầu nói với Độc Cô Trường Lộ. Ánh mắt Độc Cô Trường Lộ khẽ đổi, khuôn mặt run rẩy một chút, nhìn Nam Thúc nói. Các hạ có nghe được không? Thiếp mời này là Lục Lâm Thiên trộm được, các ngươi đả thương. Phanh! Độc Cô Trường Lộ này còn chưa nói xong, trên mặt đột nhiên xuất hiện một dấu bàn tay, miệng phun ra máu tươi, thân thể nặng nề trực tiếp rơi xuống đất. Miệng chó phun đầy phân, thiếp mời của Độc Cô gia không phát, Lục Lâm Thiên còn có thể trộm rồi lại tới đây chui đầu vô dọ sao? Một đám hỗn trướng, mặt mũi Độc Cô gia đã bị mất hết trong tay đám người các ngươi. Có tin ngày hôm nay ta sẽ phế hết đám hỗn trướng các ngươi hay không? Nam Thúc lạnh lùng quát lên một tiếng, ánh mắt mang theo sự tức giận nhìn mấy người trưởng lão kia. Người của Bắc Cung gia, Thái Công nhìn về phía Nam Thúc không khỏi kinh ngạc, mặt mũi của Độc Cô gia quả thực đã mất hết. Các hạ quá cuồng vọng, đừng tưởng rằng Độc Cô gia ta không có người. Thân hình ngũ trưởng lão đập vào mặt đất, khóe miệng tràn ra tia máu, nhìn Nam Thúc trên không trung nói. Trong mắt tràn ngập sự kinh ngạc cùng với phẫn nộ. Ta cuồng vọng hay là các ngươi cuồng vọng, các ngươi chỉ đơn giản là không muốn Lục Lâm Thiên đi vào trong Độc Cô gia mà thôi. Bằng vào bốn người các ngươi sợ rằng còn không làm chủ được. Hàn ý trong mắt Nam Thúc tràn ra. Nghe thấy Nam Thúc nói vậy, trong trường, kể cả là Vân Dương Tông cùng với Thái Công gia tộc, Bắc Cung gia tộc ánh mắt cả đám người không khỏi biến hóa lần nữa, dường như trong chuyện này còn có một ít chuyện nào đó. Ngũ trưởng lão biến sắc, khuôn mặt run rẩy. Hắn có cảm giác ngữ khí người này có chút quen thuộc, hắn ngẩng đầu hỏi. Rốt cuộc các hạ là ai? Mấy trăm năm nay mọi người đều gọi ta là Thiên Linh Đan Tôn, hiện tại là Linh Vũ Đại Đế. Trường bào trên người Nam Thúc tung bay, thân thể già nua kia lúc này nhìn qua có chút cao ngất. Thiên Linh Đan Tôn, thì ra là hắn. Không ít ánh mắt nhìn về phía Nam Thúc, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Đám người Bắc Cung gia, Thái Công gia, Độc Cô gia tuyệt đối biết tới sự tồn tại của Thiên Linh Đan Tôn, lúc trước là một nhân vật cực kỳ phong vân. Mà bốn chữ Linh Vũ Đại Đế cuối cùng lại khiến cho mọi người khiếp sợ không thôi. Linh Vũ Đại Đế, đây chính là đế giả, Linh Vũ Đại Đế, Linh Vũ song tu thành Linh Vũ Đại Đế của Phi Linh Môn trong lời đồn sao. Đế giả a, hóa ra hắn là đế giả. Vô số ánh mắt run rẩy, hít sâu một hơi lạnh. Loại cấp độ giống như đế giả này coi như trong lục đại nhân hoàng tộc tuyệt đối cũng là tồn tại cường hãn. Đế giả, Linh Vũ Đại Đế. Đám người ngũ trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão hít sâu một hơi, cơ hồ tất cả tộc nhân Độc Cô gia đều rung động. Ai cũng thật không ngờ lúc này Lục Lâm Thiên tới Độc Cô gia lại mang theo đế giả trợ trận. Tính toán của bọn họ đã sôi hỏng bỏng không? Lục Lâm Thiên có đế giả trợ trận, muốn động vào Lục Lâm Thiên sợ rằng không có bất kỳ hy vọng nào. Cho dù cả Độc Cô gia muốn động vào đế giả cũng phải cân nhắc kỹ hậu quả. Ai? Nam Thúc nhìn không chung, nói. Về phần tên của ta, sợ rằng đã hơn 300 năm rồi không có ai nhắc tới. Nhớ rõ trước kia khi ta còn ở Độc Cô gia, tên của ta gọi là Độc Cô Ngạo Nam. Âm thanh sâu kín truyền ra, mà bốn chữ Độc Cô Ngạo Nam này. Rơi vào trong tai đám người Độc Cô gia, cả đám lập tức biến sắc. Âm thanh vừa dứt. Thủ ấn trong tay Nam Thúc biến hóa, lưu quang lóe lên, trên mặt xuất hiện một cái mặt nạ thần dị, thân hình trở nên cao ngất. Khuôn mặt già nua của Nam Thúc lập tức biến mất không thấy gì nữa. Một khuôn mặt cương nghị, trơn nhẵn hiện lên, bộ dáng chừng lục tuần,
khuôn mặt anh tuấn góc cạnh. Ánh mắt mờ đục kia lúc này trở nên đen nhánh mà thâm thúy, lộ ra khí tức khiến cho linh hồn của mọi người rung động. Mày kiếm dày đậm, sống mũi cao thẳng, cuồng ngạo mà cao quý. Thân thể cao ngất, trường bào trên người tung bay, bộ dáng này không có một điểm nào giống như trước kia, hoàn toàn chính là một người khác. Độc Cô Ngạo Nam, thì ra là hắn. Bắc Cung Chí, Thái Công Tố biến sắc, dường như đều đã nghe nói qua danh tự này. Mà lúc này nhìn thấy bộ dáng hiện tại của Nam Thúc, đám người ngũ trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão, bát trưởng lão, cửu trưởng lão biến sắc. Độc Cô Ngạo Nam, là hắn đã trở về. Thiên Linh Đan Tôn, Linh Vũ Đại Đế chính là Độc Cô Ngạo Nam. Hắn đã trở về. Mấy trưởng lão cùng với vài cường giả tôn cấp trên không trung nhìn nhau, sắc mặt rung động. Mà đối với đám người Độc Cô gia khác mà nói thì cái tên này lạ lẫm hơn một chút. Thế nhưng ánh mắt của mọi người đều đang biến hóa, dường như cũng đã nghe tới cái tên Độc Cô Ngạo Nam này. Độc Cô Ngạo Nam, chẳng lẽ trước kia ở Độc Cô gia? Toàn thân Lục Lâm Thiên run lên, mắt nhìn về phía Nam Thúc, ý niệm đầu tiên trong đầu hắn chính là Độc Cô Ngạo Nam, không, Nam Thúc chính là người của Độc Cô gia. Chẳng lẽ không có ai nhận ra ta? Chẳng lẽ ta cũng là giả? Nam Thúc nhàn nhạt đảo qua đám người Độc Cô gia đang kinh hãi. Bái kiến thành chủ. Sắc mặt ngũ trưởng lão biến hóa, rốt cuộc quỳ một chân xuống hành lễ. Bái kiến thành chủ. Lục trưởng lão, thất trưởng lão, cửu trưởng lão, bát trưởng lão lập tức quỳ một gối. Bọn họ chưa từng nghĩ tới tất cả mọi chuyện lại có thể biến hóa theo chiều hướng này. Là thành chủ trở về. Là thành chủ. Bái kiến thành chủ. Trên trăm người nằm trên mặt đất do bị đám người Lục Lâm Thiên, Lục Tâm Đồng, Dương Quá đánh ngã lúc này cùng với hơn chục đạo thân ảnh trên không trung quỳ một gối xuống mặt đất. Hai chữ thành chủ này bọn họ hiểu rõ nó đại biểu cho địa vị như thế nào. Con mẹ nó, lần này chơi lớn rồi. Lục Lâm Thiên đột nhiên biến sắc, ánh mắt run lên. Tất cả mọi chuyện khiến cho Lục Lâm Thiên nghẹn họng, hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của Lục Lâm Thiên. Thậm chí là ngay cả nằm mơ Lục Lâm Thiên cũng không ngờ Nam Thúc lại là người của Độc Cô gia, hơn nữa địa vị còn tuyệt đối không thấp, ngay cả trưởng lão Độc Cô gia nhìn thấy cũng phải hành lễ, khó trách Nam Thúc từng nói, muốn đi theo bảo vệ hắn một cái mạng. Vừa rồi hắn ra tay Nam Thúc cũng không ngăn cản, hóa ra Nam Thúc chính là người của Độc Cô gia. Lục Lâm Thiên còn nhớ rõ thời điểm ở trên trấn Thanh Vân, Nam Thúc đã từng nói qua Độc Cô gia bất phàm, thậm chí cũng biết Độc Cô gia phái người tới Lục gia. Thì ra là như vậy. Giờ phút này đám người Bắc Cung Vô Song, Vân Hồng Lăng, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Thiên Sĩ Tuyết Sư đều kinh ngạc, điều này vượt quá dự đoán của bọn họ. Vân Khiếu Thiên phía xa càng thêm kinh ngạc tới mức há hốc mồm. Thiên Linh Đan Tôn, Linh Vũ Đại Đế, không ngờ lại là người của Độc Cô gia. Hóa ra còn nhớ rõ ta, có cần tra rõ có phải thành chủ như ta trộm thiếp mời hay không? Nam Thúc nhìn thẳng về phía đám người ngũ trưởng lão. Trường bào tung bay, khí thế tràn ngập thiên địa uy áp lên người năm vị trưởng lão, khí thế bá đạo tuyệt luân. Sắc mặt ngũ trưởng lão dưới cỗ khí thức này tái nhợt, căn bản không dám nói nên lời. Ta quả thực muốn phế đám hỗn trướng các ngươi, còn không cút về cho ta. Nhớ rõ nói cho người sai các ngươi, cứ nói Lục Lâm Thiên là do ta mang tới, có cái gì thì quang minh chính đại tới. Thân là người Độc Cô gia đừng để cho người khác chế giễu mình. Nam Thúc quát lên một tiếng khiến cho thân thể ngũ trưởng lão run lên. Thành chủ, chuyện này. Ngũ trưởng lão nhìn tộc nhân Thái Công gia tộc cùng với Bắc Cung gia tộc trên không trung. Hiện tại còn quan tâm tới mặt mũi sao? Dù sao mặt mũi của Độc Cô gia cũng bị các ngươi làm mất hết rồi. Cút đi cho ta. Nam Thúc quát lạnh một tiếng, mấy trưởng lão nhìn nhau, vô cùng bất đắc dĩ. Trường bào tung bay, nhìn mấy trưởng lão này lui ra. Nam Thúc quay đầu về phía Bắc Cung Chí và Thái Công Tố, ôm quyền nói. Hai vị đại trưởng lão, đã lâu không gặp. Thiên Linh Đan Tôn Phong Vân Đại Lục năm đó hiện tại đã là Linh Vũ Đại Đế, không ngờ lại là Độc Cô Ngạo Nam của Độc Cô gia. Cái tên nhà ngươi quả thực khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn a. Bắc Cung Chí tiến lên, ôm quyền thi lễ. Có lẽ trước kia hắn không coi Độc Cô Ngạo Nam vào trong mắt, thế nhưng bây giờ tất cả đã không còn giống như khi trước. Ta cũng không ngờ Linh Vũ Đại Đế chính là ngươi, đã lâu không gặp. Thái Công Tố hạ thấp người thi lễ, nhìn Nam Thúc, ánh mắt thoáng biến đổi. Không ngờ vừa gặp mặt đã khiến cho hai vị chê cười rồi. Mời hai vị vào thành.
Nam Thúc giơ tay ra mời. Vậy quấy rầy rồi. Bắc Cung Chí gật đầu, thân ảnh nhảy lên, quay đầu ý bảo người của Bắc Cung ra vào thành. Lục Lâm Thiên, còn lo lắng cái gì? Còn không mau đi vào. Khi mọi người nhảy vào trong cấm chế, Nam Thúc nhìn Lục Lâm Thiên đang kinh ngạc lạnh nhạt nói. Đương nhiên là vào rồi. Lục Lâm Thiên miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại. Tất cả mọi chuyện quả thực quá mức rung động. Thần Hoàng Thành là một đại thành cổ xưa, khắp nơi đều là những tảng đá màu xanh. Cung điện cổ xưa, con đường bằng đá cổ xưa, tất cả đều toát ra khí tức tang thương. Cửa vào cấm chế đã hội tụ vô số thân ảnh, bên trong không thiếu cường giả vương cấp. Đại thành này vô cùng bao la, giống như một quốc gia nhỏ. Lục Lâm Thiên theo Nam Thúc bước vào trong cấm chế, nhìn về phía trước, trong mắt Lục Lâm Thiên tràn ngập sự kinh ngạc. Diện tích của Thần Hoàng Thành không nhỏ. Bái kiến thành chủ. Trong cấm chế, từng đạo thân ảnh quỳ xuống đất hành lễ. Tất cả mọi người đều đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài, thành chủ trở về, thành chủ rời khỏi Thần Hoàng Thành 300 năm đã trở về. Tất cả đứng lên đi, không cần đa lễ. Nam Thúc phất tay, ý bảo đứng lên, cách xa mấy trăm năm mới trở về, tâm tình cùng với lúc rời khỏi hoàn toàn không giống nhau. Người đâu, sắp xếp nơi đặt chân cho chư vị Bắc Cung gia. Nam Thúc nhẹ giọng ra lệnh. Vâng. Lập tức có mấy đệ tử Bắc Cung gia mặc khải giáp tiến lên, cung kính gật đầu. Lập tức dẫn đường cho đám người Bắc Cung gia. Lâm Thiên, thiếp đi trước một lát, lát nữa gặp lại. Bắc Cung Vô Song nói với Lục Lâm Thiên. Được, nàng đi đi, lát nữa gặp lại. Lục Lâm Thiên gật đầu nói, ánh mắt lại nhìn về phía mấy thanh niên trong Bắc Cung gia tộc, mấy người này luôn dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Thu hồi ánh mắt, nếu như có cơ. Hội Lục Lâm Thiên không ngại để cho mấy người kia nếm chút khổ sở. Nữ nhân của hắn há có thể để cho người khác động vào. Lục Lâm Thiên, các ngươi đi cùng người của Vân Dương Tông đi. Ta đi xử lý một chút chuyện. Nam Thúc nói. Một lát sau, trong đại sảnh của một đình viện có phong cách cổ xưa. Lục Lâm Thiên hành lễ với Vân Khiếu Thiên. Bái kiến nhạc phụ, Dương trưởng lão, đại hộ pháp. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, phiền toái đương nhiên không ít. Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Lâm Thiên nói. Không ngờ Thiên Linh Đan Tôn, Linh Vũ Đại Đế lại chính là Độc Cô Ngạo Nam của Độc Cô gia. Nhạc phụ, người đã từng nghe nói qua Nam Thúc sao? Lục Lâm Thiên hỏi. Đối với thân phận của Nam Thúc đương nhiên trong lòng hắn có chút hiếu kỳ. Ta nghe được một ít từ chỗ mẫu thân Hồng Lăng, lại nói hắn chính là đại bá của mẫu thân Hồng Lăng. Vân Khiếu Thiên mỉm cười nói. Hắn lại là thành chủ của Thần Hoàng Thành này, năm đó nếu không phải do một ít chuyện thì chức vị tộc trưởng sẽ không phải là của phụ thân Cảnh Văn mà là của hắn, Độc Cô Ngạo Nam. Địa vị lớn như vậy sao? Lục Lâm Thiên sững sờ, hắn không ngờ Nam Thúc lại có địa vị lớn như vậy. Chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên lần nữa cảm thấy bất ngờ. Hiện tại xem ra vị thành chủ Độc Cô Ngạo Nam này mới chính thức là sư phụ của ngươi a. Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Lâm Thiên nói. Linh Vũ Đại Đế, Linh Vũ Song Tu, Lục Lâm Thiên cũng là như vậy, không khó nhận ra người này mới chính thức là ân sư của Lục Lâm Thiên. Mỗi một vị sư phụ của tiểu tế đều là sư phụ chân chính. Bọn họ đều dạy bảo qua tiểu tế, thiếu một ai tiểu tế cũng không có được như bây giờ. Lục Lâm Thiên nói, không nói tới chuyện này nữa, lần này ngươi tới đây phải chú ý một chút, chuyện Cảnh Văn cùng với ngươi ta cũng biết rõ một ít, Hồng Lăng cũng không phản đối thì ta sẽ không phản đối. Lần này đến đây cũng đã chứng minh cho tâm ý của ngươi. Bất quá ta phải nói cho ngươi biết, ta là phụ thân của Hồng Lăng cũng không hy vọng sau này ngươi khiến nó chịu ủy khuất. Vân Khiếu Thiên nghiêm mặt nhìn Lục Lâm Thiên nói, tiểu tế nhất định sẽ không để cho Hồng Lăng chịu ủy khuất. Mặc dù tiểu tế có năm ba hồng nhan, thế những mỗi một người trong lòng tiểu tế đều là độc nhất vô nhị, thiếu ai cũng không được. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Chuyện này cũng không trách ngươi. Ta cũng biết ngươi không phải là loại người lỗ mãng, chỉ là quá mức gây chú ý cho nên sẽ khiến cho nữ tử khác chú ý. Không ngờ ngay cả tâm tư của nha đầu Cảnh Văn kia cũng đặt trên người ngươi. Thật sự là một tiểu tử tốt số. Vân Khiếu Thiên khẽ thở dài, dùng ánh mắt của hắn. Lâu như vậy hắn cũng biết thái độ làm người của Lục Lâm Thiên. Thời gian đều dành cho việc tu luyện, cũng không phải là hạng người lỗ mãng. Chỉ là quá mức nổi bật, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Lục Lâm Thiên khẽ cười khổ, lời này quả thực đang khoa trương hắn.
chuyện ngươi cùng Cảnh Văn sợ rằng Độc Cô gia tộc sẽ không đồng ý. Cảnh Văn sắp được phong là thần nữ, Độc Cô gia tuyệt đối sẽ không đồng ý quan hệ giữa ngươi và Cảnh Văn. Mẫu thân Hồng Lăng năm đó chỉ có thần hoàng khí địa cấp mà thôi, thế mà Độc Cô gia đã kiên quyết phản đối rồi. Về sau trải qua dàn xếp giữa tiền bối trong Vân Dương Tông và trong tộc, mọi chuyện mới ngừng lại chút. Mà sau khi mẫu thân Hồng Lăng sinh hạ Hồng Lăng lại qua đời, cho nên Độc Cô gia mới không nói gì nữa. Còn không, chuyện không chỉ dừng ở đó. Vân Khiếu Thiên nói, một khi đã tới thì tiểu tế cũng chỉ có thể cố hết sức. Lục Lâm Thiên nhíu mày, bất kể như thế nào hắn cũng phải toàn lực ứng phó. Có lẽ nam thúc của ngươi sẽ có một ít biện pháp. Bất quá ta đoán sợ rằng biện pháp cũng không nhiều. Nghe nói nam thúc ngươi ban đầu ở Độc Cô gia có thân phận không thấp, thế nhưng địa vị cũng không phải rất cao. Tuy rằng hiện tại không giống như khi trước, sợ rằng cũng khó có thể thúc đẩy được việc này. Vân Khiếu Thiên nói, đi một bước tính toán một bước vậy. Lục Lâm Thiên nói, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Lâm Thiên, dò xét khí tức trên người Lục Lâm Thiên nói. Mấy năm nay tiểu tử ngươi lăn lộn ở nơi nào, thực lực dường như được đề cao không ít a. Tiểu tế chỉ tiến bộ một chút mà thôi. Lục Lâm Thiên khẽ mỉm cười nói. Vân Khiếu Thiên liếc nhìn Lục Lâm Thiên nói. Lúc này Lục đại nhân hoàng tộc tề tụ, thế hệ trẻ tuổi trong các hoàng tộc cũng sẽ hội tụ lại, đều là người bất phàm, không phải người bình thường có thể so sánh. Ngươi nên lưu ý một chút, nếu như ngươi so sánh với bọn họ thì như thế nào? Lục Lâm Thiên không nói gì mà chỉ cười nhạt một tiếng. Đám người trẻ tuổi của Thái Công gia tộc, Bắc Cung gia tộc hắn đã nhìn thấy. Quả thực đều là người bất phàm, không phải đám người bình thường bên ngoài có thể so sánh. Lục Lâm Thiên ngẫm lại, tạm thời cũng chỉ có Nguyên Nhược Lan, Lăng Thanh Tuyền cùng với Tử Yên là có thể so sánh được với bọn họ. Sợ rằng ngay cả Lam Thập Tam, Đạm Đài Tuyết Vi cũng phải thua kém một chút. Đương nhiên Lục Lâm Thiên cũng không nói hiện tại đại ca Dương quá, còn có Lục Tâm Đồng thua kém hơn đám người Lục đại nhân hoàng tộc này. Được rồi, đi cùng Hồng Lăng đi. Nhà đầu này mỗi ngày đều nhớ tới ngươi. Vân Khiếu Thiên nói. Tiểu tế xin cáo lui. Lục Lâm Thiên nói, trong lòng nghĩ tới nhà đầu Vân Hồng Lăng. Một lát sau, trong đình viện phong cách cổ xưa được bố trí cực kỳ tinh xảo, Lục Lâm Thiên đi tới gian phòng, Lục Tâm Đồng thức thời nháy mắt với ca ca mấy cái rồi rời khỏi đình viện. Hóa ra mấy năm nay chàng chạy tới Tổ Yêu Lâm và Linh Hoàng Nhai. Mắt nhìn Lục Lâm Thiên, Vân Hồng Lăng lập tức nhào vào LNG ngực quen thuộc kia. Cho ta xem nào, dường như so với trước kia còn xinh đẹp hơn. Lục Lâm Thiên nâng khuôn mặt tinh xảo này lên, khẽ mỉm cười nói. Thật sao? Vân Hồng Lăng mỉm cười, nữ nhân dù sao vẫn thích được khen, khuôn mặt tươi rói như hoa. Nhìn nữ tử đang tươi cười như hoa, Lục Lâm Thiên cúi đầu, môi đặt vào đôi môi đỏ mọng mà mê người kia. Trong chớp mắt thân thể mềm mại của Vân Hồng Lăng run lên, hai tay ôm lấy cổ Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên không chút kiêng nể hôn Vân Hồng Lăng, đầu lưỡi giống như một con rắn nhỏ mở bờ môi hồng, tách hàm răng trắng nõn, lập tức đây dưa cùng với một cái lưỡi thơm tho bên trong. Tiểu biệt thắng tân hôn, bờ môi hai người giống như hạn hán lâu ngày gặp được mưa rào, không ngừng hôn nhau, biểu lộ khát vọng trong lòng. Tay Lục Lâm Thiên bắt đầu di động, hai tay xoa nắn thân thể mềm mại. Lửa nóng xuất hiện, muốn có động tác kế tiếp. Lâm Thiên không được, đây là thần hoàng thành, có người tới thì làm sao bây giờ? Môi Vân Hồng Lăng bị chặn, nói chuyện cũng đứt quãng, hô hấp dồn dập, cái lưỡi thơm tho trong miệng vẫn đang không ngừng đáp lại Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên không nói gì, lúc này hắn đâu còn có thể nhịn được, thủ ấn được kết. Một đạo cấm, chế được bố trí, tiếp đó ôm lấy nữ tử trước mặt vào lòng, trực tiếp đặt lên giường. Một cái giường có phong cách cổ xưa. Vân Hồng Lăng trừng mắt nhìn nam tử áo xanh trước mắt, nhìn qua cấm chế bên ngoài, trong mắt lại có chút chờ mong. Lập tức nàng nhìn thấy thân ảnh kia đè lên người mình, một cảm giác quen thuộc lần nữa xuất hiện trong môi nàng. Hai tay Lục Lâm Thiên không ngừng chạy trên thân thể mềm mại kia, vuốt ve cấm địa trước ngực. Máu trong cơ thể đã sớm sôi trào, trong lòng nóng như lửa đốt. Đầu lưỡi hai người còn đang dây dưa với nhau. Dưới sự upsilon bực này Vân Hồng Lăng cơ hồ tê liệt ngã xuống giường, mặc kệ Lục Lâm Thiên muốn làm gì thì làm, không có chút sức lực phản kháng. Trên giường, hô hấp hai người ngày càng dồn dập, Lục Lâm Thiên rốt cuộc tiến vào trang phục, cảm nhận eo thon rắn chắc cùng với bờ mông đầy đặn, đụng vào da thịt trắng nõn dưới đùi,
bàn tay tùy ý xoa nắn làn da bóng loáng, thưởng thức sự mềm mại cùng co giãn. Vân Hồng Lăng thở gấp liên tục, khẽ oằn mình, trong vô thức phối hợp với ma trưởng của Lục Lâm Thiên. Một lát sau, thân thể mềm mại, lung linh của Vân Hồng Lăng xuất hiện trong mắt Lục Lâm Thiên, thân thể lung linh, mềm mại như đang đợi cuồng phong bạo vũ tới. Giờ phút này rốt cuộc Lục Lâm Thiên đã không có cách nào có thể nhịn được. Siêu! Độc Long ngẩng đầu tiến vào, lấp đầy cấm địa. Tiểu thư! Ngoài đình viện tinh xảo, Độc Cô Băng Lan lo lắng xông vào đình viện. Sao rồi? Độc Cô Cảnh Văn đi ra, nhìn Độc Cô Băng Lan rồi hỏi. Độc Cô Băng Lan thở một hơi, nói. Tiểu thư, vừa mới nhận được tin tức Lâm Thiên đến Thần Hoàng Thành, gặp Lục trưởng lão, Thất trưởng lão, Bát trưởng lão, Cửu trưởng lão, bị bọn họ vây công. Bọn họ coi thường ta như vậy sao? Độc Cô Cảnh Văn biến sắc, trong mắt tràn ngập hàn ý. Lạnh lùng quát một tiếng, thân ảnh xinh đẹp lập tức biến mất tại chỗ. Tiểu thư, người hãy nghe ta nói hết đã. Độc Cô Băng Lan biến sắc, lập tức đuổi theo. Đại chiến trong phòng không biết kéo dài bao lâu, lúc này mới lặng lẽ rút quân. Thân thể Vân Hồng Lăng giống như con rắn nhỏ dính sát vào trong LNG ngực rắn chắc kia. Mười ngón tay không ngừng vuốt ve LNG ngự, trong mắt hiện lên sự thỏa mãn. Hai gia hỏa, không biết để ý tới người khác sao? Ta có thể vào được không? Ngoài phòng, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Vô Song tỷ. Vân Hồng Lăng lập tức run lên, hung hăng trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, đột nhiên tay nắm lấy Độc Long đang nghỉ ngơi, nói. Đều là ngươi gây ra, không nhịn được chút nào. Dứt lời, Vân Hồng Lăng vội vàng từ trên giường nhảy xuống, mặc y phục. Tại sao lại là tại ta? Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ cười cười. Một lát sau cấm chế mở ra, bên ngoài cấm chế là thân ảnh xinh đẹp của Bắc Cung Vô Song. Váy dài bồng bềnh, đẹp tới tận cùng giống như tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian. Vô Song tỷ. Vân Hồng Lăng có chút ngại ngùng, khuôn mặt đỏ ửng, dịu dàng đi tới bên người Bắc Cung Vô Song, giống như bị người khác nắm thóp. Nhà đầu nhà muội, sao lại ngại ngùng như vậy? Bắc Cung Vô Song kéo tay Vân Hồng Lăng đi vào trong phòng, miệng nở nụ cười thản nhiên. Đều là do chàng. Vân Hồng Lăng trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên cười khổ, cúi đầu nói với Bắc Cung Vô Song. Vô Song, nàng tới tham gia lễ mở thần điện của Lục Đại Nhân Hoàng tộc sao? Huynh cũng biết việc này sao? Bắc Cung Vô Song gật đầu. Hiện tại muội là thần nữ Bắc Cung gia tộc, lần này 6 đại nhân hoàng tộc đều xuất hiện người có thiên phú hoàng khí thiên cấp, cho nên cần mở ra thần điện. Hôm nay huynh nhìn thấy nữ tử mặc áo lam nhạt của Thái Công gia không? Lục Lâm Thiên nghĩ nghĩ, tựa hồ có ấn tượng, khẽ gật đầu nói. Có thấy. Đó chính là thần nữ Thái Công gia tộc Thái Công Tĩnh Nhiễm, thủy hoàng khí thiên cấp. Bắc Cung Vô Song nói. Thái Công Tĩnh Nhiễm. Lục Lâm Thiên nhíu mày, 6 đại nhân hoàng tộc thật làm người hâm mộ, sinh ra một hậu bối đã có thiên phú hơn người, mà người có thiên phú tốt bên ngoài cũng không biết cần cố gắng bao nhiêu, nhưng vẫn không lấy được thiên phú bẩm sinh của 6 đại nhân hoàng tộc. A. À, còn đang suy tư, Lục Lâm Thiên chợt hét thảm một tiếng, trên đùi truyền tới đau đớn khiến cho hắn nhảy dựng lên. Huynh nghĩ gì thế, hay là đang nhớ vẻ xinh đẹp của Thái Công Tĩnh Nhiễm? Vân Hồng Lăng hừ khẽ một tiếng, rất rõ ràng người vừa xuống tay chính là nàng. Nàng làm sao xinh đẹp bằng muội a? Lục Lâm Thiên vuốt đùi cười khổ, cô nàng này đúng là bình giấm chua, cũng may Lữ Tiểu Linh vắng mặt không có ở đây. Vậy thì còn được. Vân Hồng Lăng hài lòng mỉm cười, lập tức lôi kéo Bắc Cung Vô Song, ánh mắt tò mò hỏi. Vô Song tỷ, mấy năm nay tỷ thế nào rồi? Tỷ rất tốt, cũng đã được gặp cha. Bắc Cung Vô Song kéo mọi người ngồi xuống tán gẫu chuyện xảy ra mấy năm nay, kỳ thật cũng không có gì, sau khi nhận được truyền thừa nàng vẫn một mực tu luyện, mà Bắc Cung gia tộc cũng có mạng lưới tin tức của mình, những chuyện bên ngoài đặc biệt là chuyện của Phi Linh Môn, Bắc Cung Vô Song cực kỳ rõ ràng. Vô Song, vậy hiện tại tu vi của muội tới đâu rồi? Lục Lâm Thiên hỏi. Vừa đột phá Vũ Tôn lục trọng không lâu. Bắc Cung Vô Song khẽ cười. Mạnh như vậy à? Lục Lâm Thiên có chút kinh ngạc, hắn tu luyện miệt mài cũng chỉ đột phá tới Vũ Tôn lục trọng mà thôi, không nghĩ tới nàng lại đột phá nhanh như vậy. Lục Lâm Thiên cảm thán, 6 nhân hoàng tộc thật sự làm người hâm mộ, người bên ngoài có mấy ai có thể so sánh. Vô Song, tu vi những hoàng tộc khác như thế nào?
Lục Lâm Thiên tò mò hỏi. Bắc Cung Vô Song nói. Tu vi của họ muội không rõ lắm, nhưng phỏng chừng sấp xỉ Bắc Cung gia tộc đi, dựa theo vài người thực lực nổi bật trong Bắc Cung gia tộc mà nói, đều từ tôn cấp ngũ trọng lục trọng trở lên. Đều mạnh như vậy hay sao? Lục Lâm Thiên có chút cảm thán, ở bên ngoài, Vân Dương Tông Khuất Đao Tuyệt cùng Lăng Phong bọn họ đều là người nổi bật, nhưng so sánh với giới trẻ tuổi Bắc Cung gia tộc, có thể nói là cách biệt một trời, đương nhiên Nguyên Nhược Lan, Lăng Thanh Tuyệt, Lăng Thanh Tuyền, Tử Yên bọn họ đều ngoại lệ. Trong sáu hoàng tộc, nhiều ít có chút bí pháp cùng thủ đoạn, thực lực mạnh hơn cấp độ tu vi, nếu huynh gặp phải cần chú ý một chút. Bắc Cung Vô Song nhìn Lục Lâm Thiên, mặc dù biết hắn bất phàm, nhưng người của sáu hoàng tộc thật không tầm thường, có thể xem là người mạnh nhất giới trẻ tuổi trên đại lục. Lục Lâm Thiên cười cười, nếu như có cơ hội, hắn cũng muốn xem một chút. Lâm Thiên, theo muội được biết, hiện tại cảnh văn đạt tới thần hoàng khí thiên cấp, lần này cũng được phong làm thần nữ, dựa theo quy củ các hoàng tộc, chỉ sợ giữa huynh cùng cảnh văn sẽ có không ít phiền toái. Bắc Cung Vô Song nói, huynh có tính toán gì hay không? Độc Cô gia tộc sao, nhất định phải xông vào. Lục Lâm Thiên nhíu mày nói. Phải phải, muội ủng hộ huynh, còn có cảnh văn cũng đứng bên cạnh huynh. Bắc Cung Vô Song mỉm cười nói. Mặc dù thực lực của muội không giúp được huynh chuyện gì, nhưng cũng ủng hộ huynh. Vân Hồng Lăng nói. Lục Lâm Thiên nhìn hai nàng, trong lòng ấm áp, nói. Vô Song, Hồng Lăng, cảm ơn hai muội. Nhưng ngoại trừ cảnh văn biểu tỷ, nếu huynh còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt, muội sẽ không để yên, đừng trách muội không khách khí. Vân Hồng Lăng trừng mắt nói. Đúng vậy, lần này muội cũng ủng hộ Hồng Lăng. Bắc Cung Vô Song mỉm cười hùa theo. Lục Lâm Thiên thè lưỡi, làm mặt khổ sở. Ta làm sao dám a? Ca ca. Âm thanh Lục Tâm Đồng truyền tới, thân ảnh chợt lóe vào phòng, nhìn thấy ca ca đang ôm hai tẩu tử, lập tức nhắm tịt mắt. Tâm Đồng, đã xinh đẹp như vậy rồi sao? Bắc Cung Vô Song mỉm cười đi tới bên cạnh Lục Tâm Đồng. Vẫn là Vô Song tỷ xinh đẹp thôi. Lục Tâm Đồng thẹn thùng, lập tức nhớ tới chuyện gì, nói. Ca ca, Nam Thúc phái người gọi huynh đi qua gặp Thúc. Nam Thúc, Lục Lâm Thiên nhướng mày, liền lên tiếng hỏi, sau đó ra khỏi phòng. Bên ngoài thần hoàng thành, không gian xung quanh đột nhiên chớp lên, hơn 10 đạo lưu quang cấp tốc bay tới. Từng thân ảnh mang theo chân khí dao động kinh người rơi xuống. Đi đầu bên trái là một lão giả già nua, thân mặc hoàng y, mắt lóe tinh quang, mặc dù không cảm giác được chân khí nhưng làm người ta không dám khinh thường. Đi bên cạnh lão giả có vài thanh niên nam nữ, một thanh niên 28-29, thân hình cao ngất, mắt to mũi cao, thân mặc hoàng bào thêu hoa văn cự mãng, chân khí dày trọng, ánh mắt hiện lên khí chất ngạo nghễ. Thác Bạt hoàng tộc bái phỏng. Một thân ảnh nhảy lên cao hướng không trung hô, âm thanh xuyên thấu không gian phá không truyền ra. Ha ha, Thác Bạt đỉnh, người tới sớm a. Sau lưng nhóm người có âm thanh già nua truyền tới, quanh quẩn khắp cả không gian. Hoàng y lão giả quay đầu thản nhiên nói. Chuyên tôn kiền nhũng, người còn chưa chết sao? Thác Bạt đỉnh, mồm quạ đen, người còn chưa chết sao ta có thể chết? Âm thanh già nua vừa dứt, một thân ảnh màu đỏ nhạt hiện ra. Lão giả khoảng 70 tuổi, thân hình thô lỗ, đôi mắt sáng ngời. Mười mấy thân ảnh lập tức rơi xuống bên người lão giả, chân khí cấp tốc kéo lên như muốn bốc cháy, không gian xung quanh nhuộm thành lửa đỏ. Phía trước có một thanh niên mặc hồng bào, quần áo như lửa, trên áo thêu dị thú miệng phun hỏa diễm dữ tợn, thân hình rắn chắc cường tráng, khí chất bất phàm. Hai phương vô hình tương đối, như muốn tranh thế cao thấp, khí tức không ngừng giằng co. Xin mời chư vị cường giả Thác Bạt tộc cùng chuyên tôn tộc. Cấm chế mở ra, người độc cô gia xuất hiện. Ha ha, chúng ta vào đi thôi. Hai lão giả cười ha hả, lúc này mới thu liếm khí tức. Bên trong dãy núi liên miên, vách núi thẳng đứng, cây cối sum xuê, nơi nơi một mảnh sinh cơ, gió nhẹ thổi qua mang theo hương hoa thoang thoảng. Bên dưới chân núi, vài thân ảnh chợt lóe, vài đạo lưu quang nháy mắt xuất hiện bên ngoài một sơn động trên núi. Nhóm thanh niên khí chất bất phàm, người đi đầu cao hơn 1m85, quần áo bó sát, khuôn mặt tuấn lãng, đôi mắt đen nhánh làm người không dám đối diện. Đại ca, Lục Lâm Thiên tới rồi. Thanh niên nhìn vào sơn động nói. Ồ, Lục Lâm Thiên đã tới sao, hẳn là bị cửu trưởng lão bát trưởng lão giải quyết rồi,
một tôm tép nhãi nhép ngoại giới, cũng không có gì. Một thanh niên từ trong sơn động đi ra, khuôn mặt có chút tuấn lãng, trường bào màu xám, khí chất có chút thanh nhã. Đại ca, người đã đoán sai, Lục Lâm Thiên không đem Độc Cô gia tộc để trong mắt, ngang nhiên làm nhục Lục trưởng lão, Thất trưởng lão, Bát trưởng lão, còn đem Cửu trưởng lão dẫm dưới chân, tam huynh muội Lục gia đánh trọng thương trên trăm hộ pháp của chúng ta, cuồng ngạo tới cực điểm. Ánh mắt thanh niên hoa phục hiện lãnh ý, tức giận nói. Thanh niên áo xám nói. Trường không, thật có chuyện này hay sao? Thống soái, xác thực, Lục Lâm Thiên quá kiêu ngạo, còn làm nhục Độc Cô gia tộc ngay trước mặt Thái Công gia tộc cùng Bắc Cung gia tộc. Vài thanh niên bên cạnh vội nói, vẻ mặt tức giận. Giỏi cho dã tiểu tử, không đem Độc Cô gia tộc đặt trong mắt sao? Ánh mắt thanh niên hiện hàn ý, thở mạnh một hơi nói. Trường không, vậy bây giờ thế nào, chẳng lẽ trưởng lão hội buông tha dã tiểu tử kia? Đại ca, ta đang muốn nói việc này đây, thành chủ đã trở lại, lần này Lục Lâm Thiên đi cùng thành chủ trở về. Ánh mắt thanh niên hoa phục chợt lóe, nhắc tới thành chủ cũng có vẻ băn khoăn. Thành chủ gì? Thanh niên áo cho có chút biến hóa, nói. Chẳng lẽ là thành chủ thần Hoàng Thành đã trở lại sao? Đúng vậy, là Thiên Linh Đan Tôn. Linh Vũ Đại Đế của Phi Linh Môn, kỳ thật chính là thành chủ thần Hoàng Thành của Độc Cô gia tộc, Độc Cô Ngạo Nam. Thanh niên hoa phục nói, là do thành chủ mang theo Lục Lâm Thiên trở về. Thật sự đột phá thành đế sao? Theo ta được biết, thần hoàng khí của hắn. Ánh mắt thanh niên áo cho chớp động không ngừng. Thanh niên hoa phục nói, hẳn là như thế, ngũ trưởng lão cũng không phải đối thủ, bởi vì việc của Lục Lâm Thiên, thành chủ nổi trận lôi đình. Đã giáo huấn đám người ngũ trưởng lão. Hừ, thanh niên áo cho âm trầm. Khó trách dám tới Độc Cô gia tộc, nguyên lai có thành chủ bảo hộ. Lục Lâm Thiên tính là vật gì, hắn há có tư cách nhúng chàm cảnh văn tiểu thư. Lục Lâm Thiên không đem Độc Cô gia tộc để vào trong mắt, làm nhục chúng ta, sau này chúng ta làm sao còn đi ra ngoài gặp người, đều do thành chủ bảo vệ hắn. Ta xem, chúng ta ra tay âm thầm giết Lục Lâm Thiên. Thành chủ chẳng lẽ còn làm gì chúng ta sao? Mấy thanh niên sôi nổi nghị luận, sát ý lan tràn. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ, mặc dù Lục Lâm Thiên đánh đám người Lục trưởng lão, nhưng có thành chủ ở đây, hơn phân nửa cũng không làm gì được hắn. Thanh niên hoa phục trầm giọng nói. Còn có cảnh văn, Lục Lâm Thiên là thứ gì, hắn lại có tư cách gì? Đúng rồi, chỉ có thống lĩnh mới xứng đôi với cảnh văn tiểu thư. Ngay cả chúng ta cũng không nói gì hơn, nhưng Lục Lâm Thiên có thân phận gì, các trưởng lão quá băn khoăn nên không ra tay, nhưng chúng ta không đồng ý. Hay là chúng ta động thủ trực tiếp đánh chết hắn là tốt rồi. Đại ca, người nói đi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ phải buông tha Lục Lâm Thiên sao, tùy ý hắn xông vào Độc Cô gia tộc? Thanh niên hoa phục hỏi. Hắn cho rằng Độc Cô gia tộc có thể tùy tiện xông vào hay sao? Hắn cũng không tư cách nhúng chàm cảnh văn. Ánh mắt thanh niên áo cho âm trầm, nói. Trường không, lần này nghênh đón các đại hoàng tộc đi vào, đều do thần hoàng đoàn chúng ta làm sao? Không tệ, đều do chúng ta an bài. Thanh niên hoa phục gật đầu nói. Trường phàm đâu? Thanh niên áo cho hỏi. Nhị ca còn đang bế quan, nói tới lúc sẽ xuất quan. Nếu đã như vậy, ánh mắt thanh niên áo cho chớp lên, nói. Nếu Lục Lâm Thiên là do thành chủ mang tới, trường không, ngươi đại biểu thần hoàng đoàn bái kiến thành chủ, việc nghênh đón các đại hoàng tộc vào thành ngươi cũng tự mình đi làm đi, thuận. Tiện thử xem Lục Lâm Thiên có tư cách tiến vào Độc Cô gia hay không. Ta hiểu, giao cho ta đi, có ta đi hắn làm sao có tư cách đi vào, hắn tính là vật gì. Thanh niên hoa phục híp mắt nói. Bên trong một cung điện phong cách cổ xưa, mặt đất trải đầy thanh thạch, lộ ra dấu vết loang lổ. Cổ thụ tường cao, tang thương nói không nên lời, đi tới nơi này nhất thời làm lòng người có cảm giác cực kỳ an bình. Bên trong sảnh, bề ngoài già nua của Nam Thúc đã biến mất, tuy vẫn bộ dáng 60, nhưng khuôn mặt lãnh tuấn, ánh mắt thâm thúy, lộ ra sâu thẳm làm linh hồn người rung động. Nam Thúc, đệ tử đã tới. Lục Lâm Thiên đi vào thiên sảnh liền hành lễ, nhìn thấy thân hình cao ngất của Nam Thúc, ánh mắt hắn vẫn còn có chút kinh ngạc. Đây mới là bộ dáng thật sự của ta, ngồi đi. Nam Thúc nói. Nam Thúc, thật không nghĩ tới ngươi lại là người của Độc Cô gia tộc. Lục Lâm Thiên ngồi xuống nói.
trong 300 năm gần đây, ta cũng đã quên ta là người của Độc Cô gia tộc. Độc Cô Ngạo Nam nói. Có phải hiện tại có một số việc thật sự làm ngươi tò mò? Lục Lâm Thiên gật đầu. Độc Cô Ngạo Nam có chút do dự, nói. Biết vì sao ta phải cùng ngươi trở về không? Bởi vì chuyện của tiểu tử cùng Cảnh Văn. Lục Lâm Thiên đáp. Đây chỉ là một phần. Độc Cô Ngạo Nam chậm rãi nói. Mặt khác là vì chính mình. Chẳng lẽ Nam Thúc còn có chuyện muốn làm? Hơn 300 năm trước, ta chính là trưởng tử của dòng chính trực hệ Độc Cô gia tộc, cũng chính là thân ca của cha Độc Cô Cảnh Văn. Nếu nói như vậy, Nam Thúc, Thúc còn là đại bá của Cảnh Văn. Lục Lâm Thiên cũng không thấy kinh ngạc, Vân Tiếu Thiên từng nói qua, Nam Thúc là cậu của Vân Hồng Lăng. Nếu tính ra chính là như thế. Độc Cô Ngạo Nam gật đầu. Chỉ tiếc sau khi ta sinh ra không bao lâu, bị kiểm tra không có thần hoàng khí, không khác gì người thường. Sao lại như thế? Lục Lâm Thiên ngạc nhiên hỏi. Sau này cường giả trong tộc mới tìm ra nguyên nhân. Độc Cô Ngạo Nam nói. Mẫu thân của ta là người thuộc dòng chi Độc Cô gia tộc, cho nên ta không có thần hoàng khí, nhưng trên người dù sao cũng lưu máu huyết của Độc Cô gia tộc, từ nhỏ thiên phú tu luyện linh lực thật tốt. Nam Thúc, nếu vậy cha của Cảnh Văn cũng không có thần hoàng khí hay sao? Lục Lâm Thiên nghi hoặc hỏi. Ta cùng tộc trưởng Độc Cô Chí Minh không phải thân huynh đệ, mặc dù ta tu luyện linh lực rất nhanh, nhưng không có thần hoàng khí, vì vậy bị trong tộc đối đãi thế nào có thể biết, trong Độc Cô gia không ít người tu luyện linh lực, mà quan trọng nhất là thần hoàng khí, trong khi ta là trưởng tử, nhưng lại không có chút nào. Bởi vì ta, mẫu thân của ta gặp phải thật nhiều áp lực, về sau dù ta liều mạng tu luyện tới tôn cấp, vẫn không thể làm mẫu thân ngẩng đầu lên, thậm chí người trong tộc còn muốn phụ thân ta tái giá, có người bắt đầu dụ dỗ mẫu thân ta rời khỏi Độc Cô gia. Cuối cùng mẫu thân ta không chịu nổi áp lực đã tự kết thúc tính mạng của mình. Nam Thúc nói tới đây, ánh mắt toát ra lạnh ý, siết chặt nắm tay, hàn khí lan tràn. Nam Thúc, Lục Lâm Thiên nhẹ giọng hô. Hô, Độc Cô Ngạo Nam cảm giác được mình thất thố, thở sâu một hơi, nói. Sự tình năm đó cũng đã qua, có lẽ trong tộc cảm thấy thật có lỗi với mẫu thân ta, lại bởi vì ta là trưởng tử, có lẽ bởi vì muốn đuổi ta đi. Cho nên cho ta làm thành chủ thần hoàng thành, quản lý toàn bộ tộc nhân dòng bên, trên danh nghĩa địa vị cũng như tộc trưởng, vì thế ta trở thành thành chủ thần hoàng thành, không bao lâu sau phụ thân lại cưới người trong dòng chính gia tộc. Tất cả chuyện này bởi vì thần hoàng khí, luôn cho rằng không có thần hoàng khí thì không thể đặt chân lên đỉnh, chẳng lẽ thật là thế sao, ta thật sự không tin, vì mẫu thân, vì muốn chứng minh, cho nên ta rời khỏi thần hoàng thành. Nam Thúc, sự tình đã qua. Ngài không cần quá đau buồn. Lục Lâm Thiên thoáng do dự nói. Mặc dù sự tình đã qua, ta cũng không muốn nhắc lại. Độc Cô Ngạo Nam ngạo mạn nói. Lần này ta đã trở về, chỉ muốn nói cho Độc Cô gia tộc biết, không có thần hoàng khí thì thế nào, Độc Cô Ngạo Nam vẫn có một ngày đặt chân lên đỉnh. Tu vi hiện tại của Nam Thúc đã đủ chứng minh hết thảy. Lục Lâm Thiên nói. Hiện tại mặc dù có chút thực lực, nhưng còn chưa đủ. Ít nhất phải chân chính đặt chân lên cấp bậc kia mới được. Độc Cô Ngạo Nam thở sâu. Nói với ngươi chuyện này, kỳ thật muốn cho ngươi biết, vì huyết mạch trong tộc, chuyện của ngươi cùng Cảnh Văn thật sự rất khó khăn, thậm chí bọn hắn sẽ trăm phương ngàn kế không từ thủ đoạn ngăn cản, đừng cho rằng bọn hắn là một trong 6 đại hoàng tộc thì làm việc quang minh chính đại, năm đó mẫu thân của ta bị bọn hắn bức bách chính là vết xe đổ. Còn chưa bao giờ cho rằng sau lưng vẻ ngăn nắp lại không có hắc ám. Chỉ sợ càng thêm đen tối hơn bình thường, mặc kệ bọn hắn muốn thế nào, con cũng tiếp chiêu là được rồi. Lục Lâm Thiên thản nhiên nói. Ngươi hiểu được là tốt rồi, mặc dù có ta ở đây, có chút người dù muốn lấy tính mạng của ngươi cũng phải xem xét một chút, nhưng chuyện giữa ngươi cùng Cảnh Văn, ta chỉ có thể che chở ngươi, còn lại phải dựa vào chính ngươi, dựa vào ngươi chứng minh, nhưng có một số việc đừng làm quá mức, nếu không ta cũng không thể che chở được ngươi, phải có điểm mấu chốt, hiểu được lời của ta chứ. Nam Thúc hỏi. Lục Lâm Thiên gật đầu, ý tứ của Nam Thúc hắn làm sao không rõ, ý nhắc nhở hắn muốn làm sao cũng được, Nam Thúc sẽ che chở, điểm mấu chốt duy nhất chỉ sợ là không thể giết người, một khi giết người sự tình sẽ khác hẳn. Hiểu được là tốt rồi, hẳn là có người tới tìm ngươi. Ánh mắt Nam Thúc nhìn ra ngoài thiên sảnh. Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên quay đầu nhìn lại, một thân ảnh xinh đẹp đi vào, ánh mắt Lục Lâm Thiên chợt ngẩn ra. Cảnh Văn.
Lục Lâm Thiên mỉm cười, Độc Cô Cảnh Văn đã đi nhanh tới cẩn thận quan sát hắn từ trên xuống dưới. Lâm Thiên, huynh không sao chứ, có bị thương không? Độc Cô Cảnh Văn không ngừng đưa tay kiểm tra, trên đường tới đây trong lòng nàng vô cùng lo lắng. Ta không sao. Lục Lâm Thiên ôn nhu nhìn thiếu nữ đứng trước mắt. Cảnh Văn, ta đã nói hắn không có việc gì, muội còn chưa tin sao? Vài thân ảnh xinh đẹp đi vào, người nói chuyện là Bắc Cung Vô Song, còn có Vân Hồng Lăng, Lục Tâm Đồng cùng Độc Cô Băng Lan. Thật sự không có việc gì. Độc Cô Cảnh Văn thở ra một hơi, đánh giá thanh y nam tử trước mặt, mỉm cười nói. Muội còn tưởng rằng huynh không tới được chứ? Ta thu được thiệp mời của muội, liền vội vàng chạy tới. Lục Lâm Thiên nói. Bái kiến nam thúc. Nhóm mỹ nữ lập tức hành lễ với Độc Cô Ngạo Nam. Không cần đa lễ. Nam thúc mỉm cười đáp, ánh mắt rơi lên người Bắc Cung Vô Song. Nhà đầu, nhìn thấy ngươi trưởng thành, hiện tại tu vi không kém a, tạo hóa không tệ. Nam thúc quá khen, ngài sẽ làm cho ta kiêu ngạo. Bắc Cung Vô Song mỉm cười. Nam thúc, có phải cháu cần gọi ngài là cậu hay không? Vân Hồng Lăng đi tới bên cạnh Nam thúc, thân mật nói. Hình như là vậy, ngươi không chê người cậu như ta là tốt rồi. Độc Cô Ngạo Nam mỉm cười nói. Cậu không chê cháu là tốt rồi. Vân Hồng Lăng vui sướng cười nói, có một đế giả làm cậu, đây là chuyện người khác hâm mộ không đến. Độc Cô Cảnh Văn lập tức tiến lên, cúi người hành lễ. Cảnh Văn bái kiến đại bá. Bái kiến thành chủ. Độc Cô Băng Lan cùng hành lễ, địa vị của thành chủ thần hoàng thành chẳng khác gì tộc trưởng, nàng cũng không dám vô lễ. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Nam thúc nâng Độc Cô Cảnh Văn, mỉm cười nói. Thiên phú quả nhiên không tệ. Trước kia không biết đại bá ở trong Lục gia, xin đại bá thứ lỗi. Độc Cô Cảnh Văn nói, ánh mắt hơi ngạc nhiên. Trước kia ngươi có thể nhận ra ta mới là lạ đấy. Nam thúc mỉm cười, nhìn Lục Lâm Thiên cùng nhóm mỹ nữ, nói. Mọi người nói chuyện đi, ta đi trước. Dứt lời thân ảnh hắn đã biến mất tại chỗ. Đại bá thật mạnh. Ánh mắt Độc Cô Cảnh Văn biến hóa, vừa rồi nàng không cảm giác được chân khí dao động trên người đại bá, khi hắn rời đi cũng không lưu chút dấu vết. Chúng ta đi. Lục Lâm Thiên nói, mọi người lập tức đi về hướng đình viện mà Vân Dương Tông ở lại. Thành cổ, cổ đạo, cổ thụ. Hết thảy trong không gian này đều lộ ra khí tức cổ xưa, Lục Lâm Thiên mang theo nhóm mỹ nữ đi trong hoàng hôn, dọc theo đường đi có vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Bái kiến đại tiểu thư. Vài đệ tử mặc hồn linh khải giáp hành lễ với Độc Cô Cảnh Văn. Cảnh Văn tiểu thư, đã lâu không gặp. Một âm thanh vừa truyền tới, mười mấy thân ảnh xuất hiện, từng luồng khí tức cường hãn như ẩn như hiện không ngừng lan tràn. Người nói chuyện là một nam tử mặc cẩm bào. Ngũ quan cực kỳ tuấn lãng, mang theo khí tức thong dong, khí chất bất phàm, ánh mắt nhìn Độc Cô Cảnh Văn gật đầu chào. Người này thật bất phàm a. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua, nhất thời bị khí chất của người kia hấp dẫn, nam tử khoảng 27-28 tuổi, khí tức cũng khó thể phát hiện, nhưng tuyệt đối là cường giả. Nguyên lai là Hiên Viên thiếu gia. Độc Cô Cảnh Văn khẽ gật đầu. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua, mười mấy người đều là cường giả, uy áp lan tràn. Làm phong hệ trong người hắn cũng bị dao động. Phong hoàng khí, đây là người của Hiên Viên gia tộc sao? Trong lòng Lục Lâm Thiên chợt động, trong đám người có một lão giả tóc bạc mặt mày hồng hào khiến Lục Lâm Thiên chú ý, chân khí của lão giả tựa hồ không kém hơn Thái Công Tố cùng Bắc Cung Đình. Không biết ba vị này là... Ánh mắt nam tử lướt qua ba mỹ nữ, cuối cùng dừng lại trên người Bắc Cung Vô Song. Ba vị này chính là thần nữ Bắc Cung Vô Song Bắc Cung gia tộc. Biểu muội của ta đại tiểu thư Vân Hồng Lăng Vân Dương Tông, còn có vị này là Lục Tâm Đồng. Độc Cô Cảnh Văn nói. Nguyên lai đều có lai lịch lớn, tại hạ Hiên Viên Triệt, tam vị tiểu thư hữu lễ. Ánh mắt nam tử thoáng biến đổi, tựa hồ từng được nghe nhắc qua ba nữ tử này, ánh mắt lại đảo qua, mà người của Hiên Viên gia cũng chú ý tới ba nàng. Ba mỹ nữ chỉ gật nhẹ đầu, không lên tiếng. Vậy không biết vị này chính là... Cuối cùng ánh mắt Hiên Viên Triệt nhìn qua Lục Lâm Thiên, thấy dáng vẻ của hắn có quan hệ không kém với bốn mỹ nữ, ánh mắt mang theo ý cười nhưng Lục Lâm Thiên rõ ràng cảm giác được Hiên Viên Triệt đang âm thầm quan sát thực lực của mình. Phi Linh Môn Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nói, người ta đã hỏi, hắn tự nhiên trả lời,
cảm giác được có cỗ chân khí vô hình dình tới, quanh thân hắn cũng tản ra khí tức va chạm, không hề khách khí, bất luận người nào tùy tiện dình chân khí của đối phương cũng là hành động vô lễ. Hai cỗ khí tức nhất thời va chạm lẫn nhau, không gian run lên, không gian xung quanh chợt lóe liền biến mất, sau đó không còn bóng dáng. Một cỗ lực lượng thổi quét, thân ảnh Lục Lâm Thiên lay động, sắc mặt thoáng đổi, dựa thế bước lên một bước, nói. Cảnh Văn, Vô Song, chúng ta đi thôi. Thân hình Hiên Viên Triệt giống như không hề động, cực kỳ tiêu sái phiêu giật, nhưng ánh mắt âm thầm lóe lên. Hiên Viên thiếu gia, ta cáo từ trước. Độc Cô Cảnh Văn nói, vài nữ tử cũng đi theo Lục Lâm Thiên rời khỏi, khiến không ít ánh mắt ghen tị tập trung lên người hắn. Thần tử, Lục Lâm Thiên tựa hồ không kém a. Lão giả tóc bạc nói, ánh mắt chợt sáng lên. Lục Lâm Thiên, Lục Tâm Đồng, Linh Vũ Chiến Tôn Lục Lâm Thiên, Độc Linh Ma Nữ Lục Tâm Đồng, lời đồn đãi một trong 10 đại cường giả trẻ tuổi bên ngoài, hẳn chính là hai người này đi. Ánh mắt Hiên Viên Triệt híp lại, thần sắc thong dong lộ xem ra ngạc nhiên. Chư vị, xin mời. Người của Độc Cô gia tộc lên tiếng. Chúng ta đi thôi. Hiên Viên Triệt nói, mọi người lập tức rời đi, cũng không ai phát hiện một dấu chân chậm rãi hiển lộ ngay chỗ đứng vừa rồi của hắn. Một trận gió thổi tới, cho bụi lướt qua, sau đó lộ ra hai dấu chân, cuối cùng bị chấn thành bụi bặm. Lâm Thiên, huynh không sao chứ? Độc Cô Cảnh Văn hỏi. Không có việc gì, Hiên Viên Triệt thật sự không kém. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Hiên Viên Triệt chính là thần tử Hiên Viên Hoàng tộc, phong hoàng khí thiên cấp, tự nhiên không kém. Độc Cô Cảnh Văn nói. Bất chi bất giác sắc trời đã hoàng hôn. Lục Lâm Thiên đi về tới đỉnh viện của Vân Dương Tông cũng đã vào đêm, gió đêm thổi qua, trong không khí xen lẫn chút hương vị mùa xuân. Mọi người vừa về tới đỉnh viện, liền nhìn thấy một nhóm người quen thuộc. Thần nữ, sáng mai cần đi vào Độc Cô gia, thần nữ nên sớm trở về nghỉ ngơi đi. Người của Bắc Cung gia tộc giống như đang chờ đợi Bắc Cung Vô Song, người nói chuyện chính là một thanh niên dáng người tuấn lãng, khí chất bất phàm. Ánh mắt thanh niên có chút không thiện ý nhìn Lục Lâm Thiên, chẳng qua khí độ không kém đã che giấu sắc mặt biến hóa của hắn. Ta đã biết. Ánh mắt Bắc Cung Vô Song thoáng biến đổi, tiến lên cúi chào Vân Thiếu Thiên, Dương trưởng lão cùng Đại Hộ Pháp đang đứng trong đình viện. Tông chủ, Dương trưởng lão, Đại Hộ Pháp. Miễn lễ, nhà đầu ngươi bây giờ thi lễ, ta chịu không nổi a. Vân Thiếu Thiên nâng đỡ Bắc Cung Vô Song, với địa vị của nàng hiện tại. Hắn thật sự không nhận được lễ này. Tông chủ đừng chê cười, nói thế nào sư phụ ta cũng đang ở trong Vân Dương Tông, ta từng là đệ tử Vân Dương Tông. Bắc Cung Vô Song cười nói. Có lời này của ngươi là đủ rồi. Vân Tiếu Thiên cao hứng nói. Ngươi chính là Lục Lâm Thiên. Một lục y thanh niên bước tới, nhìn thẳng Lục Lâm Thiên hỏi, ánh mắt lộ vẻ khinh thường. Có việc gì? Lục Lâm Thiên lướt mắt nhìn hắn, không chút để ý nói. Nghe nói ngươi là Linh Vũ song tu, nếu như có cơ hội cũng muốn giao lưu, luận bàn một chút, không biết ngươi có dám hay không. Lục y nam tử thấy dáng vẻ Lục Lâm Thiên nhìn lướt. Qua hắn, giống như không đem hắn đặt vào trong mắt, nhất thời tức giận nói. Cũng không phải không dám, chẳng qua không phải ai cũng có tư cách động thủ với ta, ít nhất ngươi còn chưa có tư cách này đi. Lục Lâm Thiên không chút khách khí nói. Ngươi! Thanh niên thật không ngờ Lục Lâm Thiên lại xem thường hắn như thế. Bắc Cung Mậu, người muốn làm gì? Bắc Cung Vô Song lên tiếng trách mắng, thân ảnh chợt lóe đi tới trước người hắn, ánh mắt cực kỳ băng xương. Thần nữ, ta chỉ muốn luận bàn với Lục Lâm Thiên một chút mà thôi. Thanh niên dằn nén tức giận nói. Bắc Cung Mậu, lui ra đi, đây là chỗ của Độc Cô gia tộc, chú ý thân phận của mình. Bắc Cung Đình nói, ánh mắt đảo qua Lục Lâm Thiên. Dừng ở Bắc Cung Vô Song, nói. Thần nữ, trời đã tối, chúng ta đi thôi. Lâm Thiên, muội đi đây, ngày mai gặp. Bắc Cung Vô Song lạnh lẽo nhìn qua Bắc Cung Mậu, xoay người lại, ánh mắt mang theo vẻ xin lỗi nói. Đi thôi, ngày mai gặp. Lục Lâm Thiên nói, trong lòng suy đoán người của Bắc Cung gia tộc cố ý, chỉ vì không muốn Vô Song ở chung với hắn. Được. Bắc Cung Vô Song khẽ gật đầu, ánh mắt liếc qua người của Bắc Cung gia. Hàn ý chợt lóe, nhẹ nhàng rời đi. Ánh mắt Bắc Cung Đình đảo qua Lục Lâm Thiên, lập tức xoay người rời khỏi, chỉ riêng Đại Hộ Pháp Bắc Cung gia nhìn Lục Lâm Thiên mỉm cười, gật đầu rời đi. Hừ! Bắc Cung Mậu hừ lạnh một tiếng,
oán hận rời khỏi, nam tử tuấn lãng đảo qua Lục Lâm Thiên sau đó xoay người. Lâm Thiên, nhìn dáng vẻ ngươi lại có thêm phiền toái. Vân Tiếu Thiên đi tới, nhìn thấy một màn vừa rồi cũng đoán ra được chút manh mối. Không đáng để lo. Lục Lâm Thiên nói, những người kia đích thật không đáng lo lắng, trọng yếu là thực lực sau lưng bọn hắn. Cảnh Văn bái kiến dượng. Độc Cô Cảnh Văn hành lễ. Nhà đầu đã lớn như vậy, càng thêm xinh đẹp a. Vân Tiếu Thiên nói, Độc Cô Cảnh Văn có thể lập tức đi tới Thần Hoàng Thành, đã đủ đại biểu tâm ý, nhưng hắn vẫn lo lắng Độc Cô gia làm sao đồng ý việc này, phỏng chừng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Lại có người tới. Lục Lâm Thiên nhìn ra ngoài đình viện nói. Vân Tiếu Thiên nhìn lướt qua hắn, ánh mắt chớp lên, chỉ sợ mấy năm nay thực lực tiểu tử này lại có tiến bộ. Chư vị Vân Dương Tông có khỏe không, không biết biểu tiểu thư có tới. Một âm thanh truyền vào, mười mấy thân ảnh đã xuất hiện. Lục Lâm Thiên nhíu mày, hắn quen thuộc người này, đi đầu là một lão giả ẩn nấp chân khí, đôi mắt hữu thần, chính là Linh Lão. Sau lưng Linh Lão còn có Ngũ Trưởng Lão, Lục Trưởng Lão, mười mấy đệ tử Độc Cô gia, chân khí cực kỳ bất phàm. Họ vừa xuất hiện, Lục Lâm Thiên cảm giác lạnh ý rơi lên người mình, cũng không để ý. Chỉ thấy Ngũ Trưởng Lão đang nói gì với thanh niên mặc hoa phục, sau đó thanh niên lập tức nhìn hắn. Thanh niên kia dáng vóc thật cao, khí chất có chút bất phàm, ánh mắt âm trầm. Chúng ta vẫn tốt, đa tạ Độc Cô gia đã mời. Vân Tiếu Thiên đi tới, nói. Nguyên lai là đại hộ pháp, hữu lễ. Vân Tông chủ hữu lễ. Linh Lão nói, ánh mắt đảo qua, nhìn thấy Lục Lâm Thiên cùng Lục Tâm Đồng, lại chuyển qua Vân Hồng Lăng. Vị này chẳng lẽ là biểu tiểu thư sao? Hồng Lăng, vị này chính là đại hộ pháp, mau chào hỏi. Vân Tiếu Thiên nói. Hồng Lăng bái kiến đại hộ pháp. Vân Hồng Lăng thi lễ. Biểu tiểu thư không cần đa lễ. Thái độ của Linh Lão đối với Vân Hồng Lăng tốt hơn Vân Tiếu Thiên không ít, nói. Không nghĩ tới mới chớp mắt đã lớn như vậy, bộ dáng thật xinh đẹp như tam tiểu thư này trước a. Đại hộ pháp quá khen. Vân Hồng Lăng nói. Biểu tiểu thư cũng có huyết mạch của Độc Cô gia tộc, sáng mai cùng nhau vào Độc Cô gia đi, phỏng chừng tộc trưởng cũng đang chờ gặp biểu tiểu thư đấy. Đại hộ pháp nói xong nhìn Độc Cô Cảnh Văn. Tiểu thư, nghe nói thành chủ đã trở lại, ta vừa mới tới Thần Hoàng Thành, không biết tiểu thư đã gặp qua thành chủ hay chưa? Linh Lão, ta đã gặp đại bá. Độc Cô Cảnh Văn nói. Ánh mắt đại hộ pháp thoáng đổi, nói. Nếu đã như vậy, mời đại tiểu thư cùng ta đi gặp thành chủ đi, sáng mai có thể mời các tộc đi vào trong tộc. Ánh mắt Độc Cô Cảnh Văn chớp động, hàn ý bộc phát. Đại hộ pháp, ta kính trọng ngươi vài phần, ngươi tốt nhất đừng quá mức, có một số việc ta vẫn luôn là thái độ đó, ngươi phải nhớ cho kỹ. Khuôn mặt đại hộ pháp thay đổi, nói. Tiểu thư nên biết, có một số việc cũng không phải ta có thể làm, ta chỉ hết bổn phận của mình mà thôi. Cảnh Văn tiểu thư, đại hộ pháp chỉ là tốt cho tiểu thư, cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, tiểu thư nên rời xa mới tốt, miễn làm mất thân phận Độc Cô hoàng tộc. Thanh niên hoa phục tiến lên, ánh mắt âm trầm rơi lên người Lục Lâm Thiên. Độc Cô Trường Không, nói chuyện tốt nhất chú ý một chút, ngấm ngầm hại người, chẳng lẽ sẽ không làm mất thân phận Độc Cô gia tộc sao? Độc Cô Cảnh Văn lạnh lùng nói. Tựa hồ không nghĩ tới phản ứng của Độc Cô Cảnh Văn lớn như vậy, ánh mắt Độc Cô Trường Không run lên, chỉ Lục Lâm Thiên nói. Cảnh Văn tiểu thư, ta nói Lục Lâm Thiên, một dã tiểu tử bên ngoài cũng dám có ý nghĩ với tiểu thư, chẳng lẽ không phải cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga sao, thậm chí hắn cũng không có tư cách bước vào đại môn của Độc Cô gia tộc đi. Sắc mặt Lục Lâm Thiên cũng không chút biến hóa, loại thái độ này hôm nay hắn gặp nhiều lần, cũng không thèm để ý. Nếu ca ca ta không có tư cách, không biết ngươi lại tính là vật gì, thậm chí ngươi cũng xứng kêu gào trước mặt ca ca ta sao, cho dù ở trước mặt ta, ngươi cũng không có tư cách kêu gào. Lục Tâm Đồng tức giận quát. Nhà đầu không biết trời cao rất dày. Ánh mắt Độc Cô Trường Không lạnh lùng, thần hoàng khí bàng bạc hung hăng bao phủ áp thẳng Lục Tâm Đồng, một cỗ chân khí vô hình lan tràn, làm linh hồn mọi người run lên, vô hình chung đã bị áp chế. Thần hoàng khí, không có gì là ghê gớm cả. Lục Tâm Đồng thoáng nhìn, nàng lấy được đế giả chi nguyên của sư tổ Thiên Độc Tiên Tử, tu luyện thành công Thiên Độc Hồn Anh, còn được Độc Cô Cảnh Văn tặng hồn khí địa cấp của Độc Cô gia tộc,
lúc này nàng đã sớm không sợ hãi thần hoàng khí, ít nhất người này thi triển vẫn không tạo được hiệu quả gì với nàng. Dám ra tay với tam muội của ta, cút ngay cho ta. Một tiếng quát truyền ra, một thân ảnh áo cho xuất hiện trước người Lục Tâm Đồng, cùng một lúc quyền ấn bay tới. Suy, quyền ấn hung hãn giáng xuống, không gian bị chấn nát, Độc Cô Trường không chỉ cảm thấy có một cỗ kình khí cường hãn xuất hiện ngay trước người của hắn. Càn rỡ, sắc mặt đại hộ pháp đại biến, thân ảnh chợt động. Người động thủ thử xem, ta muốn mạng của ngươi chẳng khác gì giết chết một con kiến. Đại hộ pháp nhất thời cảm giác được có người xuất hiện sau lưng mình, trong tích tắc linh. Lực toàn thân hắn không thể vận chuyển, hư không như đọng lại, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai hắn. Dám ra tay với tam muội của ta, đây là giáo huấn. Âm thanh quát lớn, dương quá chợt lóe, một đạo quyền ấn phá vỡ không gian, cả không gian như triệt để đông lại, năng lượng khí tức cường hãn tràn ra, quyền ấn đã xuất hiện trước người Độc Cô Trường Không. Thật mạnh. Sắc mặt hắn đại biến, vội vàng thối lui ra sau, linh lực run lên, vung tay đánh ra một quyền ấn bao phủ linh hỏa va chạm tới. Hai quyền ấn va chạm lẫn nhau, sắc mặt đại hộ pháp kinh hãi, nhưng lại không cách nào nhúc nhích. Phanh! Không gian run lên, linh hỏa chấn vỡ, khe không gian biến mất, cự lực tràn xuống nắm tay Độc Cô Trường Không. Phanh! Thân hình hắn liên tục thối lui, hung hăng đụng vào vách tường đình viện, vách tường nứt nẻ. Đình viện giống như đất rung núi chuyển, từng khe nứt rậm rạp lan tràn khắp bốn phía. Suy, vẻ mặt vừa kinh ngạc lại tái nhợt, khóe môi Độc Cô Trường Không tràn ra vết máu. Hô, biến hóa đột ngột làm cả không gian chợt yên tĩnh, mọi người kinh ngạc trố mắt. Linh tôn ngũ trọng mà thôi, nên thành thật một chút mới tốt, lần này chỉ là một giáo huấn nho nhỏ, lần sau còn vô lễ với tam muội của ta, ngươi có thể thử một lần xem ta có dám lấy cái mạng nhỏ của ngươi hay không. Trường bào run lên, dương quá xoay người nói. Tam muội, loại mặt hàng này muội trực tiếp một cước đạp bay vẫn tốt hơn. Đại ca, muội đang muốn đá mà, nhưng tại huynh đã ra tay trước. Lục Tâm Đồng cười nhạt, tựa hồ chuyện vừa rồi không quan hệ với nàng, hai huynh muội nói chuyện hoàn toàn không xem ai ra gì, càng không đem người của Độc Cô gia tộc đặt trong lòng. Ánh mắt nhóm người Vân Tiếu Thiên nhìn dương quá tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới thực lực của hắn đã mạnh như thế. Chỉ là linh tôn bát trọng nho nhỏ, ở trước mặt thiếu chủ nhà ta ngươi nên thành thật một chút tốt thì hơn. Thân ảnh Kim Huyền hiện ra sau lưng đại hộ pháp, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai hắn, vừa dứt lời lập tức vung tay. Đặng đặng, Kim Huyền giống như không hề dùng lực, nhưng thân hình đại hộ pháp lảo đảo lui hơn 10 bước, mặt đất vỡ ra, lui tới trước người Độc Cô Trường Không mới đứng vững lại. Đại hộ pháp nhìn chằm chằm vào hoàng ảnh mới đẩy lui mình, ánh mắt liên tục biến hóa. Khuôn mặt run rẩy lên. Nhóm người Vân Tiếu Thiên trợn mắt chân chối, vị đại hộ pháp linh tôn bát trọng lại không hề có chút lực phản kháng trước mặt lão giả kia, người này rốt cục là ai? Thật to gan. Mười mấy người Độc Cô gia tộc muốn lao qua, nhưng ngũ trưởng lão lại thu liễm chân khí. Còn không cút cho ta. Độc Cô Cảnh Văn giận dữ mắng lớn, ánh mắt băng xương âm hàn tới cực điểm, lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn họ. Mười mấy người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời thối lui trở về. Đại hộ pháp, Độc Cô Trường Không, các người nghe kỹ cho ta, chuyện riêng của ta tốt nhất đừng nhúng tay, vừa rồi nếu không nhờ người lưu thủ, hai người có bao nhiêu mạng cũng không đủ chết, cho nên tốt nhất đừng đi trêu chọc Lâm Thiên, các người đừng nghĩ Lâm Thiên dễ khi dễ. Hiện tại ta có thể cùng các người đi gặp đại bá, nhưng Lâm Thiên là ta mời tới, nếu các người còn bất kính, ta nói trước, đừng trách ta không nói tình cảm. Lâm Thiên, muội đi trước, ngày mai theo muội vài trong tộc, huynh nghỉ ngơi trước đi. Độc Cô Cảnh Văn mang theo vẻ xin lỗi nói, Lục Lâm Thiên mỉm cười gật đầu, sau đó nàng mới rời khỏi đình viện. Chúng ta đi. Đại hộ pháp thấp giọng nói, ánh mắt lướt qua Kim Huyền, cũng không dám nói thêm lời nào. Độc Cô Trường Không lau máu trên miệng, ánh mắt hung hăng trừng Lục Lâm Thiên, dương quá cùng Lục Tâm Đồng, siết chặt hai tay đi theo đại hộ pháp rời đi. Nhị đệ. Tên vừa rồi thật dễ giải quyết, vì sao ngươi không ra tay, còn để cho hắn ở đây kêu gào. Dương quá thản nhiên nói. Chỉ là một ít tôm tép nhãi nhép, động thủ có ý nghĩa gì, chỉ biết đưa tới càng nhiều, muốn động thủ, một lần là đủ rồi. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Đi nghỉ ngơi sớm thôi, ngày mai đi vào Độc Cô gia xem một chút. Tiểu tử này, chẳng lẽ không đem Độc Cô gia tộc để vào trong mắt sao?
nhìn bộ dáng nhẹ nhàng của Lục Lâm Thiên, sắc mặt Vân Tiếu Thiên biến hóa, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng. Minh Lai Tương đáng đi. Lục Lâm Thiên thì thầm, hắn cần phải đối mặt, cho nên phải đem thực lực bảo trì ở trạng thái tốt nhất vẫn hơn. Thủ ấn kết xuất, sau một lát hắn đã rơi vào trong trạng thái tu luyện. Màn đêm bao phủ thiên không, ánh trăng sáng ngời chiếu xuống tòa thành cổ xưa. Trường không đội trưởng, ngày mai sẽ vào trong tộc, chẳng lẽ để cho Lục Lâm Thiên nhập tộc hay sao, chúng ta đã nói qua với đại thống lĩnh, sẽ không cho phép Lục Lâm Thiên đi vào. Mấy thanh niên nói, hừ, Lục Lâm Thiên chỉ biết dựa vào người khác bảo hộ mà thôi, thật đáng giận. Độc Cô Trường không vỗ mạnh lên bàn, chiếc bàn răng rắc hóa thành mảnh nhỏ. Trường không đội trưởng, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Một thanh niên cao ngất có chút băn khoăn nói. Cảnh Văn tiểu thư đã tức giận, chỉ sợ chúng ta cũng không thể xuất thủ. Một Lục Y thanh niên nói. Ánh mắt Độc Cô Trường không lóe hẳn ý, nói. Tên kia chỉ biết dựa vào người khác bảo hộ, yên tâm đi, ngày mai ta nhất định không cho hắn tiến vào Độc Cô gia. Một đêm trôi qua. Hô! Lục Lâm Thiên mở mắt thở ra một hơi dài, chân khí thu liễm trở lại. Hôm nay phải vào Độc Cô gia tộc. Lục Lâm Thiên đứng dậy duỗi lưng, khóe môi mỉm cười. Lâm Thiên! Lục Lâm Thiên đang định rời khỏi phòng, chợt nghe âm thanh Độc Cô Cảnh Văn truyền tới, thân ảnh xinh đẹp đã đi vào trong phòng của hắn. Sao muội lại tới đây? Lục Lâm Thiên lộ ý cười, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Muội tới đón dược, Hồng Lăng cùng mọi người đi Độc Cô gia. Độc Cô Cảnh Văn dựa vào trong lòng Lục Lâm Thiên, lại ngẩng đầu nói. Lâm Thiên, thật xin lỗi, đêm qua làm cho huynh bị ủy khuất. Vậy mà cũng gọi là ủy khuất sao? Lục Lâm Thiên cười nói. Hôm nay cần đi vào trong tộc, cho nên muội đặc biệt qua đây sớm, là vì có chuyện nói với huynh. Độc Cô Cảnh Văn nói. Lục Lâm Thiên buông lỏng nàng ra, nói. Nói đi. Lần này huynh tới Độc Cô gia tộc là chủ ý của muội, nhưng có lẽ huynh đã biết, nếu muội ở chung với huynh trong tộc tuyệt đối sẽ không đồng ý. Độc Cô Cảnh Văn nói. Lục Lâm Thiên gật đầu, nói. Chuyện này huynh đã sớm biết. Lần này 6 đại nhân hoàng tộc hội tụ, vì mở cửa thần điện, bên trong thần điện theo lời đồn có tổ tiên 6 đại nhân hoàng tộc lưu lại truyền thừa đỉnh cấp. Còn có lời nói, trong thần điện lưu lại bí mật cực lớn của tổ tiên, về phần là điều gì thì không ai biết, cần phải mở cửa thần điện mới biết được. Độc Cô Cảnh Văn nhìn Lục Lâm Thiên, dịu dàng nói. Mà muốn mở thần điện phải chờ 6 đại nhân hoàng tộc đều có hoàng khí thiên cấp mới được. Vì sao phải chờ hội tụ 6 người có hoàng khí thiên cấp đâu, vì sao thần điện lại nằm trong Độc Cô gia? Lục Lâm Thiên vừa tò. Mò lại nghi hoặc hỏi. Theo muội được biết chuyện này liên quan tới một sự tình thời viễn cổ, nhân tộc viễn cổ đại chiến cùng thú tộc, huynh cũng biết việc này. Độc Cô Cảnh Văn hỏi. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Đại khái cũng biết một ít, đều có quan hệ tới 4 đại thú hoàng tộc cùng 6 đại nhân hoàng tộc đi. Độc Cô Cảnh Văn có chút kinh ngạc, nói. Tổ tiên 6 đại nhân hoàng tộc nghe nói là sợ 6 tộc sau này giết nhau khiến mâu thuẫn, tới lúc đó không thể đối kháng 4 thú hoàng tộc. Cho nên liên thủ bố trí thần điện trong Độc Cô gia tộc, cần chờ đợi người có hoàng khí thiên cấp đồng thời tu vi nhất định đạt tới tôn cấp trở lên mới có thể mở cửa tiến vào thần điện. Biện pháp này cũng tuyệt. Lục Lâm Thiên khẽ cười, thoáng cân nhắc, chỉ sợ nếu không phải tổ tiên của họ làm như vậy, không biết khi nào họ đã tự giết lẫn nhau, có lẽ truyền thừa kia là bí mật còn sót lại của lão tổ các hoàng tộc, điều này làm hắn thật động tâm, chỉ tiếc hắn không khả năng tiến vào thần điện, bởi vì hắn không thuộc về 6 tộc. Lần này 6 đại nhân hoàng tộc đều xuất hiện người có hoàng khí thiên cấp, thần điện mở ra, mà 7 ngày sau muội sẽ được phong làm thần nữ Độc Cô gia tộc, sau đó dựa theo gia quy muội phải cùng đệ tử có thiên phú cao nhất trong tộc kết hôn, cho nên muội mới thông chi huynh tới đây, nếu huynh không tới muội cũng không cần vị trí thần nữ kia. Độc Cô Cảnh Văn lộ ý cười chua xót nói. Lục Lâm Thiên nhìn nàng, nói: "Hiện tại ta đã tới, muội chỉ cần nói cho ta biết cần làm như thế nào là được rồi." Huynh làm gì cũng vô dụng, muội muốn huynh tới là vì muốn ở trước mặt gia tộc nói cho bọn hắn biết quyết định của muội. Độc Cô Cảnh Văn cắn răng nói. Nếu bọn hắn không đồng ý đây? Lục Lâm Thiên hỏi. Đôi mắt Độc Cô Cảnh Văn xoay chuyển, bắn ra hàn quang, nói. Nếu bọn hắn không đồng ý, muội sẽ không vào thần điện, bao lâu nay muội bị bọn họ an bài đã đủ rồi,
nếu bọn họ vô tình với muội, vậy đừng trách muội không cho họ được như nguyện. Lục Lâm Thiên ôm thiếu nữ vào lòng, nói. Vì ta, đáng giá sao? Bên trong mật địa Vân Dương Tông, huynh liều mạng cứu muội, điều này còn chưa đủ sao? Độc Cô Cảnh Văn hòa hoãn trở lại, nói. Vì muội, huynh dám xông vào Độc Cô gia, đủ làm cho muội nghĩa vô phản cố. Yên tâm đi, có ta ở đây, không ai có thể ngăn cản chúng ta, có ta ở đây, tuyệt đối không cho ai khó xử muội. Lục Lâm Thiên chậm rãi nói. Còn 7 ngày nữa mới là ngày muội trở thành thần nữ, hôm sau khi đi vào Độc Cô gia tộc, chỉ sợ trong mấy ngày này sẽ có người bất lợi với huynh, tuy rằng hiện tại có đại bá ở đây, cũng có các đại hoàng tộc cùng tới, những lão nhân trong tộc hẳn sẽ không làm gì huynh, nhưng huynh phải đề phòng thần hoàng đoàn. Độc Cô Cảnh Văn ngưng trọng nói. Thần hoàng đoàn. Lục Lâm Thiên nhíu mày hỏi. Họ có lai lịch gì? Thần hoàng đoàn là những đệ tử trẻ tuổi mạnh nhất trong Độc Cô gia tộc, chỉ có 500 người, vô luận là thực lực cùng thiên phú đều là nhân tuyển tốt nhất. Có thể nói họ là cột trụ tương lai của Độc Cô gia tộc, tổng cộng có 5 đội trưởng, mỗi đội trưởng quản lý 100 người, ngay cả trưởng lão cũng phải nể mặt bọn hắn, ngoài ra còn có 2 thống soái, địa vị của họ rất cao, chỉ sợ ngoại trừ đại trưởng lão thậm chí là nhị trưởng lão trở xuống đều phải e ngại bọn hắn, bởi vì tộc trưởng đời tiếp theo hơn phân nửa sẽ tuyển chọn từ trong 2 thống soái kia. Độc Cô Cảnh Văn nói. Vậy hẳn là bất phàm. Lục Lâm Thiên nghe vậy có chút động dung. Độc Cô Trường không chính là đội trưởng, tu vi linh tôn ngũ trọng đỉnh, mà chính phó thống soái là đại ca cùng nhị ca của hắn, chính thống soái tên Độc Cô Trường Linh, nghe nói thực lực linh tôn lục trọng đỉnh, phó thống soái là Độc Cô Trường Phàm, luôn bế quan, muội mới xuất quan không lâu cho nên không biết thực lực của hắn, nhưng thiên phú Độc Cô Trường Phàm không kém Độc Cô Trường Linh, tựa hồ còn có chút mạnh hơn. Độc Cô Cảnh Văn nói. Linh tôn lục trọng đỉnh. Ánh mắt Lục Lâm Thiên biến hóa. Thực lực như vậy đã là cường hãn, hơn nữa còn có ưu thế người của 6 nhân hoàng tộc, chỉ sợ người có tu vi thiên cấp bên ngoài cũng khó thể đối kháng. Muội sợ bọn hắn sẽ làm phiền huynh phải cẩn thận một chút, nếu có chuyện gì lập tức cho muội biết. Độc Cô Cảnh Văn thoáng do dự. Lâm Thiên, muội không phải sợ huynh không bằng bọn họ, muội chỉ không muốn huynh bị thương tổn, huynh hiểu không? Lục Lâm Thiên hiểu rõ nàng e ngại hắn bị chạm tự ái, mỉm cười nói. Ta hiểu được, ta sẽ chú ý. Trong lòng hắn nghĩ thầm, thực lực linh tôn lục trọng đỉnh, tựa hồ ngay cả huyền doanh cùng huyền kình của huyền vũ tộc cũng kém hơn, nếu trêu chọc hắn, tới lúc đó xem tình huống rồi tính sau. Có chuyện gì tới lúc đó chúng ta cùng nhau đối mặt. Độc Cô Cảnh Văn nắm tay Lục Lâm Thiên, ánh mắt lộ vẻ kiên nghị nói. Cùng nhau đối mặt, 10 ngón đan sen, Lục Lâm Thiên không khỏi ngây người nhìn mỹ nữ. Ta nhớ muội. Lục Lâm Thiên cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng. Thật lâu sau hai người mới tách ra. Lâm Thiên, đã tới giờ, phỏng chừng mọi người đều đang chờ chúng ta, đi thôi. Độc Cô Cảnh Văn sửa sang lại quần áo, khuôn mặt ửng đỏ nói. Hai người đi tới thiên sảnh, nhìn thấy mọi người đều đang có mặt đang chờ đợi bọn họ. Dượng, Hồng Lăng, chúng ta đi thôi. Độc Cô Cảnh Văn nói. Bên trong thần hoàng thành cực kỳ náo nhiệt. Ngoài đường rất nhiều người, ngoài ra 5 nhân hoàng tộc cũng đã tới, điều này làm các tộc nhân dòng bên Độc Cô gia tộc đều cực kỳ hưng phấn. Độc Cô Cảnh Văn mang theo nhóm người Lục Lâm Thiên đi xuyên qua vài con đường, đi tới một quảng trường rộng lớn. Trên quảng trường có một nhóm đệ tử Độc Cô gia tộc đang đứng thẳng tắp, quanh thân tràn ra chân khí sắc bén, mặc dù không có tác dụng gì với Lục Lâm Thiên, nhưng không thể phủ nhận nếu đi ra thế giới bên ngoài, tuyệt đối trở thành nhân vật danh chấn một phương. Bái kiến tiểu thư. Nhóm đệ tử đang ngăn cản đệ tử dòng bên của Độc Cô gia đi vào quảng trường, những đệ tử kia phải đứng lại bên ngoài, ánh mắt nhìn chằm chằm những thân ảnh đứng trên quảng trường. Vừa nhìn thấy Độc Cô Cảnh Văn, thật nhiều người hành lễ, Độc Cô Cảnh Văn chỉ gật đầu, mang theo nhóm người Lục Lâm Thiên đi vào trong quảng trường. Lúc này trên quảng trường có trên 100 thân ảnh đang đứng, khí thế bất phàm, không khí như cô đọng lại. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua quảng trường. Người của Thái Công gia tộc cũng đứng bên trong, người đứng đầu là một lão ẩu, Lục Lâm Thiên nhớ tên bà ta là Thái Công Tố, bên cạnh là một nữ tử mặc áo lam nhạt, dung nhan cực kỳ mỹ lệ, tuy còn chưa sánh bằng Bắc Cung Vô Song cùng Độc Cô Cảnh Văn, nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Thái Công Tĩnh Nhiễm, cách đó không xa là người của Bắc Cung gia tộc, đi đầu là đại trưởng lão Bắc Cung Đình,
Bắc Cung Vô Song đứng bên trong, còn có vài thanh niên sắc mặt không vui, có một nam tử tuấn. Mỹ như ngọc, khí chất cùng khí tức cũng làm Lục Lâm Thiên chú ý. Hiên Viên Triệt. Đứng bên cạnh Bắc Cung gia tộc chính là người của Hiên Viên gia tộc, vẻ mặt Hiên Viên Triệt luôn mỉm cười, bộ dáng tuấn lãng, tựa hồ trêu chọc ánh mắt không ít nữ tử. Lâm Thiên, lão giả đứng bên cạnh Hiên Viên Triệt là đại trưởng lão Hiên Viên Tùng, hai người kia là đại trưởng lão chuyên tôn gia tộc chuyên tôn Kiền Nhũng, thần tử chuyên tôn Tông Nguyên, bên trái là đại trưởng lão Thác Bạt Đình, thần tử Thác Bạt Thanh Vũ. Độc Cô Cảnh Văn mang theo đoàn người đi vào quảng trường, truyền âm cho Lục Lâm Thiên. Vừa đi vào, Lục Lâm Thiên liền cảm giác được từng ánh mắt lẫn khí tức khó hiểu rơi lên người hắn, ngẩng đầu nhìn lại, liền nhận ra những người vừa được Độc Cô Cảnh Văn giới thiệu. Lão giả Hoàng Y đôi mắt sáng rực, mặc dù không cảm giác được khí tức nhưng làm người ta không dám khinh thường, chân khí của Thác Bạt Đỉnh không kém gì Thái Công Tố, Bắc Cung Đình cùng Hiên Viên Tùng. Đây là thần tử Thác Bạt Thanh Vũ sao? Lục Lâm Thiên nhướng mày, nhìn thanh niên 28-29 mặc hoàng bào thêu cự mãng, mắt to mũi cao, chân khí dày trọng còn mang theo khí chất ngạo nghễ. Vào lúc này ánh mắt Thác Bạt Thanh Vũ đang tiếp xúc với một thanh niên hồng bào của chuyên tôn gia tộc, hai người giống như có chút mâu thuẫn. Thần tử chuyên tôn Tông Nguyên, Lâm Thiên, Bắc Cung Vô Song uyển chuyển đi tới bên người Lục Lâm Thiên, thật thân mật kéo cánh tay hắn, nhất thời làm mọi người sửng sốt, mà sắc mặt Bắc Cung Đình vô cùng khó xem. Lâm Thiên, chúng ta đi thôi. Độc Cô Cảnh Văn mỉm cười, cũng kéo lấy cánh tay còn lại của Lục Lâm Thiên. Bá! Từng ánh mắt đều rơi lên người Lục Lâm Thiên, Hiên Viên Triệt, Thái Công Tĩnh Nhiễm, chuyên tôn Tông Nguyên, Thác Bạt Thanh Vũ đều kinh ngạc, hai mỹ nữ tuyệt mỹ lại có quan hệ không cạn với thanh y nam tử kia, thật sự làm mọi người bị kinh động. Lại có những ánh mắt mang theo hâm mộ lẫn ghen tị, toàn bộ thanh niên của Bắc Cung gia tộc cùng Độc Cô gia tộc đều âm trầm, ánh mắt như muốn giết người bắn thẳng về hướng Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên hoàn toàn cảm nhận được, còn nhìn thấy nhóm người Độc Cô Trường không đều có mặt, làm cho hắn ngạc nhiên chính là hắn nhìn thấy Nam Thúc cũng đứng bên trong. Biểu tiểu thư đã tới a. Sắc mặt đại hộ pháp Độc Cô gia tộc run rẩy, nhìn Độc Cô Cảnh Văn nói. Tiểu thư, lần đầu tiên biểu tiểu thư hồi tộc, hãy mời biểu tiểu thư đi vào trong tộc đi. Lục Lâm Thiên vẫn thản nhiên, nhìn hai mỹ nữ gật đầu, đi thẳng tới trước mặt Nam Thúc cung kính hành lễ. Nam Thúc, ân. Nam Thúc khoanh tay đứng thẳng, chỉ gật nhẹ đầu. Chư vị đã tới, vậy vào trong tộc đi. Âm thanh đại hộ pháp rơi xuống, đi thẳng tới giữa quảng trường, thủ ấn kết xuất, một khối bạch sắc ngọc giản xuất hiện trong tay, quang mang bắn ra, nháy mắt không gian chấn động, run rẩy kịch liệt, một cỗ khí tức cổ xưa mênh mông chậm rãi khuếch tán giữa không trung, làm linh hồn mọi người đều run rẩy lên. Suy, không gian xung quanh tách ra, hóa thành một thông đạo chậm rãi lan tràn, khí tức cổ xưa càng thêm nồng đậm. Chư vị, chúng ta vào đi thôi. Đại hộ pháp nói, đông đảo thân ảnh cùng động, vừa định đi vào bên trong thông đạo kia. Lâm Thiên, chúng ta vào đi thôi. Độc Cô Cảnh Văn mang theo nhóm người Vân Hồng Lăng đi tới bên cạnh Lục Lâm Thiên, ngẩng đầu nhìn lối vào, trong mắt chợt biến đổi. Chư vị, chậm đã. Nhưng ngay lúc này một tiếng quát truyền tới, một thân ảnh mặc hoa phục bước ra. Độc Cô Trường không đi tới, nhìn mọi người nói. Các đại hoàng tộc đi tới chỗ Độc Cô hoàng tộc, ta đại biểu thần hoàng đoàn bày tỏ hoan nghênh. Ánh mắt mọi người liền bị câu nói của hắn làm hấp dẫn. Tựa hồ rất hài lòng với động tĩnh của mình tạo ra, Độc Cô Trường không lại nói. Nhưng lần này trong thần hoàng thành có không ít người ngoài tới, không phải ai cũng có thể tùy tiện tiến vào Độc Cô gia tộc, tỉ như Lục Lâm Thiên, người này không đủ tư cách, cho nên ngươi thức thời một chút, tự mình cút trở về đi. Độc Cô Cảnh Văn nhíu mày, ánh mắt âm hàn, sắc mặt sắc lạnh trầm giọng nói. Độc Cô Trường không. Ngươi muốn làm cái gì, Lâm Thiên là ta mời tới, ngươi vũ nhục Lâm Thiên chính là vũ nhục ta chỉ nói một lần, lập tức cút ngay cho ta, nếu không ta sẽ làm cho ngươi hối hận. Độc Cô Trường không thở sâu một hơi, ánh mắt âm trầm. Tiểu thư, mặc dù là ngươi mời, nhưng hiện tại ngươi còn chưa chính thức trở thành thần nữ, cũng không quản được chuyện của thần hoàng đoàn, ta là đội trưởng, có quyền lợi ngăn cản không cho người không đủ tư cách tiến vào Độc Cô gia tộc, xem ở mặt mũi của ngươi. Ta có thể lui một bước, chỉ cần Lục Lâm Thiên thắng được ta sẽ cho hắn tiến vào trong tộc, nếu không tự hắn cút về đi. Sau đó hắn nhìn thẳng Lục Lâm Thiên, ánh mắt lạnh lẽo.
Lục Lâm Thiên, có gan thì cùng ta một trận chiến, đừng vĩnh viễn dựa vào nữ nhân bảo hộ, dựa vào người khác bảo hộ, nếu không dám thì tự chạy về đi, cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, chỉ bằng tên phế vật ngươi, đủ tư cách sao? Tiếng quát xen lẫn linh lực vang vọng trong không trung, khiến ánh mắt mọi người đều biến hóa. Đại hộ pháp, bắt độc cô trường không cho ta. Sắc mặt độc cô cảnh văn âm trầm quát. Tiểu thư, ta không thể quản chuyện của thần hoàng đoàn. Sắc mặt đại hộ pháp biến hóa, lắc đầu, rõ ràng là không muốn quản, đây chính là kỳ vọng của trưởng lão trong tộc đó thôi. Độc cô cảnh văn đột nhiên xoay người, nghiến răng. Độc cô trường không, một cơ hội cuối cùng, cút cho ta, nếu không dù là ai cũng không cách nào cứu ngươi. Sắc mặt độc cô trường không biến hóa, hôm nay cho dù đắc tội tiểu thư hắn cũng phải ngăn cản Lục Lâm Thiên, cấp cho tiểu tử kia giáo huấn khó quên. Ánh mắt trầm xuống, độc cô trường không cắn răng lắc đầu nói. Tiểu thư, người còn chưa thể mệnh lệnh thần hoàng đoàn, đây cũng là trách nhiệm của ta, tên phế vật Lục Lâm Thiên chỉ biết dựa vào nữ nhân bảo hộ, có tư cách gì tiến vào độc cô gia. Linh lực vô hình dao động, độc cô cảnh văn thật sự nổi giận. Toàn bộ người độc cô gia cảm nhận được khí thức của nàng, biết đại tiểu thư thật sự phẫn nộ. Được, đây là do ngươi lựa chọn. Độc cô cảnh văn định bước tới. Cảnh văn. Một thân ảnh bước ra, nhẹ nhàng giữ lại vai nàng, Lục Lâm Thiên đã đi tới cạnh nàng. Lâm Thiên. Sắc mặt độc cô cảnh văn khựng lại, đang định nói chuyện lại bị Lục Lâm Thiên ngắt lời. Chẳng lẽ muội cho rằng ngay cả con kiến như vậy mà ta cũng không đối phó được sao? Có phải muội đã quá xem thường ta, hãy tin tưởng ta nào. Mặc dù âm thanh của hắn bình thường, nhưng nơi này đều là cường giả, đủ rơi vào trong tai mọi người. Độc cô cảnh văn do dự, chậm rãi gật đầu. Độc cô trường không cũng nghe được lời của Lục Lâm Thiên, lạnh lùng nói. Lục Lâm Thiên, không biết ai là con kiến, nhưng ngươi rốt cục đã dám chui ra khỏi lòng nữ nhân. Lục Lâm Thiên chậm rãi tiến lên hai bước, nhìn chằm chằm độc. Cô trường không, khóe môi hiện lạnh ý. Độc cô trường không phải không, biết vì sao tối hôm qua ta không động thủ với ngươi không? Đó là ngươi không dám, ở trước mặt độc cô gia tộc, ngươi chỉ là phế vật mà thôi. Độc cô trường không cười lạnh. Ngươi chỉ biết dựa vào người khác bảo hộ, dựa vào nữ nhân bảo hộ, tên phế vật ngươi có dám cùng ta một trận chiến? Độc cô trường không, con kiến như ngươi vốn không có tư cách cùng ta một trận chiến. Nhưng hôm nay ngươi tự mình đưa tới cửa, ta sẽ thành toàn ngươi. Lục Lâm Thiên thản nhiên nói. Lục Lâm Thiên, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, ở trước mặt độc cô gia tộc, trước mặt ta, mặc kệ ngươi là vũ giả ngũ hệ hay linh vũ song tu, cũng chỉ là một con kiến mà thôi, có chút thiên phú chênh lệch loại phế vật như ngươi vĩnh viễn không thể bù lại. Vừa dứt lời, hắn lập tức bước tới, chân khí phóng thích, ánh mắt âm trầm nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt hiện tia sát ý. Hôm nay nếu giết Lục Lâm Thiên cũng sẽ không có ai làm gì được hắn, chỉ sợ các trưởng lão đều hận không thể lập tức giết Lục Lâm Thiên, như vậy hắn xem như lập được công lớn. Chênh lệch, người gặp qua cái gì gọi là chênh lệch sao? Lục Lâm Thiên tràn ngập hàn ý nói. Con kiến, đây là chênh lệch. Sắc mặt độc cô trường không trầm xuống. Thần hoàng khí địa cấp tràn ra, cả không gian phong vân như biến sắc, không ít cường giả đều bị ảnh hưởng. Một cỗ thần hoàng khí quỷ dị tràn vào trong đầu Lục Lâm Thiên, mang theo uy áp trực tiếp áp chế linh hồn, đại hồn anh cùng tiểu hồn anh đều bị ảnh hưởng, linh hồn như muốn phủ phục xuống. Nhưng ngay lúc này kim sắc tiểu đao chợt động. Ông! Kim sắc tiểu đao run lên, kim mang phát ra chói mắt, uy áp thần hoàng khí lập tức biến mất không còn bóng dáng. Loại phế vật như ngươi, làm sao là đối thủ của ta? Độc cô trường không kết xuất thủ ấn, hào quang chợt lóe. Một đạo linh hồn quang mang bạo lướt thổi quét cả không gian. Nháy mắt linh hồn quang mang lao về hướng Lục Lâm Thiên, cả không gian đều trở nên vặn vẹo. Không biết tự lượng sức mình, chết đi, cho ngươi hung hăng càn quấy. Nhóm thanh niên độc cô gia tộc mừng thầm nói. Sắc mặt Bắc Cung Vô Song cùng độc cô cảnh văn đại biến, vừa định xông lên đã bị Lục Tâm Đồng kéo lại, ánh mắt mang theo vẻ khinh thường nhìn độc cô trường không. Chỉ nháy mắt linh hồn quang mang đã xâm nhập vào đầu Lục Lâm Thiên, không ngừng vỡ áp thành từng đợt bao trùm cả thân thể hắn. Suy suy, thân thể Lục Lâm Thiên như run lên, linh hồn lực khủng bố đấu đá lung tung không chút kiêng nể, giống như muốn phá hủy hết thảy. Đúng lúc này kim quang bạo phát, không gian trong não hải Lục Lâm Thiên run lên.
Ngay tức khắc linh hồn quang mang lập tức bị một cỗ lực lượng hấp xả chặt chẽ, nháy mắt bị thu vào trong kim sắc tiểu đao hoàn toàn biến mất. Hô! Linh hồn công kích khủng bố khuếch tán khắp quảng trường, một ít người liên tục bị đẩy lui, cũng không muốn bản thân bị liên lụy vào. Ánh mắt mọi người kinh ngạc chứng kiến Lục Lâm Thiên vẫn giống như ngọn núi lớn nguy nga, không hề lay động một chút ít. Đây là thực lực Độc Cô gia tộc sao? Khóe môi Lục Lâm Thiên lộ ý cười tà khí, tràn ngập lạnh lẽo. Lục Lâm Thiên thản nhiên bước ra khỏi đoàn linh hồn phong bạo, trực tiếp đi thẳng tới chỗ Độc Cô Trường Không. Mặc dù chỉ là bước chân chậm rãi, nhưng một bước quỷ dị vượt qua không gian, thân ảnh xuất hiện ngay trước mặt Độc Cô Trường Không. Độc Cô Trường Không kinh hãi, chuyện này vượt qua sự tưởng tượng của hắn, hắn thật không ngờ thần hoàng khí địa cấp lại thêm linh hồn công kích toàn lực không có chút hiệu quả đối với Lục Lâm Thiên. Đây là chuyện gì xảy ra, Lục Lâm Thiên sao có thể xem thường công kích cực mạnh của hắn? Hiện tại, người không còn cơ hội. Lục Lâm Thiên cười nhạt, xung quanh lắc lư tràn ra, vô hình trung đồng hóa cả không gian xung quanh. Thân ảnh Lục Lâm Thiên nháy mắt đã xông tới trước người Độc Cô Trường Không, đánh ra thời gian loạn. Suy, không gian hoàng mang thổ hệ lan tràn, cả hư không động lại. Không xong. Trong tích tắc Độc Cô Trường Không hoảng hốt, linh lực trong thân thể hắn như đông cứng, thân hình không cách nào nhúc nhích. Chỉ có thể khởi động hồn linh khải giáp, hai mắt lộ vẻ kinh hãi. Hồn linh khải giáp màu xanh biếc, đã tới cấp độ địa cấp đỉnh, dưới uy áp bàng bạc lưu quang quanh quẩn, nhất thời như có dấu hiệu dẫy thoát khỏi không gian thổ hệ. Nhưng chỉ nháy mắt không gian cô động lại, hồn linh khải giáp cũng không thể lay động mảy may. Hồn linh khải giáp địa cấp, vẫn còn chưa đủ, chỉ bằng tôm tép nhãi nhép như ngươi, còn chưa có tư cách hung hăng càn quấy trước mặt ta. Một đạo chảo ấn lướt ra, lập tức xuyên thấu không gian, mơ hồ bẻ vụn hư không rơi lên vai Độc Cô Trường Không. Hiện tại ngươi nên biết, ở trước mặt của ta ngươi chỉ là một con kiến mà thôi. Lưu quang chợt lóe, chảo ấn chộp lấy Độc Cô Trường Không ném ngược qua đỉnh đầu, ngay tiếp theo xoay người dẫm mạnh xuống, đột nhiên đem Độc Cô Trường Không hung hăng đập xuống đất. Phanh! Tiếng nổ tung trầm thấp, mặt đất run lên, kinh phong phát tán, kinh khí phong bạo lướt qua, cả không gian đều chấn động. Phốc, thân hình Độc Cô Trường Không bị nện thẳng xuống mặt đất trải đá xanh, phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, hồn linh khải giáp biến thành ảm đạm. Độc Cô Trường Không, ở trước mặt bản tôn, ngươi chỉ là tôm tép nhãi nhép, năm lần bảy lượt chạy tới trêu chọc ta, ngươi cho là bản tôn sợ ngươi sao, chỉ là ngươi không có tư cách làm cho bản tôn ra tay mà thôi. Lời vừa rơi xuống, lại một cước hung hăng dẫm xuống, trực tiếp dẫm lên bụng Độc Cô Trường Không. Phanh. Mặt đất lại nhoáng lên, hồn linh khải giáp càng ảm đạm, mặt đất xung quanh rạn vỡ. Phốc, Độc Cô Trường Không không thể nhúc nhích, miệng phun máu tươi, trong mắt chỉ còn lại vẻ kinh hãi, lúc này hắn mới biết được ở trước mặt Lục Lâm Thiên hắn vô cùng nhỏ bé, thậm chí không có chút lực đánh trả. Hô, một màn này làm sắc mặt mọi người xung quanh đều tràn ngập vẻ rung động cùng sợ hãi, họ thật sự khó thể tưởng tượng chuyện này lại phát sinh. Hiện tại ngươi đã biết ai là con kiến. Ai là phế vật rồi sao? Lục Lâm Thiên từ trên cao nhìn xuống Độc Cô Trường Không, khóe môi tràn đầy lạnh ý, hôm nay xem như giết gà dọa khỉ. Mau thả ta ra, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Miệng Độc Cô Trường Không phun máu tươi đầm đìa, dữ tợn hét lên, ánh mắt tràn ngập vẻ oán độc. Nhìn ngươi còn không phục à? Khóe môi Lục Lâm Thiên cười lạnh, dưới chân hiện lên hoàng mang, đột nhiên nhấc chân dẫm xuống. Phanh! Độc Cô Trường Không! Ngươi có tư cách gì hung hăng càn quấy trước mặt ta? Phanh! Ngươi chỉ dựa vào thần hoàng khí mà lão tổ Độc Cô gia lưu lại mà thôi, dứt bỏ Độc Cô gia, ngươi tính là vật gì? Phanh! Ở trước mặt ta, ngươi không có bất kỳ tư cách hung hăng càn quấy, danh hào Độc Cô gia, ở trước mặt ta tuyệt đối không nên dùng. Phanh! Âm thanh tiếng quát bá đạo truyền ra, quanh quẩn khắp cả quảng trường, tổng cộng 4 cước liên tục. Dẫm lên bụng Độc Cô Trường Không? Đem thân hình hắn dẫm sâu vào trong lòng đất, hồn linh khải giáp bắt đầu hiện lên dấu nứt vỡ. Phốc, Độc Cô Trường Không không ngừng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm, chỉ có chính hắn mới biết được ngũ tạng lục phủ đã sắp bị phá hủy, tuy có khải giáp ngăn cản nhưng lực đạo xuyên qua cũng vô cùng khủng bố. Hắn muốn chạy trốn nhưng không cách nào nhúc nhích, bởi vì không gian thổ hệ tràn ngập bốn phía, vỡ áp đè chặt lên người hắn. Lục Lâm Thiên thật hung hăng càn quấy. Mọi người rung động,
không ai ngờ Lục Lâm Thiên bá đạo như thế, không hề đem Độc Cô Gia đặt vào trong mắt. Đồ khốn, mau thả hắn ra. Đại hộ pháp kịp thời phản ứng, lập tức quát to, chuyện này thật sự làm cho hắn rung động, mấy năm trước người này chỉ là Vũ Vương cửu trọng thôi a, mà thực lực hiện tại dù là hắn cũng không nhìn thấu, nhưng có thể dễ dàng trà đạp Độc Cô Trường không, cấp độ tu vi liền có thể biết. Vì sao ta phải thả hắn, là do chính hắn Upsilon tới cửa. Lục Lâm Thiên trực tiếp giẫm lên ngực Độc Cô Trường không, khóe môi cười lạnh nói. Sắc mặt đại hộ pháp cực kỳ khó xem, mặt mũi Độc Cô gia tộc hôm nay xem như mất hết, trong lòng vừa oán hận vừa trách cứ tiểu tử kia thật quá vô dụng, lại nhìn Lục Lâm Thiên lạnh lùng nói. Ngươi đã thắng, mau thả hắn. Ta có thể đi vào Độc Cô gia tộc rồi sao? Lục Lâm Thiên thản nhiên cười hỏi, ý cười làm sắc mặt đại hộ pháp run rẩy lên, hoàn toàn xanh mét. Là đại tiểu thư mời ngươi tới, tự nhiên có thể. Đại hộ pháp trầm giọng nói. Được rồi, ta sẽ thả tên phế vật này. Bàn chân Lục Lâm Thiên giẫm lên mặt Độc Cô Trường không, lạnh lùng nói. Hiện tại ngươi nên biết ai mới là phế vật, ở trước mặt ta ngươi chỉ là tôm tép nhãi nhép, là một con kiến mà thôi, sau này nhìn thấy ta, tốt nhất đừng trêu chọc ta, nếu không ta sẽ không khách khí, ngươi phải biết con kiến như ngươi có giết hay không đối với ta không quan hệ gì. Làm nhục, đây là làm nhục trắng trợn, tuyệt đối trà đạp, từ thể xác cho tới linh hồn. Nhìn Lục Lâm Thiên, mọi người rung động nhìn nhau, đều nghẹn họng nhìn chân chối. Phốc, áp lực tiêu tán, Độc Cô Trường không giãy giụa đứng dậy, nhìn theo Lục Lâm Thiên cùng ánh mắt của những người xung quanh, ánh mắt như châm chọc trào phúng nhìn hắn, khí huyết trong lòng cuồn cuộn, nhất thời phun ra máu tươi. Đôi mắt Độc Cô Trường không oán hận nhìn Lục Lâm Thiên, hắn làm sao thừa nhận qua làm nhục trắng trợn tới như thế. Ánh mắt Độc Cô Trường không tràn đầy oán độc, hết thảy của hắn đều bị hủy. Cả đời này hắn đừng mong có thể ngẩng đầu lên, chỉ sợ đã biến thành một chuyện cười trong các đại hoàng tộc, hắn rõ ràng nhìn thấy được thật nhiều ánh mắt khinh thường đang nhìn hắn. Phế vật, sau này nhớ rõ đừng hung hăng càn quấy trước mặt ta. Lục Lâm Thiên lạnh lùng nói, cũng không để ý tới ánh mắt oán độc của hắn, truyền âm. Độc Cô Trường không, hiện tại ta trà đạp ngươi, Độc Cô gia lại làm gì ta, lần sau bị ta gặp được ngươi, ta gặp một lần trà đạp ngươi một lần. Nghe được lời truyền âm, sắc mặt Độc Cô Trường không run rẩy, càng thêm khó xem, ánh mắt oán độc gần như phun lửa. Trong mắt Lục Lâm Thiên lộ vẻ hài hước, trường bào run lên xoay người lại, chậm rãi đi về hướng Độc Cô Cảnh Văn. Ngay nháy mắt Lục Lâm Thiên xoay người, trong mắt Độc Cô Trường không tràn đầy sát ý, đột nhiên một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, chân khí uy áp tiết ra ngoài, tuyệt đối là hồn khí công kích địa cấp. Lục Lâm Thiên, chết đi. Kiếm quang bạo lướt. Độc Cô Trường không oán hận hét lớn một tiếng, kiếm quang gần trong gang tấc bổ lên người Lục Lâm Thiên, chỉ nháy mắt mọi người không kịp phản ứng, không ai ngờ người kia hạ tử thủ. Lâm Thiên, Độc Cô Cảnh Văn cùng Bắc Cung Vô Song hoảng hốt, trong ánh mắt kinh hãi, một kiếm kia đã bổ lên người Lục Lâm Thiên, kiếm quang đi qua, khe không gian nứt vỡ. Suy, kiếm quang rơi lên người Lục Lâm Thiên, ánh mắt oán độc lộ vẻ cười lạnh, đột nhiên nụ cười dừng lại. Độc Cô Trường không cảm giác có một thân ảnh hiện ra bên cạnh hắn, một đoàn huyết quang chợt lóe lên. Ngao! Tiếng đao minh như long ngâm truyền ra, chỉ có người thực lực cường đại mới nhìn thấy rõ ràng, thân ảnh Lục Lâm Thiên nháy mắt xuất hiện bên cạnh Độc Cô Trường không, huyết đao trực tiếp bổ thẳng vào cánh tay cầm trường kiếm của hắn. Không! Đại hộ pháp hét lớn, ánh mắt kinh hãi tới cực điểm. Ca! Hết thảy đã muộn, huyết quang trực tiếp bổ lên vai Độc Cô Trường không. Một âm thanh vang lên, hồn linh khải giáp xuất hiện khe hở, sau đó một đao trực tiếp xuyên thấu khải giáp chém xuống. Đương! Toàn bộ cánh tay phải bị chặt đứt, trường kiếm rơi xuống đất, máu tươi phun tung tóe. Huyết quang lướt qua, mặt đất xuất hiện vết rách thật lớn, lan tràn tận phương xa. Suy! Cùng một thời gian kiếm quang bổ lên người Lục Lâm Thiên phía trước, chém thân thể kia thành hai nửa, không gian xung quanh chợt lóe, sau đó khôi phục lại bình thường. Không nhìn thấy tia máu tươi, rõ ràng chỉ là tàn ảnh mà thôi. A, à, Độc Cô Trường không chợt ngây dại trong nháy mắt, lập tức kêu thảm một tiếng, chỗ tay cụt dâng lên máu tươi, làm cho hắn không còn cách nào chịu đựng được nữa. Tiếng kêu thảm thiết, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều hít sâu một hơi, Độc Cô Trường không đánh lén ngược lại bị Lục Lâm Thiên chặt đứt một cánh tay, tốc độ cực nhanh thật làm người kinh hãi, thậm chí hạ thủ xong nhưng tàn ảnh vẫn chưa tiêu tán.
Tốc độ thật nhanh. Hiên Viên Triệt nhíu mày nói. Thực lực thật mạnh. Ánh mắt Thác Bạt Thanh Vũ cũng biến hóa. Nhóm người Vân Tiếu Thiên đều sững sờ, tuyệt đối không ngờ thực lực Lục Lâm Thiên đã cường hãn tới tình trạng này. Sắc mặt nam tử tuấn Mỹ như ngọc trong Bắc Cung gia tộc run lên, trong mắt lóe tinh quang, lập tức thu liếm không thấy. Lục Lâm Thiên, tiểu tử thật ác độc, Độc Cô gia tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Đại hộ pháp giận quát một tiếng, hắn thật không ngờ Lục Lâm Thiên dám chặt đứt một cánh tay của Độc Cô Trường Không. Đại hộ pháp, ngươi không nhìn thấy là hắn muốn lấy mạng ta trước sao, chẳng lẽ ta chỉ có thể chờ bị hắn giết à, ngươi cho rằng mạng của Độc Cô gia tộc quý hơn mạng của ta sao, nể tình nam thúc cùng Cảnh Văn, ta mới lưu hắn một mạng mà thôi, đừng đem Độc Cô ra dọa ta, uy danh hiển hách Độc Cô lão tổ lưu lại hôm nay bị các ngươi làm mất hết rồi đi. Lục Lâm Thiên thản nhiên liếc mắt nhìn đại hộ pháp, thu hồi huyết lục, chuyện vừa rồi là do hắn sắp xếp, cố ý làm cho nó phát sinh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 85.